Hoàng hôn cự nhân thấy một màn này, trong mắt lộ ra sâu đậm vẻ hoảng sợ, nào nghĩ tới Diệp Thần hung mãnh như vậy, lại có thể trực tiếp đem vân thương chủng cho luyện hóa hấp thu. Chư thần hoàng hôn, cho ta trấn áp. Hắn e sợ cho mình vậy biết gặp gỡ kết quả như thế này, thừa dịp Diệp Thần hấp thu vân thương chủng, tinh thần hơi có buông lỏng để gặp, hắn lập tức bộc phát ra tất cả linh khí, tràn đầy suy hủ hơi thở hoàng hôn ánh sáng bạo dũng ra, ở trong hư không hóa thành một cái chư thần vẫn diệt hoàng hôn đất nước, hung hăng hướng Diệp Thần trấn áp xuống đi. Ở chư thần hoàng hôn mở ra ngay tức thì, hoàng hôn cự nhân mở to mắt đồng, cặp mắt xuất hiện kinh người biến hóa, lại hóa thành một đôi cổ xưa trong suốt quả nhãn, phía trên lưu chuyển kỳ dị phù văn. Cái này đôi mắt rồng mở khải, vậy chư thần hoàng hôn đất nước bầu trời, vậy xuất hiện một đôi to lớn quả nhãn, không ngừng mở ra, thấm ra cổ xưa, thần bí, bể dâu, uy nghiêm, bá đạo hơi thở, để cho được toàn bộ hoàng hôn đất nước, đều tràn đầy mạnh mẽ uy áp, tựa như có thể trấn áp vạn giới. Ừ, Diệp Thần cảm nhận được sau lưng khí tượng biến hóa, quay đầu vừa thấy, liền thấy vậy một phiến hoàng hôn đất nước, đã hung mãnh vô cùng trấn áp xuống tới, vậy đôi cổ xưa quả nhãn, mang cho hắn to lớn chèn ép, làm người ta nghẹt thở. Là đúc tinh long thần ánh mắt. Diệp Thần một tí liền nhận ra, đó chính là đúc tinh long thần ánh mắt. Lúc đầu hoàng hôn cự nhân ở long thần vực bên trong, lấy được cơ duyên, chính là đúc tinh long thần ánh mắt. Đôi mắt này, vừa bắt đầu đi ra, thì có ngập trời oai rồng thần áp, cực kỳ mạnh mẽ, liền Diệp Thần đều cảm thấy áp lực. Bất quá vào lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, mơ hồ truyền ra một cổ chúc phúc lực lượng, là Diệp Thần triệt tiêu cái này cổ áp lực. Cái này cổ chúc phúc, xuất xứ từ đúc ngoạc tinh long thần. Đúc tinh long thần, chính là luân hồi mộ địa bên trong đại năng, hắn mặc dù còn không có tỉnh lại, nhưng hắn ý chí, đã ban cho chúc phúc, bảo vệ Diệp Thần. Thậm chí, ở đúc tinh long thần ý chí dưới ảnh hưởng, hoàng hôn đất nước bên trong quả nhãn, bỗng nhiên khép lại đi xuống, không có lại mở ra. Hiển nhiên, đúc tinh long thần không muốn tổn thương Diệp Thần. Hoàng hôn cự nhân hét thảm lên, bỗng nhiên cảm thấy cặp mắt đau nhức, chảy ra máu tươi. Vậy đúc tinh long thần ánh mắt, tựa như biến thành hai viên nóng bỏng vô cùng mặt trời, đang điên cuồng phát ra nhiệt độ nóng bỏng, mang cho hắn vô hạn thống khổ. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng hôn cự nhân cả người run rẩy, chảy máu hai con ngươi nhìn thẳng Diệp Thần, mơ hồ cảm thấy quỷ dị. Xem ra đúc tinh long thần cơ duyên, ngươi còn nắm trong tay không được à? Diệp Thần cười nhạt, hoàng kim long chảo giết ra, dễ như bớn, một móng vuốt liền xé rách hoàng hôn cự nhân phóng thích ra chư thần đất nước. Vô số cuồn cuộn hoàng hôn huy quang, hoàn toàn không thể ăn mòn Diệp Thần chút nào. Nếu như hoàng hôn cự nhân vẫn là một cái thượng vị thần, vậy dĩ nhiên không phải Diệp Thần có thể đối kháng, nhưng thời khắc này hắn, vì tham gia đạo tông thi đấu, tự thân khắp mọi mặt trạng thái, đều bị áp chế đến thần đạo cảnh, tự nhiên không phải Diệp Thần địch thủ. Diệp Thần biết đây là một cái thật tốt cơ hội, có thể tru diệt hoàng hôn cự nhân, cho nên, hắn không chần chờ chút nào, hoàng kim long chảo mang phá thiên thế, liền hướng hoàng hôn cự nhân bắt đi. Đây là một màn kinh thiên cự đấu. Hoàng hôn cự nhân thân thể đỉnh thiên lập địa, có ngàn vạn trượng cao, quanh thân vô số trời trăng sao không vần quanh. Mà Diệp Thần hoàng kim long chảo, uy thế vậy bùng nổ đến mức tận cùng, không ngừng bành trướng, móng vuốt như che trời vậy to lớn, càn quét đi ra ngoài, từng hạt tròn tinh cầu cũng bể nát, thái hư tinh không biến dạng, gió bão cuồn cuộn, muốn biến dạng hoàng hôn cự nhân nguy nga thân thể. Đáng chết! Thằng nhóc, ta vẫn là coi thường ngươi. Bất quá! Người muốn giết ta, vậy không như vậy dễ dàng. Ma nữ à, tỉnh lại đi. Hoàng hôn cự nhân thấy Diệp Thần hoàng kim long chảo, cuồng như vậy quét tới, thật sâu cảm thấy uy hiếp, hoàn toàn không dám đối kháng, liên tục gầm thét lui về phía sau, sử dụng một tấm phủ chiếu. Hoàng hôn cự nhân cũng không có nhận thua chờ chết, hắn còn có sau cùng lá bài tẩy. Chỉ gặp hắn sử dụng phủ chiếu, phía trên hiện đầy bóng tối phủ văn, sương mù sôi trào. Ma sương mù phun bá để gặp, hiển hóa ra thiên ma tinh hải, kinh cức phương tọa, tử thần giáo đoàn, hàng tỷ tín đổ vân. Vân quỷ dị khí tượng. Những thứ này khí tượng, tựa như mang có cái gì ma lực kỳ dị. Ở phía sau Bùi Vũ Hàm, khi nhìn đến đạo bùa này chiếu sau đó, cả người đều sợ ngây người, đầu óc bên trong tựa hồ có cái gì đáng sợ lực lượng bị thức tỉnh. Ha ha ha! Nàng nghe được ma nữ tiếng cười the thé, ma nữ ý chí.
điên cuồng ở nàng đầu óc bên trong khuấy động, bạo dũng, tàn phá. Nàng chỉ cảm thấy nhức đầu đau, rồi sau đó cặp mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết, hoàn toàn mất đi ý thức. Nhưng, ở Diệp Thần thị giác hạ, Bùi Vũ Hàm cũng không có té xỉu rồi. Ngược lại, hắn thấy Bùi Vũ Hàm thân thể, không ngừng nhô lên ra ma khí, trong mắt nhanh chóng hóa thành đen thui màu sắc, sau lưng có to lớn bóng tối ma nữ đổ đằng ở từ từ dâng lên, mười phần khủng bố. Không tốt, ma nữ lực lượng mau thức tỉnh. Diệp Thần kinh hãi, biết là hoàng hôn người khổng lồ phù chiếu, đem ma nữ thức tỉnh. Đồ đáng chết, cho ta chết. Diệp Thần tức giận, hoàng kim long chảo giết ra, sử dụng một chiêu thiên ma phệ hồn tay, màu vàng kim long chảo trên, tuôn ra cuồn cuộn sát khí, ùn ùn kéo đến, móng vuốt xuyên qua hư không, liền hướng hoàng hôn cự nhân vỗ tới. Hi hi, thằng nhóc, cùng ma nữ tỉnh lại, ngươi liền chờ chết đi. Hoàng hôn cự nhân cười lạnh, cũng không cùng Diệp Thần tranh phong, thân thể cấp tốc đi về sau bỏ chạy đi. Hiện tại hắn đã thức tỉnh ma nữ, chỉ cần ma nữ hoàn toàn tỉnh lại, đó chính là Diệp Thần ngày rỗ, hắn chỉ phải chờ xem kịch vui là được. Ta cho dù chết, cũng phải ngươi trước chôn theo. Diệp Thần thật sự nổi giận, thấy hoàng hôn cự nhân muốn chạy, nơi nào có thể để cho hắn như nguyện. Vù vù, từng luồng ánh sao, từ Diệp Thần trên mình tách thả ra ra. Phóng lên cao, hóa thành đôi rắn tròm sao đồ đằng, hào hùng không gian chi lực thả ra, ngay tức thì ở bốn phía cấu trúc ra một cái không gian to lớn cũi. Hoàng hôn cự nhân muốn chạy, nhưng đụng vào một mặt không gian cự trên vách mặt. Không tốt! Hoàng hôn cự nhân mặt liền biến sắc, thân thể bị nghẹt, đang muốn cưỡng ép phá vách ra, nhưng Diệp Thần hoàng kim long chảo, đã lấy nhanh như chớp kinh điện thế, gào thét tới. Mỗi một cây móng vuốt đều là bộc phát ra tử vong kiếm khí, hội tụ thành gió bão, bao phủ trấn áp xuống. Hoàng hôn cự nhân một tiếng hét thảm, thân thể cao lớn, ở Diệp Thần long chảo cùng tử vong kiếm nghiền ép hạ, tại chỗ liền bị cắt kim loại thành vô số khối vụn, nơi có thời gian tuyến mất đi. Diệp Thần lại mở ra đạo tông chú đan thuật, đem hoàng hôn cự nhân tàn toái máu thịt, toàn bộ luyện hóa thành đan khí cắn nuốt. Những thứ máu này thịt đan khí, tinh hoa dày đặc, mang theo hoàng hôn người khổng lồ thần vị quy luật, thần thông nghĩa sâu xa, rất nhiều bí ẩn trí nhớ, còn có đúc tinh long thần cặp mắt tinh hoa, toàn bộ bị Diệp Thần chiếm đoạt cướp đoạt. Tiếp liên kích giết phân thương chủng, hoàng hôn cự nhân hai đại cường giả, hung hãn giết hại chập chờn, xúc động thiên cơ, trực tiếp để cho được mộ huyệt bên ngoài long thần vực thế giới, hạ nổi lên cuồn cuộn mưa xối xả, sấm sét đan xen. Tất cả mọi người đều cảm giác được, phân thương chủng và hoàng hôn người khổng lồ chết rồi, bị Diệp Thần hoàn toàn tiêu diệt. Viêm thiên đế thân, đúc tinh long thần vảy rồng cùng quả nhãn, cũng rơi xuống Diệp Thần trong tay, cái này cơ duyên tạo hóa, có thể nói nghịch thiên. Bầu trời điểm tích lũy bảng danh sách, Diệp Thần điểm tích lũy đang điên cuồng tăng vọt, xa xa đem những người khác vùng ở phía sau. Người xem quảng trường bên kia, cũng là hoàn toàn chấn động. Tuy nói mộ huyệt bên trong hình ảnh, không có hiển hóa đi ra, thế nhưng cổ mãnh liệt giết hại thiên cơ, tất cả mọi người đều cảm giác được. Cửu Thiên Phục Long giáo trận doanh bên này, Cửu Họa Thương Long thân thể run rẩy, không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói. Không thể nào, Thương Mộ nhưng mà chấp trưởng Viêm Thiên Đế người thiên tài, làm sao như thế tùy tiện liền bị luân hồi chi chủ tiêu diệt. Vậy, Viêm Thiên Đế thân xác, há chẳng phải là rơi vào vậy tiểu tử trong tay. Tử thần giáo đoàn trận doanh bên này, vậy tràn đầy sợ hãi. Thiên Khải Chí Tôn ngồi ở trên ghế, vẻ mặt ngơ ngẩn. Ở sau lưng hắn, là mấy cái tử thần giáo đoàn cao tầng, Hải Đăng Phong Uyên Lan, Hắc Mặt Trời Mạnh Thiên Tàn, còn có hai trưởng lão, bọn họ vậy tràn đầy kinh hoàng kinh ngạc. Lần này đại lộ tranh phong, bọn họ biết Diệp Thần lợi hại, cho nên đặc biệt phái ra hoàng hôn cự nhân ra tay, liền là muốn áp chế Diệp Thần. Nhưng không nghĩ tới, hoàng hôn cự nhân vẫn không có thể chống được trận chung kết, liền bị Diệp Thần giết chết. Tạm thời tới giữa, toàn trường chấn động, rất nhiều cùng luân hồi đối nghịch trận doanh, đều là lòng người bàng hoàng. Diệp Thần thực lực cường hãn, đột phá nhanh, hiển nhiên ngoài tất cả mọi người dự liệu. Long thần vực, long thần ngoặc mộ huyệt bên trong. Diệp Thần liên tục đánh chết phân thương chủng và hoàng hôn cự nhân, thu hoạch to lớn, nhưng hắn cũng không có gì vui sướng tâm tình. Ngược lại, Diệp Thần sắc mặt đặc biệt ngưng trọng. Bởi vì, ở đánh chết hoàng hôn cự nhân sau đó, ma nữ tỉnh lại, cũng không có ngừng.
Diệp Thần liền thấy, Bùi Vũ Hàm sau lưng ma nữ Đồ Đằng, càng ngày càng rõ ràng, hơi thở càng ngày càng hung mãnh bá đạo. Rốt cuộc, Bùi Vũ Hàm ánh mắt hoàn toàn đổi được lạnh như băng, vô tình, thấm ra uy nghiêm của cấp trên cùng ác liệt, nhìn xuống chúng sanh như con kiến hôi, chính là ma nữ ánh mắt. Ma nữ lực lượng cùng ý chí, đã hoàn toàn thức tỉnh. Diệp Thần, chúng ta lại gặp mặt. Ma nữ đầu tóc tung bay, ánh mắt như đuốc, giống như phải đem Diệp Thần linh hồn xuyên thấu, trong cổ họng phát ra thanh âm lãnh khốc. Diệp Thần khóe miệng giật một cái, diễn cảm đổi được đặc biệt khô khốc. Hắn mặc dù có thể đánh chết Vân Thương Chủng cùng Hoàng Hôn Cự Nhân, nhưng đối mặt ma nữ, nhưng là nhỏ bé. Ngươi ngược lại là rất lợi hại, chỉ là vô lượng cảnh, liền nghiền ép thần đạo cảnh vô địch, chờ ngươi bước lên thần, há chẳng phải là hùng bá chư thiên vô địch. Ma nữ lãnh đạm cười nói. Diệp Thần diễn cảm đắng chát, không có lên tiếng đáp lại, trong lòng suy nghĩ thoát thân phương pháp. Nếu như cùng ma nữ cứng đối cứng, đó không thể nghi ngờ là tìm chết. Ngày hôm nay ta thức tỉnh, là không thể lại để cho ngươi sống tiếp, nếu không tất thành họa lớn. Nói đi, ngươi có gì ngôn gì? Ma nữ cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần, trong mắt thấm ra mèo vờn chuột vậy diễn cảm. Diệp Thần thân thể cứng ngắc, không lời có thể nói. Ma nữ ha ha cười một tiếng, nói, nếu không lời nói, vậy ta sẽ đưa ngươi lên đường. Nàng mảnh khảnh tay, ma khí hội tụ, hóa ra một cái màu đen kiếm, liền muốn hướng Diệp Thần chém tới. Nhưng kiếm mới ra, nàng thân thể liền co quắp một tí, diễn cảm khẽ biến. Ừ, si tình cổ. Ngươi cho ta xuống si tình cổ. Ma nữ nhìn chằm chằm Diệp Thần, diễn cảm đổi được vô cùng âm u, cười nói, bàn về bối phận, ta có thể coi như là ngươi sư nương, ngươi lại có thể cho ta hạ si tình cổ, thật là đại nghịch bất đạo à. Diệp Thần nói, không, không phải vậy. Ma nữ cười nói, được rồi, võ thiên nhai cho tới bây giờ không có nhận nạp qua ta, là ta một phía tình nguyện mà thôi. Chính là một đạo si tình cổ, ta có thể phá giải. Vừa nói, ma nữ giơ lên kiếm, trở tay cắm hướng tim mình, phốc suy một tí, liền đem tim xuyên qua, diễn cảm nhưng là lạnh nhạt hình dáng. Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời có chút ngây ngẩn. Ma nữ cười nói, đừng lo lắng, ta lại sẽ không chết. Ta chấp trưởng tử thần quyền bính, ta chính là tử thần, là tử vong khái niệm bản thân, coi như tim xuyên qua, đầu chém đứt, linh hồn biến dạng, nơi có thời gian tuyến mất đi, ta cũng sẽ không chết. Dẫu sao ta là tử thần mà, nhọn. Vừa nói, ma nữ một bên chậm rãi đem kiếm rút ra, phía trên còn mang máu. Bất quá, ngươi liền không nhất định. Ngươi rất đặc thù, luân hồi thời gian tuyến chỉ có một cái, ta nếu là chặt đứt ngươi thời gian tuyến, ngươi hẳn thì phải hoàn toàn vẫn diệt chứ. Ha ha! Ma nữ ánh mắt đột nhiên ác liệt, trở tay ngự kiếm bay chém ra. Phi kiếm phá không, mang ngút trời ma hy, còn có tử thần thiên đế uy nghiêm, hung hăng hướng Diệp Thần bổ đi. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, đối mặt ma nữ phi kiếm chém chết, chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé. Mộ chủ chú ý, ta tới giúp ngươi. Luân hồi mộ địa bên trong, độc thủ dược thần thấy vậy, thần sắc vô cùng ngưng trọng, cũng không để ý cái gì đạo tông quy củ, lập tức cháy tự thân thần hồn, bộc phát ra ngập trời năng lượng linh khí, toàn bộ bơm vào đến Diệp Thần kinh mạch bên trong. Diệp Thần đạt được độc thủ dược thần lực lượng bơm vào, lập tức tinh thần dâng trào, lực lượng gào thét, trong mắt bắn ra hai đạo thật dài thiên đế thần mang, biến dạng hư không, long trời lở đất. Ừ, ma nữ cảm nhận được Diệp Thần cuồng tiêu khí thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Diệp Thần ở độc thủ dược thần trợ lực hạ, ngang hàng là hóa thân thiên đế, thực lực lập tức đổi được vô cùng hung mãnh, mắt xem ma nữ phi kiếm đánh tới, bàn tay hắn vung lên, đang đích một tiếng, liền đem phi kiếm rời ra. Bên trong cơ thể ngươi cất giấu cái gì? Ma nữ ra mặt co rúm, cảm thấy quỷ dị cùng đáng sợ, bất an trong lòng. Nàng biết Diệp Thần lá bài tẩy rất nhiều, nhưng không nghĩ tới sẽ có như thế cường đại lá bài tẩy, lại có thể cùng nàng đối kháng. Nàng tuy thức tỉnh, nhưng thanh tỉnh không được bao lâu. Đáng chết! Bỏ mặc bên trong cơ thể ngươi cất giấu cái gì, ta cũng muốn ngươi chết. Ma nữ sắc mặt hoàn toàn đổi được tàn bạo, cả người khí huyết điên cuồng bốc cháy, ma khí cuồn cuộn, ở trong tay hóa ra một thanh khổng lồ màu máu lưỡi liềm, cuồng như vậy hướng Diệp Thần chém chết đi. Thời khắc này nàng, hoàn toàn điên cuồng, hoàn toàn không để ý tự thân tiêu hao cùng giá phải trả,
khí huyết hung mãnh thiêu đốt, tánh mạng tinh hoa cháy thành ngọn lửa, bao trùm ở huyết sắc kia lưỡi liềm bên trên, hình thành một tầng đáng sợ tia máu, phá không chém ngang, dễ như bớn, khí thế cuồng mãnh bá đạo. Diệp Thần đạt được độc thủ dược thần trợ lực, trong lòng chấn định như thường, thấy ma nữ lưỡi liềm chém tới, lập tức vẫy tay toát ra một cổ xanh biếc ánh sáng rực rỡ. Tinh cực phương tọa, hạ xuống. Đi đôi với quát to một tiếng, Diệp Thần trực tiếp gọi ra kinh cực phương tọa, hùng vĩ, nguy nga, uy nghiêm, mang cao nhất ma đạo chủ làm thịt sát khí ngai vàng, ở trong hư không hiện lên, cũng bộc phát ra ngập trời lục quang. Từng cái bụi gai, rào rào sinh trưởng, như từng cái rắn độc vậy, nhanh chóng quấn quanh ở ma nữ thân thể. Ma nữ thân thể, lập tức gặp phải vô số dây bụi gai củ cải quấn quanh, nhúc nhích không được, cây có gai đổ gai đâm vào nàng ra, nàng thống khổ kêu lên, ngũ quan hơi vặn vẹo. Kinh cực phương tọa, là tử thần giáo đoàn cao nhất thần khí, đối đãi tử thần giáo đoàn bên trong người, có tuyệt hảo khắc chế hiệu quả. Giờ khắc này ma nữ, vậy gặp phải khắc chế, thân thể không cách nào nhúc nhích, trong tay lưỡi liềm vậy chém không tới Diệp Thần trên mình. Tiên thiên độc long khí. Diệp Thần thừa dịp này cơ hội, lập tức điên cuồng thi triển ra tiên thiên độc long khí. Ở độc thủ dược thần liều mình trợ lực hạ, Diệp Thần cả người bộc phát ra ngập trời khí độc, ngay tức thì liền hóa thành thiên thiên vạn vạn cái độc long, dương nanh múa vuốt, bướng bỉnh bất tuần, tàn bạo hướng ma nữ đạp chết đi. Chỉ là trong nháy mắt, ma nữ liền bị vô số cái độc long chìm ngập, bụi mù cuồn cuộn, khói độc sôi trào, tình cảnh mười phần nguy nga. Đã chết rồi sao? Diệp Thần vô cùng khẩn trương nhìn, hắn cảm thấy độc thủ dược thần hơi thở, đang không ngừng suy yếu đi xuống, sợ rằng chống đỡ không được bao lâu. Hắn chỉ muốn mau sớm đánh chết ma nữ, nếu không độc thủ dược thần không chịu nổi. Oanh! Nhưng lúc này, ở đó bụi mù cuồn cuộn khói độc bên trong, một đạo mảnh khảnh bóng người vọt ra, nhưng chính là ma nữ. Nàng đã tránh thoát hết cây có gai trói buộc, cả người mình đầy thương tích, hơn nữa lại gặp phải kịch độc chua thực, da suy suy vang dội, không ngừng chảy ra mủ. Nhưng, nàng thần sắc nhưng là hung hãn, không có một chút khuất phục hình dáng, vô cùng dữ tợn cười nói. Muốn giết ta, không thể nào. Ta nói, ta là tử thần, ta chính là tử vong bản thân, ta là sẽ không chết. Diệp Thần thấy một màn này, có vẻ chấn động. Hắn mượn dùng độc thủ dược thần lực lượng, thi triển kinh cực phương tọa, lại tuôn ra ngập trời khí độc, vốn là đã nghiền diệt ma nữ nơi có thời gian tuyến. Theo lý mà nói, ma nữ là chết chắc. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng chính là không chết, coi như mình đầy thương tích, coi như vết thương chồng chất, nàng chính là không chết. Bởi vì, nàng tức là tử vong bản thân. Muốn hoàn toàn xóa bỏ nàng mà nói, trừ phi là bộc phát ra vượt qua tử vong khái niệm lực lượng. Luân hồi chi chủ không hổ là luân hồi chi chủ, ngươi lá bài tẩy rất mạnh, đáng tiếc ngươi giết không chết ta. Ma nữ cười gằn, thân thể như quỷ mị vậy, bỗng nhiên bay tập kích đến Diệp Thần trước mặt, nhỏ hết sức nhọn ngón tay, chụp vào Diệp Thần cổ. Diệp Thần cả người lông tơ đảo thụ, vội vàng lui về phía sau. Phù quỷ mẫu ổ, mở. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần cho gọi ra phù quỷ mẫu ổ, hơn nữa thúc giục từng cái dây bụi gai củ cải, hướng ma nữ quấn quanh đi, muốn đem nàng kéo đến phù quỷ mẫu ổ bên trong đi. Nếu giết không chết ma nữ, hắn chỉ muốn trực tiếp trấn áp. Nhưng ma nữ đã quen thuộc Diệp Thần thủ đoạn, thân thể như quỷ mị vậy qua lại lóe lên, né tránh dây bụi gai củ cải quấn quanh, tay nhấc màu máu lưỡi liềm, mũi phá không, hưu hưu vang dội, cắt vào Diệp Thần cổ. Diệp Thần khua kiếm đón đỡ, hai bên rất nhanh chiến đấu chung một chỗ, trong chốc lát khó phân thắng bại. Mà thắng bại mấu chốt, liền xem ai có thể chống đỡ đến cuối cùng. Ma nữ thanh tỉnh tư thái, duy trì không được bao lâu, nàng rất nhanh thì phải lần nữa rơi vào ngủ say. Mà Diệp Thần trạng thái, cũng không cách nào chống đỡ bao lâu, độc thủ dược thần hơi thở đang cấp tốc suy thoái trước. Mộ chủ, tiếp tục như vậy, có thể là chúng ta trước không chịu nổi. Độc thủ dược thần phát ra ngưng trọng thanh âm, hắn rất biết mình trạng thái. Tối đa còn có thể lại chống đỡ nửa khắc đồng hồ thời gian. Mà xem ma nữ hình dáng, nàng chỉ ít có thể chống đỡ 15 phút, ở nàng lần nữa rơi vào ngủ say trước, đủ để đánh chết Diệp Thần. Đáng chết! Tiền bối, vậy chúng ta rút lui trước đi. Diệp Thần khẽ cắn răng, vậy cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Độc thủ dược thần lắc lắc đầu nói, không, trốn tránh không giải quyết được vấn đề, phải ở chỗ này trấn áp ma nữ,
để cho nàng lật không được thân. Ta giúp ngươi đúc bất hủ phong bi, vậy phong bi đúc đi ra, đủ để đem ma nữ chân áp. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Bất hủ phong bi, là đệ nhất tử thần sáng tạo ra nghịch thiên ảo tưởng, có thể ngàn gấp vạn lần phóng đại tự thân chiến công võ huân, từ đó tạo thành uy áp ngập trời, uy sắp chư thiên, không thể địch nổi. Cái này không mục nát phong bi trạng thái tột cùng nhất, thậm chí đủ để cùng luân hồi vãng thế thư sánh bằng, vô cùng lợi hại, ký thác đệ nhất tử thần chí nguyện to lớn. Diệp Thần trên đầu, đang có bất hủ phong bi bản vẽ, nếu như có thể đem bất hủ phong bi chế tạo ra tới, đúng là có cơ hội trấn áp ma nữ. Cầm ngươi tài nguyên toàn bộ lấy ra, chúng ta lập tức chế tạo bất hủ phong bi. Độc thủ dược thần quát ngắn nói. Diệp Thần ánh mắt chớp động, lập tức không do dự, lập tức đem ở long thần trong mộ khai thác đến tinh quáng, còn có trước kia cất giữ rất nhiều hoàng kim nguyên ngọc, thiên tài địa bảo, toàn bộ lấy ra, chuẩn bị chế tạo bất hủ phong bi. Nếu như dựa hết vào Diệp Thần mình lực lượng, rất khó chế tạo thành công, nhưng có độc thủ dược thần phụ tá, hết thảy đều là có thể. Vù vù. Diệp Thần trên đỉnh đầu hư không, nổi lên một đạo cự đại thạch bi hư ảnh, đó chính là bất hủ phong bi ảo tưởng khái niệm. Hắn đem rất nhiều quáng vật, rất nhiều nguyên ngọc, rất nhiều thiên tài địa bảo, không muốn tiền vốn vậy bổ túc đến vậy bia đá hư ảnh bên trong. Ở độc thủ dược thần phụ trợ, Diệp Thần động tác thật nhanh, cơ hồ là trong nhất niệm, vô số tài nguyên liền bổ túc lại, vậy không mục nát phong bi, dần dần từ ảo tưởng hư ảnh, lắng động thay đổi thành chân thực tồn tại. Ừ, đó là cái gì? Ma nữ thấy trôi lơ lửng ở trong hư không bia đá, nhất thời cảm nhận được liền to lớn uy hiếp. Nàng thấy trên mặt tấm bia đá, dần dần xuất hiện từng đạo chữ viết, một bức tấm hình họa, ghi chép tất cả loại truyền kỳ sự tích, chiến công vĩ đại. Đó là Diệp Thần chuyện đã qua hành thông động, có thể nói sử thi truyền kỳ, từ Hoa Hạ, đến Côn Lôn Hư, rồi đến Thần Quốc, vực ngoại, thái thượng thế giới. Vô số quang vinh, vô số sử thi, vô số như sóng tràn bờ, vô số vĩ đại qua lại, từng chữ, một câu câu, nhất mạc mạc điêu khắc ở trên mặt tấm bia đá. Đúc được không mục nát, đúc thành phong bi. Rào. Sốt cuộc, thuộc về Diệp Thần bất hủ phong bi, đúc đi ra, từng luồng màu vàng thần mang, từ phong bi trên tách thả ra ra, sáng chói như mặt trời vậy nhức mắt. Vô số sử thi ánh sáng, to lớn khen ca, không ngừng từ phong bi bên trong dòng nước chảy ra, giống như chư thiên thần Phật, đều ở đây tán tụng trước Diệp Thần vĩ đại. Diệp Thần nhìn trên đỉnh đầu mình bất hủ phong bi. Trong lòng cũng xông ra một cổ mênh mông nhiệt huyết, như đế hoàng phong thiện, khắc ghi chiến công bất hủ, đúc vạn thế bất diệt truyền kỳ. Hắn hao phí đại lượng tài nguyên, sẽ ở độc thủ dược thần phụ tá hạ, tạo ra bất hủ phong bi, cũng không phải là đệ nhất tử thần ý nghĩ bên trong, đủ để đem chiến công phóng đại ngàn gấp vạn lần tồn tại. Chỗ tòa này bất hủ phong bi, là đặc biệt sơ cấp nguyên thủy trạng thái, không có bất kỳ phóng đại uy nghiêm hiệu quả. Nhưng Diệp Thần đi qua truyền kỳ cùng quang vinh, đúc ra phong bi, bản thân cũng đã mang theo động trời thô bạo, có thể nói vạn thế sử thi bất hủ. Người bất kỳ thấy hắn đi qua, cũng sẽ thán phục hắn vĩ đại cùng truyền kỳ, từ đó mảng bái thần phục. Ma nữ thấy chỗ tòa này phong bi sau đó, vậy hoàn toàn rung động, cảm giác thân thể đứng đặc biệt khó chịu, suy nghĩ quỳ xuống mảng bái Diệp Thần. Giả thần giả quỷ đồ, phá cho ta. Ma nữ một tiếng gầm lên. Huy động lưỡi liềm, chém về phía Diệp Thần bất hủ phong bi. Bất hủ phong bi, chân áp. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, có ở đây không mục nát phong bi đúc sau khi ra, hắn cảm thấy tự thân như có chư thiên thần giúp, đại lộ sức mạnh to lớn thêm thân, thiên địa tạo hóa một thể, vung tay lên, bất hủ phong bi bay tập kích ra, ầm một tiếng chân áp xuống đi. Ma nữ thân thể, có ở đây không mục nát phong bi bao phủ hạ, lại như con kiến hôi nhỏ bé. Lập tức liền bị bia đá hung hăng chấn áp rơi xuống đất, rào rào đích một tiếng hộc máu, liều mạng vùng vẫy, cũng không cách nào thoát khỏi phong bi áp chế. Không, ta không cam lòng. Ta làm sao sẽ bị ngươi chấn áp? Ma nữ giận dữ, cắn răng nghiến lợi, còn muốn phản kháng, nhưng cả người xương cốt đều bị cán gãy, cuối cùng thống khổ rên lên một tiếng, nghiêng đầu ngất xỉu. Rốt cuộc đem ma nữ này chấn áp. Độc thủ dược thần thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thần thần kinh căng thẳng, cũng là thanh tĩnh lại, gương mặt một phiến trắng bệch. Chế tạo bất hủ phong bi, trấn áp ma nữ, cơ hồ đã tiêu hao hết hắn linh khí. Tiền bối, người thế nào? Mà so với mình,
Diệp Thần càng quan tâm độc thủ dược thần. Hắn tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, liền thấy độc thủ dược thần linh hồn thân thể, đã đổi được vô cùng đạm bạc, gần như là trong suốt vậy, tất cả năng lượng đều đã tiêu hao hết. Độc thủ dược thần ha ha cười một tiếng, nói, không sao, ta linh nghe được sư phụ ta Thanh Liên đạo tổ triệu hoán, phỏng đoán mau trở lại đến hắn bên cạnh. Trong lúc nói chuyện, độc thủ dược thần tàn hồn, chậm rãi nhạt đi tiêu tán. Tiền bối. Diệp Thần trong lòng có vẻ không thôi, nếu như không có độc thủ dược thần trợ lực nói, hắn mới vừa rất có thể sẽ bị ma nữ giết chết. Độc thủ dược thần ngược lại là không câu chấp, cười nói, không cần lo lắng, mộ chủ, chúng ta cuối cùng có một ngày, sẽ lần nữa gặp lại. Ta phải đi, à, con gái ta độc cô già la, liền nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn. Diệp Thần nói, ta nhất định sẽ. Độc thủ dược thần cười nói, ngươi tốt nhất cưới nàng đi, nếu không ta không yên tâm, ngươi thu nàng làm cái tiểu thiếp cũng tốt, nếu không nàng lẻ loi một người, rất có thể phải bị mẹ nàng mang theo đường rẽ. Các ngươi muốn chú ý hoa tổ, lão già kia âm hiểm rất, nếu như không có tuyệt đối chắc chắn, ngàn vạn đừng tìm hắn báo thù. Lời nói này nói xong, độc thủ dược thần thân thể, liền hoàn toàn tiêu tán đi. Toàn bộ luân hồi mộ địa, cũng đổi được trống rỗng, chỉ có tiểu cấm yêu tồn tại. Tiểu cấm yêu cũng là ngơ ngác nhìn độc thủ dược thần biến mất, hơi có chút thương cảm. Diệp Thần im lặng, đứng ngẩn ngơ sau một lúc lâu, mới hoàn hồn lại. Độc thủ dược thần dặn dò, hắn sẽ nhớ. Sau này, hắn sẽ chiếu cố độc cô già la. Cùng hoa tổ cừu hận, hắn vậy sẽ không quên, tương lai thời cơ đã đến, nhất định phải báo thù. Ngắm nhìn bốn phía, Diệp Thần thấy ma nữ còn hôn mê, cả người ma khí đã hoàn toàn tan đi. Hoặc là chính xác mà nói, ma nữ đã lần nữa rơi vào ngủ say, hiện tại ở Diệp Thần trước mặt, là choáng váng mê ở giữa Bùi Vũ Hàm. Còn có long thạch không cầm. Diệp Thần ánh mắt nhìn về mộ huyệt chỗ sâu, liên tục trắc trở tranh đấu, thật may không để cho long thần mộ sụp đổ. Long thần mộ chân quý nhất cơ duyên, Hồng Quân lão tổ mong muốn khối kia long thạch, Diệp Thần còn không bắt vào tay. Vân Thương trùng chết, hoàng hôn người khổng lồ chết rồi, ma nữ ngủ say, nơi này hung hãn giết hại thiên cơ, đã sớm kinh động ngoại giới, không có người dự thi dám can đảm đến gần, cũng sẽ không còn người đến nữa quấy rầy Diệp Thần. Diệp Thần ôm lấy hôn mê Bùi Vũ Hàm, từng bước một đi về phía trước vào, hướng mộ huyệt chỗ sâu nhất đi tới. Một đường không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa, Diệp Thần rất thuận lợi đi tới mộ huyệt chỗ sâu nhất, nơi này hoàn cảnh mờ tối, có một tòa phong cách cổ xưa tế đàn. Tế đàn chạm trổ rất nhiều phù văn cổ xưa, có một khối giống vậy cổ xưa tang thương tấm đá, trôi lơ lửng ở phía trên tế đàn. Vậy tấm đá bên trên, một mặt chạm trổ hình rồng điêu khắc, mặt khác chạm trổ từng cái thật nhỏ chữ viết, tựa hồ là một bài thần thông bí thuật. Đó chính là Hồng Quân lão tổ mong muốn long thạch sao. Diệp Thần nhìn vậy tấm đá, trong lòng kinh nghi không chừng. Tấm đá lơ lửng, tản mát ra cổ xưa ánh sáng vàng. Mà ở bên tế đàn trên, thì có một tôn kim giáp chiến binh đang bảo vệ. Chính xác điểm tới nói, vậy hẳn là kêu kim giáp chiến tướng, cả người khôi giáp có tướng quân trang điểm. So với thông thường chiến binh con rối, muốn uy mãnh hùng bá rất nhiều, cầm trong tay một cái màu vàng kim chiến thương. Năm tháng bể dâu lưu chuyển, đầu này kim giáp chiến tướng trên mình, đã có rất nhiều loang lổ cùng rêu xanh dấu vết, trong hốc mắt trống rỗng, toàn thể như pho tượng không nhúc nhích. Nhưng, làm Diệp Thần đến, cũng đến gần tế đàn sau đó, vậy kim giáp chiến tướng trống rỗng trong hốc mắt, liền giấy lên hai điểm nóng rực ngọn lửa, tràn đầy ác liệt uy nghiêm, thân thể vậy sống động. Ùm bước ra sải bước, ngăn ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần nhất thời cảnh giác, đi lui về phía sau mấy bước. Vậy kim giáp chiến tướng, lại không có đuổi giết đi lên, trong mắt lộ ra trí khôn vậy ánh sáng, lại là miệng phun tiếng người, trong cổ họng phát ra kim loại ma sát giọng, nói. Ngươi là, luân hồi chi chủ sao? Diệp Thần sửng sốt một chút, không nghĩ tới đầu này kim giáp chiến tướng, lại có thể có trí khôn cùng ý thức. Hơn nữa tựa hồ cũng không ác ý, hắn liền gật đầu nói, là ta, ngươi. Ngươi có mình ý thức. Vậy kim giáp chiến tướng nói, đúng vậy, chín thương cổ hoàng giao cho ta ý thức, kêu ta bảo vệ đúc tinh long thần đại nhân, giúp hắn hoàn thành tế trời nghi thức. Diệp Thần nói, tế trời. Vậy kim giáp chiến tướng nói, ừ, chín thương cổ hoàng đại nhân, và đúc tinh long thần đại nhân, bọn họ cũng tin tưởng có trung cực thần tồn tại.
vậy trung cực thần, chính là ngươi, luân hồi chi chủ. Diệp thần ngẩn ra, nói ta cũng không phải là cái gì trung cực thần. Vậy kim giáp chiến tướng nói, ngươi đúng vậy, chỉ cần tín ngưỡng người ngươi nhiều, ngươi chính là thần. Núc tinh long thần muốn đem khối này long thạch hiến tặng cho ngươi, đáng tiếc nghi thức còn chưa hoàn thành, hắn liền xảy ra ngoài ý muốn chết. Diệp thần nhìn trên tế đàn long thạch, ánh mắt đông lại một cái, nói, núc tinh long thần là chết như thế nào? Khối này long thạch lại có bí ẩn gì? Vậy kim giáp chiến tướng nói, núc tinh long thần chết, ta cũng không biết chân tướng, người sau này có thể từ từ thăm dò. Còn như khối này long thạch, ghi lại núc tinh long thần vĩ đại nhất thuật pháp, kêu trời làm thịt núc tinh thuật. Núc tinh long thần là muốn đem mình sáng tạo thuật pháp, hiến tặng cho ông trời, hiến tặng cho trung cực, cầu được che chở, bất quá hắn còn chưa hoàn thành tế trời nghi thức, hắn liền chết. Diệp thần lẩm bẩm nói, thiên làm thịt núc tinh thuật. Cái này thuật pháp. Nghe tên chữ, liền cảm thấy thô bạo bàng bạc. Vậy kim giáp chiến tướng nói, đúng vậy, thiên làm thịt đúc tinh thuật, là đúc tinh long thần cao nhất thuật pháp, hắn lấy phương pháp này, ở hoang vu bao la hỗn độn vũ trụ bên trong, đúc tạo ra được kỳ tích vậy quần tinh, hắn là quần tinh nắm giữ, là vĩ đại hóa thân. Môn thuật pháp này, là hắn cung phụng cho ngươi, luân hồi chi chủ, mời ngươi nhận lấy. Kim giáp chiến tướng nhẹ nhàng vẫy tay. Trên tế đàn rất nhiều cấm chế bị mở ra, khối kia long thạch chậm rãi trôi dạt đến Diệp thần trước mặt, rơi vào trong tay hắn. Diệp thần nhìn long thạch trên ghi lại thuật pháp, chỉ cảm thấy vô cùng thâm ảo tinh huyền, lấy hắn cường đại thiên phú, đều không cách nào ngay tức thì lĩnh ngộ. Xem ra Hồng Quân lão tổ, vật chân chánh mong muốn, chính là cửa này thiên làm thịt đúc tinh thuật. Diệp thần trong lòng ngầm ám suy đoán, mơ hồ cảm nhận thật tướng. Cửa này thiên làm thịt đúc tinh thuật. Chính là Hồng Quân lão tổ muốn tìm kiếm đồ. Có thể đưa tới Hồng Quân lão tổ mơ ước, có thể tưởng tượng được, môn thuật pháp này có chân quý dường nào. Tốt lắm, luân hồi chi chủ, chúc ngươi sớm ngày lên đỉnh trung cực. Thời gian trôi qua quá lâu, năm tháng bể dâu, ta cũng muốn rơi vào khô mục nát. Núc tinh long thần chết thế nào, chân tướng ta không biết, nhưng ta phỏng đoán, có thể cùng sử thần có liên quan. Sử thần, là cuối cùng kẻ địch. Người muốn chú ý hắn, vậy muốn chú ý Vũ Hoàng cổ đế. Kim giáp chiến đưa mắt như đuốc, hướng Diệp thần cảnh cáo nói. Sử thần, là hắn giết núc tinh long thần. Sử thần và Vũ Hoàng cổ đế, có quan hệ gì? Diệp thần rất giật mình, muốn còn muốn hỏi càng nhiều hơn chân tướng, thế nhưng kim giáp chiến tướng, thân thể cao lớn ủng ủng một hồi vang, rồi sau đó như xếp gỗ vậy hoàn toàn sụp đổ, làm tan rã thành đầy đất tán loạn linh liệt, bụi mù cuồn cuộn. Diệp thần trao mày, mơ hồ cảm thấy vô số đầu mối, vô số vận mệnh sợi tơ, vô số nhân quả bí ẩn, cuối cùng cũng hội tụ ở trên người một người. Người nọ chính là Vũ Hoàng cổ đế, là hết thảy vận mệnh sợi tơ giao hội, là phá giải tất cả bí ẩn mấu chốt. Diệp thần đứng ngẩn ngơ hồi lâu, thử nghiệm suy tính sau lưng nhân quả liên lạc, nhưng không cách nào theo dõi rõ ràng. Không biết làm sao, Diệp thần lắc đầu một cái, tạm thời không thèm nghĩ nữa. Xe tới trước núi tất có đường, hiện giờ suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Hắn ngồi xếp bằng xuống, bưng khối kia long thạch, ngắm nhìn long thạch minh khắc thuật pháp, ngưng thần bắt đầu cảm ngộ. Thật ra thì, nhất lý trí cách làm, chính là rời đi trước long thần mộ, sau này cùng thời cơ thích hợp, lại đi cảm ngộ tu luyện thiên làm thịt đúc tinh thuật. Nhưng, cửa này thiên làm thịt đúc tinh thuật, chân thực quá tuyệt diệu huyền ảo, đặc biệt hấp dẫn người. Diệp thần thấy sau đó. Liền không nhịn được muốn cảm ngộ tu luyện. Hắn tinh thần, hoàn toàn đắm chìm trong thiên làm thịt đúc tinh thuật diệu pháp bên trong. Môn thuật pháp này, là một môn đúc ngôi sao pháp môn, sau khi luyện thành, giơ tay nhấc chân tới giữa, liền có thể tạo hóa ra hùng vĩ tinh thần, hóa thành tinh không, lồng xây chư thiên, chân áp vạn trần, vô cùng lợi hại. Diệp thần không ngừng đi sâu vào lĩnh ngộ, ở trong đầu suy diễn tu luyện. Mà theo hắn lĩnh ngộ cùng tu luyện, long trên đá thuật pháp chữ viết, cũng là dần dần ảm đạm xuống, đi về phía phai mờ. Không thể không nói, thiên làm thịt đúc tinh thuật, đích xác là bác đại tinh thâm, coi như là lấy Diệp thần thiên phú, hắn vậy ước chừng xài 5 ngày thời gian, mới hoàn toàn lĩnh ngộ tu luyện xong thành. Cái này 5 ngày thời gian bên trong, Diệp thần cũng đem vân thương chủng, hoàng hôn cự nhân hai người tinh hoa linh khí, toàn bộ tiêu hóa hết, còn có trước đây ở long thần trong mộ lấy được hỗn độn nguyên ngọc. Vậy toàn bộ luyện hóa.
Oanh! Một cổ ngập trời luân hồi kim quang, từ Diệp Thần trên mình nổ lên. Vô số tinh hoa hấp thu luyện hóa, hắn cảnh giới tu vi, cũng là mãnh liệt tăng lên, đột phá đến đỉnh cấp tiên đế cảnh giới. Vốn là ở đạo tông quy tắc hạn chế hạ, đại lộ tranh phong sân so tài bên trong, vậy người dự thi thì không cách nào đột phá. Nhưng, Diệp Thần cơ duyên liên tục, đột nhiên tăng mạnh, lại là trực tiếp đánh vỡ đạo tông hạn chế, một bước lên trời. Hắn thân thể, bộc phát ra ngút trời viêm sóng, viêm thiên đế thân, đã hoàn toàn luyện hóa. Diệp Thần chấp trưởng viêm thiên đế thân, thân thể đổi được tráng kiện hoàn mỹ, ở đó thiên đế trên mình mặt, còn mơ hồ có một tầng vảy rồng nổi lên. Đó là đúc tinh long thần vảy rồng, vốn là vân thương chủng cơ duyên, hiện tại cũng thuộc về Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt, cũng có thể biến thành đúc tinh long thần quả nhãn, vừa mở ra, thì có thật dài kim quang bạo bắn ra, xuyên qua thiên địa hư không, đặc biệt hung mãnh. Cả tòa long thần mộ, ở Diệp Thần khí thế cường đại dưới sự xung kích, cũng là hoàn toàn sụp đổ, vô số loạn thạch tung tóe, nhưng đều bị Diệp Thần hơi thở đánh văng ra, không cách nào thương tổn tới hắn chút nào. Theo Diệp Thần bước vào đỉnh cấp tiên đế cảnh giới, 9 tầng trời trên bầu trời, có kinh người khí tượng hiện lên, hùng vĩ nguy nga luân hồi thiên quốc, ở trên trời hiện ra, phía trên đứng sừng sững một tòa vĩ đại bất hủ phong bi, thiên quốc bầu trời có quần tinh cùng phi long quanh quần, vô số thật lớn sử thi khen ca dòng nước chảy ra, kinh động ngàn vạn dặm. Toàn bộ giá long thần vực, vô số những người dự thi, khi nhìn đến luân hồi thiên quốc vĩ đại khí tượng sau đó, tất cả mọi người đều kinh hãi. Thiên nữ và Chu Võ Hoàng, đang vây quanh nơi nào đó bảo tàng tranh đấu trước. Làm hai người thấy bầu trời luân hồi khí tượng, bọn họ cũng là hoàn toàn sợ ngây người. Diệp Thần lại đột phá. Thiên nữ mắt đẹp mê ly, lẩm bẩm nói nhỏ, cảm thấy to lớn áp lực. Diệp Thần thực lực lại có đột phá, nàng muốn cùng tranh đoạt quốc quân, chỉ sợ là khó hơn lên trời. Hắn luân hồi khí tượng, làm sao sẽ bàng bạc đến như vậy bước? Chu Võ Hoàng thân thể phát run, nhìn vậy luân hồi thiên quốc bên trong, quần tinh khí tượng, bất hủ phong bi khí tượng, chỉ cảm thấy áp lực ngút trời, liền đứng cũng khó khăn, muốn cho Diệp Thần quỳ xuống. Như vậy khí tượng, chân thực quá khoáng đạt bàng bạc. Mà ở người xem quảng trường bên kia, đạo tông trận doanh, thiên khư thần điện trận doanh, ngoại thần liên minh trận doanh, cổ tinh môn trận doanh, tử thần giáo đoàn trận doanh vân, ở mắt thấy Diệp Thần kinh thiên khí tượng sau đó, tất cả mọi người đều trầm mặc, rung động được không nói ra lời. Diệp Thần chỉ là vô lượng cảnh đỉnh cấp mà thôi, giống như này đáng sợ mạnh mẽ, nếu là cùng hắn bước lên thần, vậy còn có người nào có thể chống đỡ hắn? Ngoại giới rất nhiều tiếng nghị luận, Diệp Thần vậy mơ hồ cảm giác được. Hắn lòng như mặt nước phẳng lặng, không thích không buồn, mở mắt ra, dài dài thở ra một cái. Ở hắn bên người, một mực hôn mê bất tỉnh Bùi Vũ Hàm, ở nơi này vậy khoáng đạt khí tượng dưới sự xung kích, cũng là chậm rãi tỉnh lại. Chủ nhân, Bùi Vũ Hàm nhìn Diệp Thần cả người kim quang tách thả ra, luân hồi thiên quốc phù thiên hùng vĩ khí tượng, chấn động được không cách nào lời nói. Ừ, ngươi tỉnh, đây là ngươi muốn long thạch, cầm đi cho Hồng Quân lão tổ đi. Diệp Thần vung tay lên, đem khối kia long thạch giao cho Bùi Vũ Hàm. Long trên đá thiên làm thịt đúc tinh thuật, tất cả bí quyết chữ viết, theo Diệp Thần lĩnh ngộ sau đó, đều đã phai mở biến mất. Nguyên khối long thạch, chỉ còn lại một đạo đơn giản hình rồng điêu khắc, nhìn như không địa phương gì đặc biệt. Diệp Thần trong lòng âm thầm bật cười, không biết Hồng Quân lão tổ, bắt được khối này không có chút giá trị nào long thạch sau đó, sẽ là dạng gì diễn cảm. Long trên đá cơ duyên, hắn đã hoàn toàn thu lấy. Bùi Vũ Hàm bắt được long thạch, cẩn thận tường tận, vậy không phát hiện có đặc thù gì địa phương, chỉ cho là mình nhãn lực không đủ, không nhìn ra chỗ diệu dụng, nhưng Diệp Thần chịu cầm long thạch cho nàng, nàng trong lòng cũng mười phần cảm kích, nói, đa tạ chủ nhân. Diệp Thần gật đầu một cái, hí mắt nhìn về bầu trời xa xăm, nhưng thấy có hai đạo thân ảnh, cấp tốc bay vút tới. Đó lại là cái này luân tranh tài trọng tài, Phạm trưởng lão. Còn có một cái loãng mái tóc dài màu trắng thiếu nữ, lại là thẩm phán chủ Thiên Pháp Lộ Tháng. Thiên Pháp Lộ Tháng làm sao tới? Diệp Thần trong lòng ngầm ám canh gác, đợi được Thiên Pháp Lộ Tháng và Phạm trưởng lão hạ xuống sau đó, liền chắp tay thi lễ, gặp qua thẩm phán chủ, gặp qua Phạm trưởng lão. Nhưng hôm nay Pháp Lộ Tháng trong tay, còn xách một con cún nhỏ, vậy cún con gâu gâu ô ô kêu,
cặp mắt long lanh, vẻ mặt mười phần đáng thương. Nhưng con chó nhỏ này, cũng không phải thông thường cún con. Bởi vì ở sau lưng nó, lại là dài 6 cái lông xù cái đuôi. Lại là 6 đuôi. Diệp Thần ngẩn ngơ, vẫn là lần đầu tiên thấy 6 đuôi Tô Tử Nhi nguyên hình, lúc đầu chính là một cái làm bộ đáng thương cún con mà. Ai nha, là 6 đuôi. Thẩm phán chủ, người cầm nàng thế nào? Bùi Vũ Hàm thấy 6 đuôi, cũng là 10 phần giật mình, vậy 10 phần lo âu. Thiên Pháp Lộ Tháng đem 6 đuôi ném cho Bùi Vũ Hàm, nói cái này 6 đuôi chơi đùa được thật là quá đáng, người mang nàng trở về rừng rậm bóng tối đi. Người không cần lo lắng, nàng không có sao, chỉ là tạm thời không thể hóa hình, qua mấy ngày cho giỏi. Bùi Vũ Hàm ôm trước 6 đuôi, 6 đuôi ở trong ngực nàng hu hu lên tiếng, một bộ đáng thương ủy khuất hình dáng, rõ ràng cho thấy nhận Thiên Pháp Lộ Tháng dạy dỗ. Thẩm phán chủ, ta... Bùi Vũ Hàm nhìn trời một chút Pháp Lộ Tháng, lại nhìn xem Diệp Thần, có chút chần chờ không chừng. Thiên Pháp Lộ Tháng hướng Bùi Vũ Hàm nói, ngươi trước mang 6 đuôi đi ra ngoài, ngươi là ma nữ chuyển thế, trong cơ thể lực lượng rất không ổn định, tùy thời đều có mất khống chế nguy hiểm, ngươi đã không thể tham gia nữa chàng này tỉ thí. Còn như Hồng Quân lão tổ bên kia, ta sẽ thay ngươi giải thích, ngươi đi trước đi. Bùi Vũ Hàm do dự một tí, cuối cùng ngừ đích một tiếng gật đầu một cái. Thanh âm mang chút không thôi, hướng Diệp Thần nói. Chủ nhân, vậy, ta đi trước. Diệp Thần biết lần này nói tạm biệt, Bùi Vũ Hàm phải trở về đến rừng rậm bóng tối, sau này còn muốn gặp nhau, cũng không biết đến năm nào tháng nào. Nàng nếu như có thể trở lại rừng rậm ẩn cư, sau này lại cũng không ra, vậy bất kể là đối chính nàng, hay là đối với Diệp Thần mà nói, cũng là một chuyện tốt. Nghĩ như vậy, Diệp Thần cũng là thích trong lòng cười một tiếng. Nói, ừ, bảo trọng. Bùi Vũ Hàm trong bụng một hồi ảm đạm, yên lặng móc ra đại lộ làm bóp nát, một hồi ánh sáng bao phủ ở nàng, nàng và 6 đuôi liền truyền tống đi. Đợi được Bùi Vũ Hàm và 6 đuôi sau khi đi, Thiên Pháp Lộ Tháng con ngươi mang dò xét ánh sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Thần, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn hết thảy. Bên trong cơ thể ngươi cất giấu lực lượng nào đó, thậm chí có thể đột phá đạo tông quy củ hạn chế. Thiên Pháp Lộ Tháng ánh mắt như đuốc, định nhìn thấu Diệp Thần hết thảy, nhưng nàng tự nhiên không thấy được luân hồi mộ địa tồn tại, chỉ cảm thấy Diệp Thần trong cơ thể, cất giấu lực lượng kỳ dị nào đó, thậm chí đủ để đối kháng ma nữ. Ngươi hẳn biết, lần này đại lộ tranh phong, vì công bằng khởi kiến, bất kể là kia người dự thi, cũng không cho phép mượn dùng vượt qua quy tắc bên trong bên ngoài lực lượng. Diệp Thần cười khổ một tí, gật đầu nói, ta biết, nhưng... Thiên Pháp Lộ Tháng ngừ một tiếng, nói ta rõ ràng. Ma nữ uy hiếp đến ngươi tánh mạng, ngươi là cầu tự vệ, vận dụng vượt qua quy tắc lực lượng, vậy cũng không trách ngươi được. Diệp Thần nói, đa tạ thẩm phán chủ thể tin. Thiên Pháp Lộ Tháng chuyện nhưng vừa chuyển, nói, bất quá, ngươi cuối cùng là vi phạm quy củ, trừng phạt là nhất định, ta cho phép ngươi tiếp tục thi đấu, nhưng phải đem ngươi thi đấu điểm tích lũy toàn bộ thanh linh, lấy làm trừng phạt. Dứt lời, Thiên Pháp Lộ Tháng vung tay lên, trên bầu trời, vậy đạo điểm tích lũy bảng danh sách. Thuộc về Diệp Thần điểm tích lũy, lập tức liền thanh trừ sạch sẽ. Vốn là, Diệp Thần ở Nhưng Long Thần Mộ bên trong, cơ duyên liên tục, thu hoạch vô số, hắn điểm tích lũy, đã sớm bão táp đến thứ nhất, hơn nữa so hạng nhì, hạng ba cộng lại còn muốn nhiều, có thể nói là chạy cho người không theo kịp. Nhưng hiện tại, Thiên Pháp Lộ Tháng vung tay lên, liền đem hắn điểm tích lũy, toàn bộ thanh linh. Đây đối với Diệp Thần mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích khổng lồ. Thẩm phán chủ, cái này. Diệp Thần sắc mặt đại biến, phải biết, dựa theo tranh tài quy củ, điểm tích lũy muốn đạt tới 1.000 phân trở lên, mới có thể thông qua vòng thứ 2, tiến vào vòng thứ 3. Mà muốn tiến vào cuối cùng vòng thứ 4 trận chung kết, điểm tích lũy nhất định phải ở mấy ngàn người dự thi bên trong, hạng trước 16. Hiện tại Diệp Thần điểm tích lũy lập tức liền thanh linh, ngay tức thì đội sổ, vậy cùng hắn lui thi đấu lại có cái gì khác biệt? Thiên Pháp Lộ Tháng rửng rưng cười nói, không có sao, ta chuẩn ngươi phá lệ tiến vào vòng thứ 3, ở vòng thứ 3 thi đấu bên trong, ngươi còn có cơ hội lấy được điểm tích lũy. Chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ, vẫn là có cơ hội tiến vào quyết tái. Diệp Thần nhìn trời Pháp Lộ Tháng nụ cười, sắc mặt nhưng là vô cùng nặng nề. Hắn tất cả điểm tích lũy lập tức thanh linh, coi như ở vòng thứ 3 trong tranh tài có thể lấy được, nhưng cùng những người dự thi khác chênh lệch, vậy xa xa kéo ra. Muốn đuổi kịp,
lại nói dễ vậy sao? Tới đi, cùng ta đi vòng thứ ba tranh tài sân. Thiên Pháp Lộ Tháng hướng Diệp Thần vẫy vẫy tay, cười nói. Phạm trưởng lão nói, luân hồi chi chủ, người còn không mau một chút tạ ơn. Vốn là ngươi vi phạm quy củ, là muốn bị trục xuất tranh tài, là thẩm phán chủ ngoài định mức khai ân, mới cho phép ngươi tiếp tục tham gia thi đấu. Thiên Pháp Lộ Tháng hé miệng cười một tiếng, nói tạ ơn thì không cần, Diệp Thần, ta chỉ hy vọng ngươi không nên hận ta. Diệp Thần nhất thời có chút dở khóc dở cười, hắn biết Thiên Pháp Lộ Tháng cũng không phải cố ý nhằm vào hắn, nhưng hắn điểm tích lũy thanh linh, trước mắt cục diện vậy khó khăn rất. Không biết làm sao, Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là đi theo Thiên Pháp Lộ Tháng, lúc trước đi vòng thứ ba tranh tài sân, trong lòng đành phải trông đợi, có thể ở vòng thứ ba thi đấu bên trong, lấy được đến đầy đủ điểm tích lũy, tiến vào 16 mạnh, tham dự trận chung kết. Hắn đi theo Thiên Pháp Lộ Tháng, một đường phi hành, rất nhanh liền từ Long Thần vực cương vực trên, xuyên Việt mà qua. Bầu trời là cấm địa, mang theo loại nào đó không biết lực lượng cấm kỵ, nhưng đi theo Thiên Pháp Lộ Tháng bên cạnh, Diệp Thần tự nhiên sẽ không phải chịu tổn thương. Long Thần vực bên trong, rất nhiều người dự thi, thấy Diệp Thần điểm tích lũy thanh linh, lại bị Thiên Pháp Lộ Tháng mang đi, nhất thời rơi vào kinh ngạc bên trong. Chuyện gì xảy ra, luân hồi chi chủ điểm tích lũy trống rỗng? Chẳng lẽ hắn phạm vào cái gì cấm kỵ, phải bị thẩm phán chủ đuổi ra khỏi nơi so tài? Ha ha, tốt nhất hắn lui thi đấu, như vậy chúng ta liền có cơ hội. Rất nhiều xôn xao nghị luận thanh âm vang lên, Diệp Thần trước sau đánh chết Vân Thương Chủng, Hoàng Hôn Cự Nhân, tu vi lại nhanh mạnh đột phá, bộc phát ra kinh thiên khí tượng, để cho tất cả mọi người đều rung động sợ hãi. Ở rất nhiều người dự thi trong mắt, Diệp Thần khẳng định chính là lần này đại lộ tranh phong hạng nhất. Nhưng hiện tại, biến cố xuất hiện. Diệp Thần điểm tích lũy thanh linh, lại bị Thiên Pháp Lộ Tháng mang đi, để cho được vô số người suy đoán, cho rằng Diệp Thần bị đuổi ra thi đấu. Mà coi như không có bị đuổi, vậy điểm tích lũy thanh linh dưới trạng thái, Diệp Thần còn muốn bước lên 16 mạnh, đó cũng là đặc biệt chuyện khó khăn. Thiên nữ thấy vậy, trong lòng kinh nghi không chừng, vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ ngợi. Nếu như Diệp Thần đi không tới trận chung kết, vậy ta cũng không cần cùng hắn tranh. Chu Võ Hoàng ngay tại Thiên nữ vùng lân cận, hai người đang cướp đoạt nơi nào đó bảo tàng, ở xác định Diệp Thần điểm tích lũy thanh linh sau đó. Chu Võ Hoàng trong mắt cũng là liền sáng, ha ha cười một tiếng, nói. Thiên nữ, xem ra chúng ta không cần hợp tác. Diệp Thần vậy tiểu tử điểm tích lũy thanh linh, hắn đi không tới quyết tái nói, vậy trận chung kết chính là hai người chúng ta đấu. Không cần trực diện Diệp Thần, vô luận là Thiên nữ, vẫn là Chu Võ Hoàng, tinh thần cũng buông lỏng rất nhiều. Bởi vì, Diệp Thần quá mạnh mẽ, liền Vân Thương Chủng và Hoàng Hôn Cự Nhân, đều chết ở Diệp Thần dưới quyền. Nếu như đơn đả độc đấu mà nói, bọn họ bây giờ không có chắc chắn chiến thắng Diệp Thần. Mà Độc Cô Già La, Tân Tinh Nhã, Hàn Diễm các người, thấy Diệp Thần điểm tích lũy thanh linh, chính là sắc mặt ngưng trọng, không biết chuyện gì xảy ra. Long Thần vực xôn xao, Diệp Thần cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, hắn bây giờ cùng Thiên Pháp Lộ Tháng, một đường bay vút, rất nhanh xuyên qua Long Thần vực, thấy phía trước bầu trời tầng mây tới giữa, xuất hiện một tòa cung điện. Đến. Thiên Pháp Lộ Tháng thanh âm nhàn nhạt, mang Diệp Thần rơi vào tầng mây kia cung điện bên trong. Chỉ gặp cửa cung điện, có một cái đạo tông trưởng lão canh chừng. Vậy đạo tông trưởng lão thân hình còng lưng, mặt đầy nếp nhăn, tướng mạo đặc biệt xấu xí, nếp nhăn bên trong có côn trùng và bẩn thỉu đồ ở vặn vẹo, mười phần buồn nôn. Diệp Thần nhìn một cái, đầu liền như bị sét đánh vậy. Làm hắn như vậy nguyên nhân phải, cái này xấu xí trưởng lão. Hơi thở lại có thể cùng Sửu Thần tương thông. Sửu Thần. Diệp Thần thân thể đại chấn, lập tức liền rút ra luân hồi thiên kiếm, nghiêm nghị đề phòng. Vậy đạo tông trưởng lão, nhưng là mờ mịt ngẩng đầu, nghi ngờ không hiểu nhìn Diệp Thần. Thiên Pháp Lộ Nguyệt tựa hồ biết Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, cười lạnh một tiếng, nói, vị này là Sửu trưởng lão, không phải Sửu Thần, ừ. Hắn năm đó nhận Sửu Thần ý chí ăn mòn, Sửu Thần muốn đem hắn làm con cờ. Quản chế đạo tông, nhưng bị ta phát hiện, không có thành công. Chỉ là, Sửu trưởng lão chịu sát khí ăn mòn, quả thực nghiêm trọng, ta cũng không có thể hoàn toàn trừ tận gốc, cho nên trên người hắn, mang theo Sửu Thần hơi thở, ngươi không cần lo lắng, hắn là đạo tông người, cũng không phải là Sửu Thần, cũng không phải Sửu Thần dưới quyền, có thể tín nhiệm.
Diệp Thần gật đầu, trong bụng hơi định, nói, thì ra là như vậy. Vậy sử trưởng lão ha ha cười một tiếng, mị mắt thấy Diệp Thần, nói, vị này chắc hẳn chính là luân hồi chi chủ, như thế trẻ tuổi, có thể chịu đựng sử thần hai chữ uy áp, đạo tâm không có hỏng mất, thế gian trừ luân hồi chi chủ bên ngoài, lại không người ngoài. Sử thần hai chữ, ở vô vô thời ý không, bản thân chính là cấm kỵ tồn tại, đừng nói người bình thường, coi như là giống vậy cấp thấp thiên đế, chỉ cần nghe được sử thần hai chữ, liền biết nói tim tan vỡ, rơi vào điên cuồng, thậm chí là chết bất đắc kỳ tử. Liền giống như trong thế giới hiện thật hoang lão vậy. Cấm kỵ hai chữ, cũng không phải là người bình thường có thể bị dùng để gọi. Ví dụ như tân tinh nhã nương thân, chính là bởi vì nghe sử thần hai chữ, xúc phạm cấm kỵ, cho nên bi thảm mà chết. Gặp qua xấu xí, trưởng lão. Diệp Thần trần chờ một tí, chắp tay thi lễ. Sử trưởng lão cười nói, không có sao, không cần đa lễ, ta là vòng thứ ba tranh tài trọng tài. Dừng một chút, hắn ánh mắt nhìn về thiên pháp lộ nguyệt, nói, thẩm phán chi chủ đại nhân, vòng thứ ba thi đấu còn chưa bắt đầu, ngươi nhanh như vậy liền mang theo luân hồi chi chủ tới đây, không biết vì chuyện gì. Thiên pháp lộ nguyệt dửng dưng cười nói, không có sao, trước tới xem. Sử trưởng lão nói, được, xin cứ tự nhiên, lúc này mở ra cửa cung điện. Thiên pháp lộ nguyệt hướng Diệp Thần vẫy vẫy tay, tiến vào cung điện bên trong. Diệp Thần vậy đi vào theo, chỗ tòa này trong mây cung điện, khá là bát ngát, trên quảng trường xây dựng trước một cái truyền tống trận, thế nhưng truyền tống trận ánh sáng ảm đạm, hiển nhiên là thuộc về trạng thái tắt. Đây là truyền tống đi băng phôi tử vực trận pháp, băng phôi tử vực, chính là vòng thứ ba tranh tài sân, bất quá mắt thường không thể gặp, lòng cũng khó mà cảm nhận, là cổ xưa trong ảo tưởng thế giới. Ở vẫn tinh thế giới trên bầu trời cất giấu, cần dùng đặc thù truyền tống trận, mới có thể chân tránh tiến vào. Thiên pháp lộ nguyệt chỉ vậy truyền tống trận, dửng dưng giải thích. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, băng phôi tử vực. Là băng phôi chi chủ mở ra thế giới sao? Hắn biết sáu đạo cổ thần bên trong, có một vị cường giả, chính là để cho băng phôi chi chủ. Thiên pháp lộ nguyệt nói, đúng vậy, băng phôi chi chủ là một tôn tà thần. Hắn đại biểu tan vỡ tội ác, chỉ cần hắn hiện thân địa phương, quy luật trật tự liền sẽ tan vỡ, nhân tâm thì sẽ sụp đổ, tinh không, vũ trụ, thế giới, sơn hà, càn khôn, ảo mộng, hết thảy, cũng sẽ tan vỡ, vẫn diệt, chết đi. Diệp Thần nhướng mày một cái, cảm thấy luân hồi mộ địa vậy truyền ra một hồi đồng tình chấn động. Cái này cổ chấn động, để cho hắn bất an. Băng phôi chi chủ tàn hồn, tất nhiên liền núp ở luân hồi mộ địa bên trong. Hơn nữa lực lượng đặc biệt đáng sợ, tà ác, hỗn loạn, điên cuồng, vô tự, làm người ta rợn cả tóc gáy. Băng phôi chi chủ, là một tôn tà thần. Diệp Thần không nghĩ tới, sáu đạo cổ thần bên trong, còn có một tôn tà thần. Thiên pháp lộ nguyệt nói, đúng vậy, băng phôi chi chủ đã từng nói, chỉ cần là không hoàn mỹ thế giới, ở hắn hơi thở bao phủ hạ, cũng sẽ tan vỡ, sụp đổ, héo rút, hóa thành bụi bặm. Chỉ có chân chính hoàn mỹ thế giới, chân chính trung cực, mới có thể đối kháng hắn tan vỡ. Sáu đạo cổ thần bên trong, cửu thương cổ hoàng là vô vô thời y không vị thứ nhất nhân hoàng, hắn một mực ảo tưởng sáng tạo ra một cái chân chính hoàn mỹ thế giới. Hắn cùng băng phôi chi chủ kết giao, muốn thí nghiệm mình thế giới, phải chăng hoàn mỹ. Nhưng tiếc là, hắn thế giới trật tự, vậy không đỡ được tan vỡ. Hắn biết mình chế không tạo ra chân chính hoàn mỹ. Đạo tâm sa sút sụp đổ, dốc lòng chế tạo ra nhân hoàng thần điển thương thiên thư, vì vậy tán loạn, hóa thành một phiến trang sách, bay xuống ở băng phôi chi chủ băng phôi tử vực bên trong. Các ngươi những người dự thi này, cùng vòng thứ ba bắt đầu tranh tài, phải làm sự việc, chính là ở băng phôi tử vực bên trong, thu thập thương thiên thư tàn trang. Băng phôi tử vực là vô cùng nguy hiểm, vậy thần đạo cảnh tu sĩ, tiến vào lập tức chết bất đắc kỳ tử. Cho nên, các ngươi phải có đủ tiền che chở, mới có thể bước vào. Ở phía trước hai đợt trong tranh tài, các ngươi thăng cấp đạo tông dấu vết, ở Long Thần vực tìm cơ duyên, đều là vì tiến vào băng phôi tử vực làm chuẩn bị. Diệp Thần nghe xong thiên pháp lộ nguyệt mà nói, đại khái rõ ràng, nói, như vậy vòng thứ ba thi đấu, quy tắc và vòng thứ hai kém không nhiều, cũng là tìm cơ duyên, bất quá cái này vòng thứ ba cần muốn tìm cơ duyên, hạn định là thương thiên thư tàn trang. Thiên pháp lộ nguyệt lắc lắc đầu nói, cũng không phải hạn định, thương thiên thư tàn trang, có thể cung cấp nhiều nhất điểm tích lũy, nhưng ở băng phôi tử vực bên trong,
còn có những cơ duyên khác, cũng có thể cung cấp điểm tích lũy. Ví dụ như một ít cha có thể ở tan vỡ bên trong sinh trưởng thiên tài địa bảo, còn có cửu thương cổ hoàng lưu lại thánh di vật. Diệp Thần con người đông lại một cái, tựa hồ bắt được cái gì, nhưng không chân thiết, nói thánh di vật. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đúng vậy, cửu thương cổ hoàng cường thịnh nhất thời điểm, là thế gian công nhận thánh nhân vương, liền thiên đấu sát thần vậy đồng ý hắn thánh vương đại lộ. Hắn đạo tâm sụp đổ sau đó, ở băng phôi tử vực bên trong chết, trên mình rất nhiều bảo bối, vậy tán lạc ở băng phôi tử vực các nơi, đây chính là thánh di vật. Thật ra thì đối các ngươi mà nói, thánh di vật giá trị, vượt qua thương thiên thư tàn trang. Nhưng chúng ta đạo tông mà nói, chỉ cần thương thiên thư, cho nên muốn lấy được càng nhiều tích phân nói, các ngươi nhất định phải đi thu thập càng nhiều hơn thương thiên thư tàn trang. Diệp Thần gật đầu một cái, nói ta rõ ràng, đại chủ tể một mực ở thăm dò cuối cùng trật tự, muốn sáng tạo ra một cái hoàn mỹ thế giới, thương thiên thư là đi qua trật tự, cũng có thể là hắn cung cấp linh cảm. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhưng lộ ra lau một cái hơi có vẻ khinh thường nụ cười, nói cuối cùng trật tự, hoàn mỹ thế giới, ta đã sớm tác phẩm muốn đi ra, đó chính là dùng luật pháp quản trị thế giới, không có so với cái này tốt hơn thế giới. Diệp Thần cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Ở trái đất, cũng là như vậy. Nhưng trái đất luật pháp ở loại nào đó ý nghĩa trên, cũng còn chưa xong đẹp. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhìn Diệp Thần bộ dáng này, hừ một tiếng, nói ta biết. Ngươi cũng không đồng ý ta ý tưởng, ngươi muốn, bất quá là chính ngươi xưng bá gọi tôn thế giới, luân hồi độc tôn, những người khác là đầy tớ của ngươi. Ngươi loại ý nghĩ này, và những cái kia tà ma ngoại đạo có cái gì khác biệt? Diệp Thần lắc đầu một cái, nói thẩm phán chi chủ, những thứ này cuối cùng vấn đề, đối ta lại nói, còn quá mức xa xôi, ta tu vi chẳng qua là vô lượng cảnh thôi, thậm chí còn không có bước lên thần. Thảo luận những vấn đề này, không có ý nghĩa. Chúng ta vẫn là nói hồi chuyện tranh tài. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, được rồi, vòng thứ ba thi đấu, đại khái 3 ngày sau bắt đầu, cái này 3 ngày thời gian, ta sẽ nhìn ngươi, miễn được ngươi chạy loạn khắp nơi. Diệp Thần nói, được. Kế tiếp 3 ngày, Diệp Thần và Thiên Pháp Lộ Nguyệt, liền ở tại nơi này trong mây cung điện bên trong. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói là trông coi Diệp Thần, trên thực tế ngược lại giống như đi cùng, hay hoặc là nói, là Diệp Thần đang bồi làm nàng. Hai người hướng dậy uống trà, mộ xem mặt trời lặn, đêm xem tinh thần, có khi lại đánh cờ đánh đàn, hoặc là nói trò chuyện võ đạo quy luật, trừ lại nữa tham khảo cuối cùng vấn đề, cái gì khác nói cũng trò chuyện. Nếu như không trò chuyện những cái kia cuối cùng vấn đề, ở Diệp Thần trong mắt, Thiên Pháp Lộ Nguyệt chính là một cái yêu nhã cao quý tiểu thư khuê các, nước trong da phủ dung, thiên nhiên đi điêu khắc. Cái này 3 ngày thời gian, thoáng một cái rồi biến mất, Diệp Thần cũng thiếu chút nữa đã quên rồi. Hắn còn ở đại lộ tranh phong thi đấu bên trong. Cho đến nghe được Long Thần vực bên trong, truyền đến thi đấu chung kết tiếng kèn lệnh, Diệp Thần mới ở trong mộng mới tỉnh. Vòng thứ 2 tranh tài kết thúc, Long Thần vực bên trong, mấy ngàn người dự thi, điểm tích lũy đạt tới 1000 phút, có thể thuận lợi qua cửa người, đại khái chỉ có 1000 người. 1000 người này, ở Phạm trưởng lão dưới sự hướng dẫn, từ Long Thần vực bên trong bay lên, hướng cái này đám mây gian cung điện bay tới. Diệp Thần thấy Hàn Diễm, Độc Cô Già La, Thiên Nữ, Chu Võ Hoàng, Tân Tinh Nhã các người, cũng thuận lợi qua cửa. Thiên Pháp Lộ Nguyệt thấy rất nhiều người dự thi mau sắp đến, mắt đẹp nhìn lại Diệp Thần, khóe miệng lộ ra lau một cái yêu nhã nụ cười, nói tốt lắm, vòng thứ 3 thi đấu mau muốn bắt đầu, cái này 3 ngày thời gian, Hàn Huyên với ngươi như thế nhiều, ta thật cao hứng. Có lẽ, chúng ta có thể trở thành bạn, nếu như ngươi chịu buông tha ngươi luân hồi trật tự nói. Nghe vậy, dòng Diệp Thần cười khổ lắc đầu một cái, muốn hắn buông tha luân hồi trật tự, đi đồng ý Thiên Pháp Lộ Nguyệt quy luật, đó là tuyệt đối không thể nào. Thiên Pháp Lộ Nguyệt thấy Diệp Thần bộ dáng này, cũng có chút không biết làm sao, nói thôi, còn chưa trò chuyện những thứ này, ta đi trước, hy vọng có thể ở trận chung kết thấy ngươi. Dứt lời, Thiên Pháp Lộ Nguyệt xé ra không gian, trực tiếp rời đi. Mà ở Thiên Pháp Lộ Nguyệt sau khi đi, Diệp Thần ra đến cửa cung điện. Và sử trưởng lão cùng nhau, chờ đợi rất nhiều người dự thi đến. Rất nhanh, 1000 người dự thi, lục tục đến, tụ tập ở trong mây, tình cảnh khá là náo nhiệt. Mà ngay trước mọi người hơn người dự thi, thấy sử trưởng lão hình dáng sau đó, một số người không nhịn được tại chỗ nôn mửa liên tu, gương mặt vặn vẹo, trong mắt lộ ra kinh hãi vẻ mặt.
Sửu trưởng lão hình dáng, chân thực quá xấu xí đáng sợ một chút, mặt đầy nếp nhăn bên trong, xen lẫn từng cái con giòi cùng vặn vẹo đồ, hắn lộ ở bên ngoài tay, tốt có giống hay không là máu thịt tạo thành, mà là dùng vô số bẩn thỉu dơ bẩn, quỷ dị kinh tởm đồ hỗn hợp mà thành, phía trên còn chảy xuôi mủ, bắp thịt hoa văn bên trong, thật giống như lại có cái gì quỷ dị thật nhỏ ánh mắt còn mở hạp trước, không cách nào ngôn thuyết buồn nôn. Tại chỗ 1000 người dự thi bên trong, đều là trẻ tuổi đồng lứa tài năng xuất chúng, đạo tâm cường hãn, phần lớn người cũng có thể nhịn được nội tâm sôi trào, miễn cưỡng nhìn thẳng Sửu trưởng lão. Nhưng ít nhất có 200 người, hoàn toàn không chịu nổi Sửu trưởng lão bộ dáng đánh vào, tại chỗ nôn mửa, đạo tâm run rẩy, giống như nhìn thấy dị yêu ma quỷ quái. Sửu trưởng lão mỉm cười nói, ta là vòng thứ 3 trọng tài, các ngươi có thể kêu ta Sửu trưởng lão. Nếu như liền ta bề ngoài, đều không cách nào tiếp nhận, hiện tại phải lui thi đấu, không thể lại tiến vào vòng thứ 3. Vòng thứ 3 thi đấu, ở băng phôi tử vực chúng cử phải, vậy băng phôi tử vực, là một cái vô cùng thế giới nguy hiểm, nếu như đạo tâm như vậy yếu ớt, liền ta bề ngoài cũng không chịu nổi, vậy cũng không cần phải đi băng phôi tử vực chịu chết. Băng phôi tử vực, là băng phôi chi chủ mở ra thế giới. Tiếp theo. Sửu trưởng lão cho mọi người kể băng phôi tử vực một ít bí ẩn, còn có vòng thứ 3 tranh tài một ít quy củ, tìm thương thiên thư tàn trang, thánh di vật, thiên tài địa bảo vân. Vân, những quy củ này cùng bí mật, Diệp Thần đều đã nghe Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói qua. Đám người nghe xong sửu trưởng lão giải thích, đều là một hồi kinh hãi. Vòng thứ 3 tranh tài sân, hiển nhiên so bọn họ tưởng tượng, còn nguy hiểm hơn. Bầu trời là cấm địa. Chính là bởi vì băng phôi tử vực tồn tại. Băng phôi tử vực, là một cái ảo tưởng thế giới, liền che giấu ở trên trời bên trong. Trước hai bánh thi đấu, cũng chỉ là vì vòng thứ 3 thi đấu làm chuẩn bị. Đạo tông mục đích chủ yếu, là thu thập thương thiên thư tàn trang. Ở băng phôi tử vực bên trong, còn có không thiếu kiếm hồn tồn tại. Những cái kia kiếm hồn, dựa theo thực lực, có thể phân chia là kiếm hồn binh, kiếm hồn đem, kiếm hồn vương. Những thứ này kiếm hồn, là thiên đấu sát thần năm đó, sáng tạo ra thiên đấu đại đồ kiếm sau đó, hình thành tinh hồn. Cửa kia thiên đấu đại đồ kiếm thần thuật, là như vậy đáng sợ cùng cường hãn, một chế sinh ra, liền có vô số kiếm hồn ra đời. Các ngươi ở băng phôi tử vực bên trong, có thể sẽ đụng phải những cái kia kiếm hồn. Những cái kia kiếm hồn là băng phôi tử vực thủ hộ giả, các ngươi nhất định phải chú ý. Dĩ nhiên. Nếu như có thể đem kiếm hồn đánh chết nói, các ngươi cũng có thể trực tiếp hấp thu kiếm hồn linh khí, tăng tiến tự thân tu vi. Sửu trưởng lão lại nói chút băng phôi tử vực bí ẩn. Băng phôi tử vực, trừ thế giới bản thân mang theo tan vỡ lực lượng bên ngoài, còn có rất nhiều kiếm hồn thủ hộ giả tồn tại. Rất nhiều người dự thi, nghe được sửu trưởng lão lời nói này sau đó, ánh mắt đều không tự chủ được đi Diệp Thần nhìn. Người người đều biết, thiên đấu đại đồ kiếm người chấp trưởng. Chính là Diệp Thần. Môn này vô cùng thâm ảo, vô cùng phức tạp, vô cùng cường đại kiếm pháp, liền nắm ở Diệp Thần trong tay. Sửu trưởng lão ánh mắt, vậy rơi vào Diệp Thần trên mình, cười nói. Luân hồi chi chủ, nghe nói người nắm giữ thiên đấu đại đồ kiếm, vậy ngươi có thể được cẩn thận một chút. Chờ ngươi tiến vào băng phôi tử vực sau đó, những cái kia kiếm hồn, có thể sẽ phát nổi điên công kích ngươi, chúng trừ thiên đấu sát thần ra. Tuyệt không đồng ý người ngoài, chấm mút cửa kia vô thượng kiếm pháp. Nghe sửu trưởng lão cảnh cáo, Diệp Thần không biết làm sao cười khổ một tí, nói đa tạ sửu trưởng lão nhắc nhở. Chung quanh rất nhiều người dự thi, không ít người lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm, bọn họ cũng tình nguyện thấy Diệp Thần chết. Sửu trưởng lão nói, tốt lắm, đi băng phôi tử vực truyền tống trận, ngay tại hiện tại mở cửa. Các ngươi sau khi chuẩn bị xong, có thể truyền đưa qua. Truyền tống là ngẫu nhiên, các ngươi sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến băng phôi tử vực vòng ngoài. Vòng thứ 3 thi đấu, chính là tiến vào băng phôi tử vực mạo hiểm, tìm cơ duyên, chủ yếu là thương thiên thư tàn trang. Các ngươi đạt được cơ duyên sau đó, thực điểm tích lũy vậy sẽ đi theo tăng lên. Thi đấu kỳ hạn là 10 ngày, cuối cùng 10 ngày trôi qua, điểm tích lũy bảng hạng trước 16 người, liền có thể tiến vào vòng thứ 4 trận chung kết. Vù vù, cung điện quảng trường bên trong, vậy cái truyền tống trận, toát ra ngút trời ánh sáng rực rỡ, chính thức mở. Tất cả mọi người cảm nhận được truyền tống trận sau lưng nguy hiểm, xì xào bàn tán, người người trong lòng cũng không có so ngưng trọng.
Ở qua sau một lúc lâu, đám người mới thận trọng, lục tục bước vào truyền tống trận. Có tư cách tham gia vòng thứ ba tranh tài người, chỉ còn lại không tới 800 người. Diệp Thần cùng Độc Cô Già La, Hàn Diễm, Tân Tinh Nhã các người đoàn tụ, biết Diệp Thần điểm tích lũy thanh linh, Độc Cô Già La các người đều là vô cùng thương tiếc. Hàn Diễm thở dài nói, đại ca, người điểm tích lũy cũng trống rỗng, muốn bước lên 16 mạnh, vậy cũng có chút phiền toái à? Diệp Thần cười nói, không sao, chí ít còn có cơ hội. Hàn Diễm bất đắc dĩ nói, cơ hội không nhiều lắm à? Tích phân lấy được, có hai cái con đường, cũng phải tìm cơ duyên, hai là đánh bại những người dự thi khác, cướp đoạt bọn họ cơ duyên. Nhưng người người đều biết Diệp Thần lợi hại, khẳng định sẽ ẩn núp hắn, sẽ không cho hắn bất kỳ xuất thủ cơ hội. Chỉ cần Diệp Thần điểm tích lũy không đạt tới 16 mạnh, vậy cho dù có thông thiên bản lãnh, đều không thi triển được, phải bị sàng lọc. Thiên nữ, Chu Võ Hoàng, còn có cổ tinh môn rất nhiều thiên tài cửa, nhìn nhau một mắt, rồi sau đó lục tục bước vào truyền tống trận bên trong. Bọn họ đều là giống nhau ý, đó chính là ẩn núp Diệp Thần, không cho Diệp Thần cướp đoạt cơ duyên cơ hội, vậy liền có thể đem hắn đào thải. Dựa theo bình thường tìm cơ duyên con đường, Diệp Thần rất khó bước lên 16 mạnh, dẫu sao trước mắt hắn điểm tích lũy là số 0, và người khác chênh lệch quá xa. Tại chỗ mỗi một người dự thi, điểm tích lũy đều là hơn ngàn. Diệp Thần cười nói, tốt lắm, chúng ta vậy vào đi thôi, đừng lo lắng ta, ta tự có biện pháp. Hàn Diễm cùng Độc Cô Già La các người, đều là không biết làm sao, yên lặng là Diệp Thần cầu nguyện. Đoàn người vậy tiến vào truyền tống trận bên trong, trực tiếp truyền tống đi băng phôi tử vực. Truyền tống là ngẫu nhiên, cho nên, ở một hồi không gian xoay tròn sau này, Diệp Thần chính là một thân một mình, đi tới một cái địa phương xa lạ. Đây là một cái ảo tưởng thế giới, khắp nơi đều là vặn vẹo cùng mộng ảo cảnh tượng, bầu trời nổi lơ lửng bể tan tành núi đá, mặt đất có ngân hà nhật nguyệt lưu chuyển, không phân được nơi nào là trời, nơi nào là mảnh thế giới này, xem có thể đạt được, thiên địa, sơn xuyên, đại dương, rừng rậm, bụi cỏ, chim, dã thú. Đều là vặn vẹo, khắp nơi tràn đầy tan vỡ tai họa, trời trăng sao và sơn hà mặt đất, ở tan vỡ bên trong xa vào hủy diệt, lại đang trong ảo tưởng tân sinh, luân hồi không ngừng. Đây không thể nghi ngờ là một ngày cuối cùng vậy thế giới, thần đạo cảnh bên trong tu sĩ, nếu như bước vào nơi đây, chỉ có một con đường chết. Diệp Thần vừa tiến đến, liền cảm thấy vô cùng vô tận, vô biên vô tận tan vỡ hơi thở, như cuồn cuộn thiên tai, nếu như vô hình đợt sóng. Hướng mình gào thét tới. May mắn tốt vào lúc này, hắn trên trán đạo tông dấu vết, tóe ra bảo vệ trói lọi, là hắn cung cấp che chở, chống cự tan vỡ xâm hại. Hơn nữa, Diệp Thần ở Long Thần vực bên trong tìm được cơ duyên, vậy hình thành một tầng bảo vệ trói lọi, đối kháng tan vỡ. Vậy thật may có những thứ này bảo vệ, cho nên Diệp Thần mới không có bị xâm hại. Nếu không sợ rằng 10 phần chết chắc thật liền hạ xuống đến hắn trên người. Chỗ này, ngược lại là quỷ tà rất. Diệp Thần con người híp lại, tự mình lẩm bẩm, sau đó, ánh mắt nhìn ra xa hướng băng phôi tử vực trung ương, nơi đó đứng sừng sững một tòa pho tượng to lớn, không biết cao bao nhiêu, rất nhiều tinh thần còn quấn pho tượng xoay tròn. Ở nơi này phiến khắp nơi tan vỡ trong thế giới, pho tượng kia nhưng là đường đường tránh tránh, lạnh lùng xâm nghiêm, không có một chút tan vỡ vặn vẹo hình dáng. Đó là thiên đấu sát thần pho tượng, tay cầm trường kiếm, mắt thấy trời. Cho dù cách nhau ngàn vạn dặm, Diệp Thần cũng có thể mơ hồ cảm nhận được hắn khí thế ác liệt. Hắn cảm nhận liền cổ xưa thiên cơ, thấy thiên đấu sát thần, từng nghĩ nghiệm chứng tự thân thực lực. Thiên đấu sát thần đem mình pho tượng, đứng sừng ở băng phôi tử vực trung ương, mà băng phôi tử vực tan vỡ tà khí, lại không có thể dung chuyển hắn pho tượng chút nào. Hắn mạnh mẽ, cường đại đến không sợ bất kỳ tan vỡ ăn mòn. Hắn pho tượng, sừng sững hàng tỷ đời không ngã. Diệp Thần nhìn thiên đấu sát thần pho tượng thời điểm, trong lòng cũng dâng lên hào tình vạn trượng, nhiệt huyết sôi trào, tựa như cùng cổ xưa này vô địch sát thần, sinh ra đồng tình. Cái này hoặc giả chính là thiên đấu đại đồ kiếm nhân quả dính. Thiên đấu sát thần, thật đúng là mạnh mẽ à. Bất quá, ở sáu đạo cổ thần bên trong, hắn không phải vương giả, cửu thương cổ hoàng mới là vương giả, mới là thánh nhân vương. Diệp Thần trong lòng kích động, biết bàn về thực lực. Sáu đạo cổ thần lấy thiên đấu sát thần mạnh nhất, nhưng bàn về ghi trong tim, vẫn là lấy cửu thương cổ hoàng là nhất. Cửu thương cổ hoàng,
là giữa trời đất vị thứ nhất nhân hoàng, là chân chánh thánh nhân vương. Thiên đấu sát thần không phải vương giả, hắn là sát thần, giết hại thiên hạ, nghiền ép chư thiên vô địch, nhưng không phải vương giả. Chân chính vương giả, là ghi trong tim thiên hạ, giáo hóa chúng sanh, thành lập trật tự, là muốn thành lập một cái phồn vinh thịnh vượng thế giới, mà không phải là giết hại thế giới. Vì vậy, cửu thương cổ hoàng mới là vương giả, hắn trật tự cùng lý niệm, thiên đấu sát thần cũng là công nhận. Thiên đấu sát thần, có thể nói là cửu thương cổ hoàng bình định thiên hạ một thanh kiếm, một cái sát đạo kiếm. Đạo tông muốn tìm thương thiên thư, chính là cửu thương cổ hoàng soạn nhạc vĩ đại thần điển, bên trong hàm chứa chí cao luật pháp, trật tự, uy nghiêm, giáo hóa ý chí. Bộ này thương thiên thư, đã sớm tan vỡ, hóa thành vô số tàn trang, tán lạc ở băng phôi tử vực các nơi. Thương thiên thư ở nơi nào? Diệp thần tâm tư khẽ nhúc nhích, bắt thiên cơ, quả nhiên mơ hồ bắt được từng cái đầu mối, cái này băng phôi tử vực tồn tại không thiếu thương thiên thư tàn trang. Có một phiến tàn trang, khoảng cách Diệp thần không tính là quá xa, ước chừng 500 dặm đường. Lập tức, Diệp thần liền dọc theo thương thiên thư tàn trang hơi thở phát ra phương hướng, cất bước bay vút đi. Băng phôi tử vực tràn đầy hỗn loạn tan vỡ hơi thở, coi như Diệp thần có rất nhiều che chở, ở mảnh thế giới này bên trong, hắn tốc độ vậy không làm được quá nhanh. Một đường tiến về phía trước, Diệp thần đột nhiên thấy con đường một bên, có mấy đầu âm hồn ở tuần tra trước. Vậy mấy đầu âm hồn, cả người kiếm khí nhọn, cầm trong tay một thanh kiếm, ánh mắt đằng đằng sát khí hình dáng. Là kiếm hồn. Diệp thần trong lòng rét một cái, sử trưởng lão nói qua, ở băng phôi tử vực bên trong, tồn tại rất nhiều kiếm hồn, là năm đó thiên đấu sát thần, sáng tạo thiên đấu đại đồ kiếm thời điểm, đản sanh ra. Những cái kia kiếm hồn, dựa theo thực lực cao thấp, có thể phân chia thành kiếm hồn binh, kiếm hồn đem, kiếm hồn vương. Diệp thần lúc này thấy mấy đầu âm hồn, rõ ràng cho thấy kiếm hồn binh, thân thể cùng người không sai biệt bao cao, không tính là quá khủng bố. Hống! Khi nhìn đến Diệp thần sau đó, vậy mấy đầu kiếm hồn binh, nhưng xem phát như điên vậy, cuồng xông lại, khua kiếm hướng Diệp thần chém tới. Diệp thần tay nắm chặt, bàn tay biến thành hoàng kim long chảo mang sát khí ác liệt, xuyên qua ra, suy đích một tiếng, liền đem vậy mấy đầu kiếm hồn binh. Toàn bộ xuyên thấu tiêu diệt. Ở tiêu diệt kiếm hồn binh sau đó, những cái kia kiếm hồn binh, hóa thành từng luồng tinh hồn linh khí, muốn tiêu tán ở giữa trời đất. Diệp thần ở đó tinh hồn linh khí, còn không tiêu tán trước, liền toàn bộ đem hấp thu hết, chợt cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái, kiếm tâm sáng rực, kiếm đạo cảm ngộ như có tinh tiến. Những thứ này kiếm hồn binh linh khí, ngược lại là có thể tăng tiến kiếm đạo. Nhưng, chúng như vậy điên cuồng. Vừa nhìn thấy ta liền nổi điên vậy từng giết tới, xem ra sử trưởng lão nói không sai, ta luyện thành thiên đấu đại đồ kiếm, đưa tới những cái kia kiếm hồn địch ý. Diệp thần trong lòng ngầm ám phòng bị, tiếp tục tiến về phía trước. Đi thẳng đến trời tối, Diệp thần còn không đến vậy thương thiên thư tàn trang ở địa phương đó. Ban đêm băng phôi tử vực, tan vỡ hơi thở nồng đậm hơn, thậm chí sẽ có rất nhiều ma vật tư sinh ra. Diệp thần dừng lại người đi đường nhịp bước. Ở rừng rậm một nơi đất trống gian hạ trại, đốt đống lửa, thoáng nghỉ ngơi. Chợt vào lúc này, đêm gió truyền đến một hồi dược thảo thơm mát. Cái này cổ thơm mát, khoảng cách Diệp thần cũng không xa. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, trong phảng phất lại cảm nhận thiên cơ, kinh ngạc nói. Đây là, âm dương thần phách chi mùi. Diệp thần còn nhớ, tân tinh nhã luôn muốn tìm âm dương thần phách chi, dùng để luyện chế đan dược, sống lại mẹ nàng. Mà hiện tại, Diệp thần ngửi được dược thảo thơm mát, tựa hồ liền xuất xứ từ âm dương thần phách chi. Hắn do dự sau một chút, liền rút ra luân hồi thiên kiếm, nắm chặt trong tay, dè đặt hướng dược thảo mùi phát ra địa phương đi tới. Đi ước chừng 1 km, Diệp thần liền thấy, ở phía trước một nơi vách núi trên, sinh trưởng một bụi linh chi, vậy linh chi mùi thơm hòa hợp, giống như là phỉ thúy chế tạo, dịch thấu trong suốt, lá phân âm dương, tản mát ra dư thừa linh khí. Làm người ta lộ vẻ xúc động. Bụi cây kia linh chi, chính là âm dương thần phách chi, vừa thấy cũng biết bất phàm, là chân quý thiên tài địa bảo. Ở băng phôi tử vực bên trong, cái gì là thiên tài địa bảo, rất dễ dàng phán đoán. Bởi vì cái thế giới này, thiên địa vạn vật, bởi vì tan vỡ hơi thở ảnh hưởng, toàn bộ là vặn vẹo. Chỉ cần là bình thường đồ, không phải vặn vẹo tồn tại, thì nhất định là có giá trị thiên tài địa bảo.
Diệp thần ở nửa đêm bên trong, thấy vậy âm dương thần phách chi, hơi tản ra phỉ thúy vậy huỳnh quang, trong lòng cũng là vui mừng, nhưng cũng không dám hết lấy xem nhẹ, nghĩ ngợi. Cái loại này thiên tài địa bảo, nhất định có vật gì bảo vệ, cũng không thể hết lấy xem nhẹ. Sau đó Diệp thần lấy lại bình tĩnh, Diệp thần thức tỉnh tinh thần, nắm chặt trước luân hồi thiên kiếm, chậm rãi hướng âm dương thần phách chi đi tới, một tay nhấc kiếm, một cái tay khác che lấp linh khí, đi hái linh chi. Hống! Mà đang ở Diệp thần bàn tay, sắp chạm đến âm dương thần phách chi thời điểm, trong hư không, nhưng truyền đến một hồi lanh lảnh tiếng thú gào. Chỉ gặp một đầu vặn vẹo, to lớn, quái dị, đen nhánh hung thú, từ trong hư không phá giết ra, dương ra miệng to như chậu máu, liền hướng Diệp thần tay táp tới. Cái này đầu hung thú, cũng không có máu thịt hình dáng, mà là một đầu thuần túy năng lượng thể, hình như là cái gì u ám khí tức quỷ dị, hội tụ mà thành. Chính xác mà nói, đây không phải là hung thú, mà là băng phôi tử vực đặc biệt băng phôi thú, hoàn toàn là tan vỡ năng lượng ngưng tụ mà thành, cực kỳ hung tàn, lực tàn phá vậy cực kỳ đáng sợ. Một đầu băng phôi thú xuất hiện, có thể làm trời trăng sao sụp đổ, sơn hà hội diệt, mười phần khủng bố. Ở ban đêm trong hoàn cảnh, băng phôi thú lại là hung tàn, vậy thần đạo cảnh võ giả đụng phải, sợ rằng chỉ có bị xé nát cắn nuốt kết quả. Thật may, Diệp thần sớm có chuẩn bị. Vừa nhìn thấy băng phôi thú xuất hiện, hắn lập tức đem tay trái rụt trở về, tay phải khua kiếm chém điên cuồng ra. Vèo! Vậy băng phôi thú động tác, vậy là đặc biệt bén nhạy, lắc người một cái, liền tránh ra Diệp thần kiếm, rồi sau đó lấy không thể tưởng tượng nổi xảo quyệt góc độ, đột nhiên thoáng hiện ở Diệp thần sau lưng, móng vuốt hướng hắn sau lưng đạp chết đi. Phịch! Băng phôi thú móng vuốt, đánh trúng Diệp thần sau lưng. Nhưng lại phát ra một cổ mãnh liệt đụng tiếng va chạm, giống như đánh trúng thế gian kiên cố nhất tường đồng vách sắt. Vù vù. Diệp thần cả người kim quang tách thả ra, luân hồi nguyên thể vào giờ khắc này mở, thân thể đổi được vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn chịu băng phôi thú nhất kích. Thấy vậy, vậy băng phôi thú thân thể cứng còng, rõ ràng ngây ngẩn, không nghĩ tới Diệp thần thể chất mạnh mẽ như vậy. Hoàng kim long chảo, phá cho ta. Diệp thần ánh mắt sắc bén. Tay trái kim quang bạo tránh, phải rồng hiện lên, bàn tay hóa thành cổ xưa long chảo, tràn đầy nắm giữ ngân hạ uy nghiêm, trở tay một chảo, thổi phù một tiếng, liền xuyên qua băng phôi thú thân thể, trực tiếp cắn nát. Đây là hoàng kim long chảo mạnh mẽ, là chú tinh long thần uy mãnh. Một móng vuốt xé nát băng phôi thú, chung quanh cũng là hoàn toàn yên tĩnh lại. Hô! Diệp thần thở phào nhẹ nhõm, thật may đầu này băng phôi thú, không tính là quá mạnh mẽ. Hắn ngược lại là có thể ung dung đối phó. Giải quyết hết băng phôi thú sau đó, không có bất trắc phát sinh nữa, Diệp thần rất thuận lợi tháo xuống âm dương thần phách chi. Phỉ thúy vậy trong suốt linh chi, bị hắn cầm ở trong tay, lòng hắn muốn, phải nghĩ biện pháp cầm bụi cây này linh chi, giao cho Tân Tinh Nhã. Hôm nay sắc trời đã tối, Diệp thần không tiện liên lạc Tân Tinh Nhã, liền trở lại doanh trại, nghỉ ngơi một đêm. Đến lúc sáng sớm ngày thứ hai, vặn vẹo mặt trời, ở vặn vẹo bầu trời lên cao dậy, rắc giống vậy vặn vẹo ánh sáng, trời đã sáng, địa mạch bên trong ma khí rút đi, tan vỡ hơi thở không có ban đêm như vậy nồng nặc. Tinh Nhã tiểu thư, đến đây đi. Diệp thần ở trong lòng phát ra kêu gọi, thả ra tự thân hơi thở, hội tụ ra một cổ luân hồi kim quang, hóa thành một đạo kim sắc chùm tia sáng, phóng lên cao. Cái này đạo kim sắc chùm tia sáng, xuyên qua chân trời. Toàn bộ băng phôi tử vực đều có thể thấy, Tân Tinh Nhã tự nhiên cũng có thể thấy. Diệp thần đang kêu gọi Tân Tinh Nhã đến, hắn không để ý chút nào bại lộ tọa độ của mình, bởi vì hắn biết, không có bất kỳ một người nào người dự thi, dám đến tìm hắn phiền toái. Cũng đúng như Diệp thần sở liệu, ở hắn tọa độ bại lộ sau đó, băng phôi tử vực rất nhiều người dự thi, sắc mặt đều là thay đổi. Ở Diệp thần vùng lân cận người dự thi, càng là xa xa chạy ra đi. Rất sợ cùng Diệp thần đụng đầu tiếp xúc, bị hắn cướp đoạt cơ duyên. Ở ước chừng một lúc lâu sau, Diệp thần thấy được cả người đoạn nở nang, da thịt trắng nõn, khí chất ưu nhã cao quý cô gái, đang mang một cổ thấp thỏm cùng bức sức ý, vội vàng đi tới trước mặt hắn. Chính là Tân Tinh Nhã. Tinh Nhã tiểu thư. Diệp thần thấy Tân Tinh Nhã tới, khẽ mỉm cười, thu hồi tự thân tất cả khí tượng. Tân Tinh Nhã ngơ ngác nhìn Diệp thần, nói, Diệp đại ca, ngươi. Ngươi đang kêu gọi ta. Diệp thần cười nói, đúng vậy, vật này cho ngươi.
hắn cầm ra âm dương thần phách chi, trực tiếp giao cho Tân Tinh Nhã. Đây là âm dương thần phách chi, cho ta. Tân Tinh Nhã thấy bụi cây này linh chi, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động. Ừ, ngươi muốn phải tìm dược liệu, sống lại mẹ ngươi, ta cũng nhớ. Diệp Thần mỉm cười cười một tiếng, nói. Tân Tinh Nhã đối hắn tuyệt đối tín nhiệm, cầm hắn làm hải đăng, hắn tự nhiên cũng sẽ không để cho đối phương thất vọng. Diệp đại ca, cảm ơn ngươi. Tân Tinh Nhã vô cùng vui vẻ, lại là kích động được chảy xuống nước mắt. Diệp Thần nhẹ nhàng thay nàng lau sạch nước mắt, ánh mắt lại nhìn hướng phương xa, nói ta chuẩn bị đi tìm Thương Thiên Thư Tản Trang, có hứng thú cùng nhau sao? Tân Tinh Nhã là mỹ thần hóa thân, nàng tồn tại, có thể hữu hiệu áp chế tan vỡ. Nếu như có nàng đi cùng mà nói, Diệp Thần cũng có thể ung dung rất nhiều. Chí ít hiện tại, hắn cùng Tân Tinh Nhã đứng chung một chỗ, liền cảm thấy thư tim, thoải mái, trật tự. Ở nơi này phiến tan vỡ vặn vẹo thế giới, Tân Tinh Nhã đẹp, lộ vẻ được càng chân quý. Thương Thiên Thư Tản Trang sao? Ta cũng tìm. Bất quá, ta là trước đụng phải cái khác cơ duyên, là cửu thương cổ hoàng lưu lại thánh di vật, Thương Thiên Vũ Quan. Vậy Thương Thiên Vũ Quan, là rất chân quý tồn tại, nếu như có thể chấp trưởng mà nói, tất có thể thật to tăng lên thực lực. Tân Tinh Nhã thanh âm mang chút hướng tới, đối vậy Thương Thiên Vũ Quan cũng là 10 phần khát vọng. Thánh di vật, Thương Thiên Vũ Quan. Ngươi lấy tới tay. Diệp Thần hỏi. Tân Tinh Nhã lộ ra biểu tình áo não, nói, không có, vậy Thương Thiên Vũ Quan ở một nơi trên tế đàn, có cấm chế bảo vệ. Ta vốn là muốn đánh phá cấm chế, thu lấy Thương Thiên Vũ Quan, nhưng tiếc là đụng phải cổ tinh môn người, bọn họ muốn giết ta, cướp đoạt thánh di vật. Thật may ta người bên dưới, liều chết bảo vệ, ta mới trốn thoát. Nói xong lời cuối cùng, Tân Tinh Nhã giọng lộ ra bi thương cùng căm hận. Nàng người bên dưới, đã toàn bộ chết sạch, đều bị cổ tinh môn người giết chết, chỉ có nàng trốn thoát. Diệp Thần ánh mắt run lên, nói, phải không, cổ tinh môn tìm người. Nếu cổ tinh môn người như thế phách lối, Diệp Thần ngược lại là muốn đi gặp. Hắn hiện tại điểm tích lũy thanh linh, chính là cần thu hoạch tích phân thời điểm. Nếu như có thể săn giết cổ tinh môn người, phỏng đoán vậy có thể được không thiếu chỗ tốt. Tân Tinh Nhã vành mắt đỏ bừng, chỉ hướng một phương hướng, nói chắc còn ở tế đàn bên kia, tế đàn cấm chế muốn phải phá, không như vậy dễ dàng. Diệp Thần gật đầu, nói, phải, ta giúp ngươi ra mặt, đừng lo lắng. Lập tức, Diệp Thần liền dắt Tân Tinh Nhã tay, hướng tế đàn phương hướng chạy tới. Hai người một đường bay vút, tốc độ cực nhanh, không cần thiết đã lâu, Diệp Thần quả nhiên ở một nơi vặn vẹo trong rừng cây, thấy được một tòa tế đàn. Tế đàn kia vùng lân cận, đang tụ tập mười mấy người, đều là cổ tinh môn đệ tử. Một người cầm đầu, là cái người mặc cung trang, khí chất thanh nhã cô gái, chính là cổ tinh môn thánh nữ, Cốt Thiên Đế đệ tử, San Hô Cung Vũ. Cái này San Hô Cung Vũ, Diệp Thần ở thế giới hiện thật thời điểm, cũng đã cùng nàng đã giao thủ. San Hô Cung Vũ là Cốt Thiên Đế huyễn muốn tạo ra cô gái, gánh vác vận mạng sứ mạng. Cốt Thiên Đế là muốn đem nàng chế tạo mệnh lệnh đã ban ra vận chủ, tương lai phụ tá cổ tinh môn mơ tưởng sáng tạo Hiên Viên Vương. San Hô Cung Vũ tuy là Cốt Thiên Đế sở tạo, nhưng nàng thân là cổ tinh môn thánh nữ, cổ tinh môn tất cả đại thiên đế thuật pháp thần thông, nàng đều có tiếp xúc tu luyện, thực lực khá là cường hãn. Dĩ nhiên, bàn về sức chiến đấu, nàng còn không phải là Diệp Thần địch thủ. Dẫu sao nàng thực lực, không vượt ra ngoài thần đạo cảnh. Chỉ cần vẫn là thần đạo cảnh trong phạm vi, không có bất kỳ người, có thể ngăn trở Diệp Thần. Chỉ gặp San Hô Cung Vũ đoàn người, vây quanh tế đàn, vừa mới đem trên tế đàn cấm chế đánh vỡ. Mà ở bọn họ vùng lân cận, tán lạc mấy cổ thi thể, máu tươi chưa khô, đều là Tân Tinh Nhã thủ hạ đệ tử. Tân Tinh Nhã thấy vậy, vành mắt lại đỏ lên. Rốt cục thì phá vỡ cấm chế, thật phiền toái à. Thánh nữ đại nhân. Cái này thánh di vật là chúng ta. Cửu thương cổ hoàng lưu lại thánh di vật, quả nhiên khí tượng phi phàm à. Rất nhiều cổ tinh môn đệ tử, khen ngợi nghị luận, ánh mắt cũng tập trung ở trên tế đàn. Chỉ gặp trên tế đàn, lơ lửng đỉnh đầu vũ quan, chạm trổ thương thiên lưu vân trang sức, rõ ràng chỉ là đỉnh đầu vũ quan, nhưng làm người ánh mắt, hội tụ trên đó, nhưng tựa như thấy được thanh minh cuồn cuộn, nhật nguyệt chiếu sáng đại khí tượng, đặc biệt lộng lẫy.
đây chính là Thương Thiên Vũ Quan, là cửu thương cổ hoàng lưu lại thánh di vật, nếu như có thể chấp trưởng mà nói, tất có thể thật to tăng lên tự thân sức chiến đấu. San hô cùng Vũ gật đầu một cái, Tiêm vươn tay ra, liền muốn đi thu lấy Thương Thiên Vũ Quan. Giết người đoạt bảo, các ngươi làm ta không tồn tại. Diệp Thần xem tới nơi này, cười lạnh một tiếng, cong ngón tay đánh ra một đạo kiếm khí, hướng San hô cùng Vũ bàn tay bắn tới. San hô cùng Vũ đang muốn cầm lấy Thương Thiên Vũ Quan, gặp Diệp Thần kiếm khí bắn tới, chỉ cảm thấy thanh thế mãnh liệt, rất nhiều xuyên qua càn khôn thế, nàng vội vàng đem tay rụt trở về, quay đầu thấy Diệp Thần xuất hiện, trong thoáng chốc sắc mặt đại biến. Luân hồi chi chủ, là ngươi. Chung quanh rất nhiều cổ tinh môn đệ tử, cũng là thần sắc kinh biến, người người chấn động chỉ. Ở Long Thần vực thời điểm, Diệp Thần trước sau chém chết Hoàng Hôn Cự Nhân và Vân Thương Chủng, biểu dương ra động trời sức chiến đấu, bọn họ cũng là vô cùng rung động, hoàn toàn không dám cùng Diệp Thần là địch. Bây giờ thấy Diệp Thần xuất hiện, rõ ràng cho thấy muốn là tân tinh nhã ra mặt, bọn họ ngay tức thì rơi vào sợ hãi kiêng kỵ bên trong. Song xà tinh tỏa, không gian phong tỏa. Diệp Thần rất sợ San hô cùng Vũ các người chạy, lập tức mở song xà tinh tỏa, bộc phát ra từng tầng một không gian chi lực, tạo thành một cái to lớn phong tỏa không gian, bao phủ xuống, đem tất cả người vây khốn. Cổ tinh môn đám người bị kẹt ở, người người gương mặt bạc màu, run lẩy bẩy, ánh mắt đều nhìn về San hô cung Vũ. San hô cung Vũ lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng tỉnh táo lại, nói, luân hồi chi chủ, ngươi đừng quá kiêu ngạo, thật cho rằng một mình ngươi, liền có thể chiến thắng ta cổ tinh môn toàn bộ người. Dừng một chút, hướng chung quanh cổ tinh môn đệ tử quát lên, cũng đừng hoảng hốt, kết trận. Chung quanh mười mấy cổ tinh môn đệ tử, nghe được San hô cung Vũ nói sau đó, tâm thần không có bối rối như vậy. Nhưng vẫn là sợ Diệp Thần rất sợ hãi, miễn cưỡng ở San hô cung Vũ sau lưng, sắp hàng thành trận thế, cùng Diệp Thần giằng co, nhưng ai cũng không dám tiến lên. San hô cung Vũ lại nói, luân hồi chi chủ, làm thương tổn bạn ngươi, là ta không đúng. Cái này Thương Thiên Vũ Quan, ta có thể nhường cho ngươi, ngoài ra lại cho các ngươi bồi thường đầy đủ, chỉ cần ngươi chịu bớt giận, thả chúng ta rời đi. Nếu không, ngươi cứng rắn phải đem chúng ta ở lại chỗ này. Chúng ta cho dù chết, cũng phải để cho ngươi bỏ ra thảm thiết giá phải trả. Dứt lời, San hô cùng Vũ cả người linh khí tách thả ra ra, tạo thành một đạo kính quang, phóng lên cao, chung quanh xuất hiện từng cục thủy kính, đó là phi hoa vũ kính thuật khí tượng. Ở đó từng cục thủy kính bên trong, lại hàm chứa rất nhiều dơ bẩn loang lổ dấu vết, hơn nữa có từng cái rắn độc hư ảnh, mơ hồ hiện lên. Ban thiên đế và rắn thiên đế thần thông, San hô cùng Vũ hiển nhiên vậy tu luyện qua. Hơn nữa thông hiểu đạo lý, giờ phút này toát ra khí tượng, đặc biệt khoáng đạt. Vậy mười mấy cổ tinh môn đệ tử, thấy San hô cung Vũ như vậy khí tượng, cũng là tinh thần phấn chấn, chỉ cho rằng có thể chống cự Diệp Thần, lập tức người người thả ra tự thân thần thông linh khí, cùng San hô cung Vũ hô ứng. Diệp Thần ánh mắt lãnh khốc, nhìn chằm chằm San hô cung Vũ, nói, người đang uy hiếp ta. Dừng một chút, Diệp Thần cũng là lười được nói nhảm, quát to một tiếng, phá cho ta. Cuồng bạo sóng âm, từ Diệp Thần đan điền nổi lên, rồi sau đó xông phá cổ họng tuôn ra, hóa thành kinh thiên rồng ngâm. Đó là chú tinh long thần rồng ngâm thần công. Diệp Thần một bùng nổ rồng ngâm, mạnh mẽ sóng âm đánh vào, giống như đợt sóng vậy gào thét giết ra. Tại chỗ cổ tinh môn đệ tử, ở gặp phải Diệp Thần rồng ngâm dưới sự xung kích, trong nháy mắt trận hình tán loạn, rối rít hộc máu, thậm chí có người tại chỗ bị Diệp Thần chấn vỡ, thân thể chia năm xẻ bảy. Diệp Thần tay chân cũng không có nhúc nhích làm, hắn chỉ là một tiếng rồng ngâm, liền chấn động lật toàn trường. San hô cùng Vũ chỉ cảm thấy màng nhĩ run rẩy, đầu ông tác hưởng, một phiến chỗ trống. Nhìn chung quanh bảy đổ tám nghiêng đệ tử, nàng hoàn toàn bối rối, biết Diệp Thần mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới như thế mạnh mẽ, lại có thể một tiếng rồng ngâm, liền đánh vỡ nàng trận thế. Ở San hô cùng Vũ quanh thân, mới vừa ngưng kết ra thủy kính, ca sát sát toàn bộ nổ tung hết. Hoàn toàn không ngăn được Diệp Thần rồng ngâm oai. Các ngươi đều phải chết. Diệp Thần ác liệt cười một tiếng nổ, luân hồi nguyên thể mở, ngút trời kim quang tách thả ra, bàn tay hóa thành hoàng kim long chảo, mang vạn cổ bá đạo thần uy, xuyên qua hư không, liền hướng San hô cung Vũ các người bao phủ đi. Tình cảnh hỏng mất, tất cả cổ tinh môn đệ tử, cũng rơi vào tuyệt vọng cùng kinh hoàng bên trong,
đạo tâm bể tan tành, điên cuồng sợ hãi kêu, chạy trốn tứ tán. Bọn họ muốn chạy thoát Diệp Thần nghiền ép, nhưng chung quanh không gian đã hoàn toàn bị phong tỏa ở, bọn họ căn bản trốn không có thể trốn, trực tiếp đụng tại không gian cự trên vách. Rắc rắc, một cái cổ tinh môn đệ tử bị Diệp Thần Long chảo bắt, tại chỗ liền bị bóp vỡ, tất cả máu thịt hóa thành đan khí, bị Diệp Thần hấp thu hết. Diệp Thần thần sắc lãnh khốc, thu cắt tại chỗ máu tươi cùng sinh mạng. San hô cùng Vũ sắc mặt trắng bệch, biết Diệp Thần quá mức mạnh mẽ, mình tuyệt đối không phải địch thủ, quát lên. Lưu Hạ, Chu Vân, các ngươi che chở ta rút lui. Nàng những lời này, như vậy nhiếp hồn ma âm vậy, tiếng nói rơi xuống sau đó, thì có hai cái cổ tinh môn võ giả, lập tức khôi phục trấn định, bảo vệ ở nàng trước người, che chở nàng lui về phía sau. Thiên xà quỷ Vũ, ma ban dấu vết. Vậy hai cái võ giả, thi triển thần thông, lại là không sợ chết, một cái phân giải mình thân xác, hóa thành ngàn vạn con rắn độc, hướng Diệp Thần vọt tới. Một võ giả khác, đem cả người khí huyết tánh mạng, toàn bộ hiến tế đi ra, hóa thành một món thất luyện vậy hắc khí, bắn về phía Diệp Thần chán. Đại tiên Phật thánh thủ, phá. Diệp Thần thong thả, một trưởng cuồng như vậy đánh ra, tiên Phật thần thánh kim quang sáng chói, rời núi lấp biển, đem trước mắt ngàn vạn con rắn độc, từng luồng loang lổ hắc khí, toàn bộ đẩy ngược trở về. Vậy hai cái võ giả tại chỗ hộc máu, khoảnh khắc chết bất đắc kỳ tử, không ngăn được Diệp Thần một chiêu. Nhưng Diệp Thần động tác, cũng bị cản trở liền một tí. San hô cùng Vũ thừa dịp này cơ hội, tới đến không gian cự trước vách. Ở Diệp Thần song xà tinh tọa phong tỏa hạ, chu vi trăm bước trong phạm vi, đã bị một tầng không gian tinh bích bao lại, ai cũng không ra được, liền phía trên bầu trời, cũng bị một tầng không gian tinh bích lồng xây. Những thứ này không gian tinh bích là trong suốt, giống như thủy tinh như nhau, cổ tinh môn đám người có thể xem đến cảnh tượng bên ngoài, nhưng chính là không ra được, người người đều là vô cùng tuyệt vọng. San hô cùng Vũ nhưng không kinh hoàng, bóp một cái pháp quyết, trong không khí hơi nước ngưng tụ, hóa thành hai mặt tấm gương, một mặt tấm gương tại không gian tinh bích bên trong, mặt khác ở bên ngoài. Nàng chui vào bên trong tấm gương, thân thể thoáng một cái, lại từ bên ngoài trong gương nhảy ra. Lập tức thoát khỏi Diệp Thần không gian phong tỏa, thuận lợi thoát thân đi ra ngoài. Thánh nữ đại nhân, cứu mạng. Cuối cùng còn sót lại mấy cái cổ tinh môn đệ tử, ở phong tỏa bên trong không gian, hướng San hô cung Vũ kêu to cứu mạng. San hô cung Vũ thần sắc ảm đạm, nhưng là vô kế khả thi, dùng nhanh nhất tốc độ, xoay người bay khỏi đi, rất sợ Diệp Thần sẽ đuổi giết đi lên. Đi đôi với một hồi kêu thảm thiết. Phong tỏa bên trong không gian cuối cùng mấy cái cổ tinh môn đệ tử, vậy toàn bộ bị Diệp Thần đánh chết, máu thịt cũng lâm vào là đan khí, bị hắn hấp thu hết. Đáng tiếc, Diệp Thần giết hết toàn trường, lại không có nhiều ít vui sướng, bởi vì bị San hô cung Vũ chạy. Cổ tinh môn thu hoạch cơ duyên, phần lớn đều ở đây San hô cung Vũ trên mình, Diệp Thần coi như làm thịt những đệ tử khác, thu hoạch cũng không nhiều, điểm tích lũy tuy có không thiếu tăng lên. Nhưng còn xa xa không đạt tới 16 mạnh tầng thứ. Diệp đại ca, ngươi vậy thật lợi hại. Tân tinh nhã thấy Diệp Thần giết hết toàn trường, không phí nhiều sức, trong lòng vô cùng rung động, sùng bái không thôi. Diệp Thần cười một tiếng, bàn tay cách không một chảo, đem trên tế đàn thương thiên vũ quan nắm lên, nhất thời cảm thấy từng cơn cổ xưa khoáng đạt hơi thở, đập vào mặt. Cái này thánh di vật. Tân tinh nhã nói, cái này thương thiên vũ quan liền quy ngươi, ngươi giúp ta tìm đến âm dương thần phách chi, ta đã rất cảm kích. Diệp Thần mỉm cười, liền đem thương thiên vũ quan thu hồi, nói, được, vậy ta thu. Ở nhận lấy thương thiên vũ quan đồng thời, Diệp Thần vậy cảm thấy luân hồi mộ địa có chút chấn động, tựa hồ là cửu thương cổ hoàng tàn hồn, mơ hồ có thức tỉnh dấu hiệu, nhưng thời cơ còn chưa đủ, muốn chân chính thức tỉnh cửu thương cổ hoàng, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Thương thiên vũ quan là cửu thương cổ hoàng thánh di vật, Diệp Thần đặc biệt thuận lợi, liền đem vật này tế luyện thành công, thuận lợi chấp trường. Mà ở chấp trường thương thiên vũ quan sau đó, Diệp Thần điểm tích lũy lại tăng lên một ít, nhưng còn chưa đủ. Xem ra, ta phải lấy được thương thiên thư tàn trang, điểm tích lũy mới có thể thêm nhiều một chút. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Diệp đại ca, vậy chúng ta hiện tại xuất phát sao? Tân tinh nhã hỏi. Ừ. Đi thôi. Diệp Thần không do dự, biết mình điểm tích lũy quá ít, nhất định phải bắt chặt thời gian tranh đoạt cơ duyên. Lập tức,
hắn phong tỏa gần đây Thương Thiên Thư tàn trang hơi thở, mang Tân Tinh Nhã lên đường. Thiên cơ bắt dưới, Diệp Thần biết cách mình gần nhất Thương Thiên Thư tàn trang, vậy có mấy trăm dặm xa. Cái này mấy trăm dặm đường xá, cũng không phải là đường bằng phẳng, trên đường có rất nhiều kiếm hồn binh qua lại, còn có cường đại băng phôi thú. Thật may, Diệp Thần và Tân Tinh Nhã, cũng không có đụng phải kiếm hồn đem, đều là chút kiếm hồn binh, tương đối khá giải quyết. Nhưng, càng đến gần vậy Thương Thiên Thư tàn trang, hai người liền càng cảm thấy một hồi kinh khủng hơi thở. Thật giống như có cường đại gì tồn tại, đang bảo vệ Thương Thiên Thư. Tân Tinh Nhã ánh mắt nhìn ra xa về phía trước phương, lo lắng nói. Diệp Thần cong ngón tay tính toán, cảm thấy phía trước bất kể là nguy hiểm, vẫn là cơ duyên, đều là ngút trời vậy mênh mông, hắn ánh mắt hơi co rúm một cái, nói. Rất có thể có kiếm hồn vương tồn tại. Tân Tinh Nhã thân thể mềm mại run lên, nói kiếm hồn vương sao? Kiếm hồn vương có thể nói là băng phôi tử vực bên trong người mạnh nhất, dõi mắt toàn bộ băng phôi tử vực, kiếm hồn vương số lượng, đều là lông phượng và sừng lân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chúng từ sinh ra một khắc kia, cũng không ngừng hấp thu địa mạch hơi thở, bản thân liền mang theo tan vỡ lực lượng, vô cùng cường đại. Diệp Thần nói, trước mặt cơ duyên, chỉ sợ không phải một trang Thương Thiên Thư đơn giản như vậy, có thể có mười mấy trang. Tân Tinh Nhã cả kinh nói, có mười mấy trang nhiều như vậy sao? Ở băng phôi tử vực bên trong, mỗi một trang Thương Thiên Thư, đều là vô cùng chân quý tồn tại, đạt được sau đó, có thể lấy được đại lượng điểm tích lũy. Nếu là mười mấy trang Thương Thiên Thư, vậy thì thật là có thể nói nghịch thiên cơ duyên, nếu là toàn bộ đạt được, điểm tích lũy nhất định có thể bạo tăng. Diệp Thần nhếch mép, thần sắc vui buồn nửa nọ nửa kia, nói, bất quá, bảo vệ Thương Thiên Thư kiếm hồn. Rất có thể thật sự là kiếm hồn vương, khó đối phó à? Nếu như dưới trạng thái bình thường, một đầu kiếm hồn vương, không ra mấy chiêu, liền có thể đem Diệp Thần chém chết, cái loại này tồn tại là tan vỡ thế giới vương giả, cực kỳ mạnh mẽ. Coi như Diệp Thần có đạo tông dấu vết che chở, trước đây lại cắt lấy rất nhiều cơ duyên, nhưng trực diện kiếm hồn vương mà nói, hắn vẫn là không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Kiếm hồn vương thì tương đương với lưỡi đao vực bên trong vương giả cấp hung thú, vậy mà nói, là cần rất nhiều người dự thi hợp lực bao vây tiễu trừ. Một mình đấu mà nói, vậy cùng tự tìm cái chết kém không nhiều. Tân Tinh Nhã nói, vậy làm sao bây giờ, chúng ta còn muốn đi sao? Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói, đi trước xem nói sau. Hắn mang Tân Tinh Nhã, tiếp tục đi về trước bay vút, rốt cuộc, ở trước khi mặt trời lặn. Đi tới một nơi đỉnh núi dưới chân. Trước mắt đỉnh núi, không có một chút cỏ cây sức sống, chỉ có từng cục lởm chởm quái thạch, đầy đá như một cái thanh đao kiếm, chỉ xéo trời, hoàn cảnh mười phần tồi tệ. Tới chỗ này dưới chân núi, Diệp Thần và Tân Tinh Nhã, cũng cảm nhận được vô cùng mãnh liệt hơi thở, cát hung cùng tồn tại, hơn nữa còn là đại cát đại hung. Chỗ tòa này thạch đầu sơn trên, đúng là cất giấu mười mấy trang Thương Thiên Thư. Nhưng lại có một đầu kiếm hồn vương ở chấn thủ. Hoặc là chính xác mà nói, không chỉ một đầu kiếm hồn vương, còn có bốn đầu kiếm hồn đem tồn tại. Vậy bốn đầu kiếm hồn đem, đang ở trên núi tuần tra, chúng thấy Diệp Thần và Tân Tinh Nhã tồn tại, trong mắt lộ ra ánh mắt cảnh giác, cổ họng lại phát ra tiếng trầm thấp, phảng phất là đang cảnh cáo hai người không muốn mưu toan lên núi. Kiếm hồn vương bóng người, hai người còn không thấy. Nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được kiếm hồn vương hơi thở, giống như một viên hắc ám nóng rực tinh thần, núp ở trong núi, tùy thời muốn bùng nổ. Diệp Thần và Tân Tinh Nhã thậm chí có thể kết luận, vậy mười mấy trang Thương Thiên Thư, là kiếm hồn vương mình thu thập, thiên cơ hơi thở đặc biệt rõ ràng, kiếm hồn vương ý chí vô cùng nóng rực, nó chính là muốn gom đủ Thương Thiên Thư. Cái này cổ ý chí mãnh liệt, cho dù Diệp Thần và Tân Tinh Nhã, đứng ở dưới chân núi, cũng có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Diệp đại ca, làm thế nào? Đầu kia kiếm hồn vương, tựa hồ rất cường đại nha. Tân Tinh Nhã cảm thụ trong núi truyền ra khí tức cường đại, trong mắt lộ ra một chút sợ hãi cùng vẻ lo âu. Diệp Thần trầm ngâm một hồi, tựa hồ phát hiện cái gì, nói trời sắp tối, chúng ta trước hạ trại nghỉ ngơi, ừ. Tựa hồ còn có một đầu trong bóng tối con chuột, trốn ở chỗ này. Vừa nói, Diệp Thần ánh mắt nhìn về cách đó không xa một cái đầm nước. Đầm nước trong xanh, trong suốt như gương, hơn nữa tựa hồ trong suốt được có chút quá đáng. Diệp Thần rõ ràng cảm thấy,
đầm nước kia bên trong tựa hồ cất giấu thứ gì. Ở Diệp Thần ánh mắt nhìn soi mói, đầm nước kia không gió nổi lên rung động, rồi sau đó một đạo mảnh khảnh bóng đẹp, chậm rãi từ đầm nước bên trong nổi lên. Đó là một cái khí chất tươi đẹp cô gái, lại là san hô cung vũ. Cho dù đã hiện thân, san hô cung vũ cả người, nhìn như cũng như một đạo trong kiếng ảo ảnh vậy, như mộng ảo bọt nước, rất không chân thiết. Không hổ là luân hồi chi chủ, quả nhiên thật là tinh mắt. San hô cung vũ khóe miệng lộ ra nụ cười khổ sở, hiển nhiên không ngờ tới Diệp Thần ánh mắt như thế cay độc, một tí liền phát hiện nàng tồn tại. Tân Tinh Nhã thấy san hô cung vũ xuất hiện ở nơi này, kêu lên một tiếng, nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần cười nói, vậy dĩ nhiên là hướng về phía Thương Thiên Thư tới, tốc độ ngươi ngược lại là rất nhanh, lại có thể trước ta một bước. San hô cung vũ cười khổ nói, ngươi muốn giết ta sao? Luân hồi chi chủ. Nàng chỉ cảm thấy tự thân khí cơ, hoàn toàn bị Diệp Thần phong tỏa, coi như muốn chạy trốn, cũng là tuyệt đối không thể nào trốn thoát. Ban ngày thời điểm, nàng có dưới quyền đệ tử che chở, may mắn trốn bay lên trời, nhưng hiện tại, nàng sẽ không lại có bất kỳ cơ hội. Hiện tại Diệp Thần muốn giết nàng mà nói, sợ rằng không cần hao phí nhiều ít khí lực. Diệp Thần cũng biết cái này san hô cung vũ, hoàn toàn ở mình nắm trong tay bên trong, cười nói, ngươi cũng không cần gấp như vậy trước tìm chết, trong núi đầu kia kiếm hồn vương, thực lực quá mức khủng bố, ta một người khiêu chiến không chắc chắn, ta cần ngươi trợ lực. San hô cung vũ con mắt khẽ nhúc nhích, nói, ngươi muốn ta giúp ngươi đối phó kiếm hồn vương. Diệp Thần nói, đúng vậy, ngươi có cái gì kế sách? San hô cung vũ lắc lắc đầu nói, không có, ta muốn tới nơi này tìm Thương Thiên Thư, nhưng kiếm hồn vương tồn tại, để cho ta hoàn toàn không hạ thủ được. Ta che giấu ở chỗ này, là muốn tìm cơ hội, nhưng đoán chừng là không việc gì khả năng. Diệp Thần nói, ừ, ngươi lưu lại, giúp ta cùng nhau đối phó kiếm hồn vương. Hắn suy nghĩ san hô cung vũ tinh thông ảo cảnh thuật, lại nắm giữ cổ tinh môn rất nhiều quỷ bí thần thông, có nàng trợ lực nói, đối phó kiếm hồn vương có lẽ có thể hơn một phần chắc chắn. San hô cung vũ răng khẽ cắn một môi dưới, nói, vậy cùng giết chết kiếm hồn vương sau đó, ngươi sẽ giết ta sao? Diệp Thần lạnh nhạt nói, đến lúc đó nói sau. San hô cung vũ kiên quyết nói, ta muốn ngươi trước phát thể, ta giúp ngươi đối phó kiếm hồn vương có thể, nhưng sau khi chuyện thành công, ngươi không thể tổn thương ta. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, thân thể thoáng một cái, như quỷ mị vậy, bỗng nhiên liền xuất hiện ở san hô cung vũ trước mặt, lỗ mũi mau đụng phải nàng lỗ mũi, bàn tay hóa thành hoàng kim long chảo, nhẹ nhàng nắm được nàng nhỏ hết sức trắng nõn cổ, nói. Xem ra ngươi còn chưa rõ ràng tình cảnh của ngươi, ngươi còn không tư cách cùng ta nói điều kiện. Ở Diệp Thần không khoảng cách chèn ép xuống, san hô cung vũ hô hấp cũng hít thở không thông, cảm giác chỉ cần Diệp Thần nhẹ khẽ dùng sức một chút, thì phải cầm nàng bóp chết. Nàng chán rỉ ra đổ mồ hôi, không dám nói câu nào. Thời khắc này Diệp Thần, hơi thở quá kinh khủng, mang theo cổ xưa oai rồng, có thể nghiền ép người đạo tâm, san hô cung vũ hoàn toàn thăng không dậy nổi ý niệm phản kháng. Tân Tinh Nhã gặp Diệp Thần khống chế được san hô cung vũ, trong bụng thư giãn một chút, nhưng lại lo lắng nói. Diệp đại ca, coi như là chúng ta ba người hợp lực, chỉ sợ cũng khó mà diệt giết kiếm hồn vương. Đỉnh núi bên trong, trừ kiếm hồn vương bên ngoài, còn có bốn đầu kiếm hồn đem tồn tại, giống vậy khó đối phó. Hơn nữa, kiếm hồn vương còn có địa mạch gia trì ưu thế, thậm chí có lẽ còn có thể phát huy ra Thương Thiên Thư uy năng, tuyệt khó đối phó. Cho dù có san hô cung vũ trợ lực, diệt giết kiếm hồn vương chắc chắn, vẫn là 10 phần mong manh. Diệp Thần chau mày, hiển nhiên cũng cảm nhận được khó giải quyết. Hơn nữa ta như thế nào? Vừa lúc đó, một đạo lạnh lùng thanh âm, từ đàng xa truyền tới. Chỉ gặp một cái trẻ tuổi nam tử, sải bước bay vút tới. Nam tử kia tròng mắt bên trong, tựa hồ mang đọng lại ngàn năm không tiêu tan sát khí, gương mặt như pho tượng vắng lặng yên lặng. Hắn đến một cái tới, liền vùng lân cận lá cây, cũng khô héo héo tàn, bầu không khí như hàn thu vậy nghiêm nghị. Thiên sát tinh, lục thu cô lá. San hô cung vũ thấy nam tử này, sắc mặt hơi ngưng trọng. Nam tử này, Diệp Thần vậy biết, chính là thiên sát tinh chuyển thế, đông phương sóc đệ tử, lục thu cô lá, người bình thường là gọi hắn là Diệp Thu. Lá thu công tử, vẫn khỏe chứ? Diệp Thần thấy thiên sát tinh Diệp Thu đến. Khá có chút bất ngờ. Trước đây ở Diệu Linh Sơn,
hắn cầu gặp Đông Phương Sóc Đại Sư thời điểm, từng cùng Thiên Sát Tinh Diệp Thu đã giao thủ. Diệp Thu là trời xanh sát tinh, trên mình hàm chứa sát khí ngút trời, mà để cho Diệp Thần khắc sâu ấn tượng, chính là độc thủ Dược Thần đã từng nói, cái này Thiên Sát Tinh Diệp Thu, là Thủy Mẫu Đế Cơ con trai. Có lẽ, từ trên người hắn, có thể cảm nhận Thủy Mẫu Đế Cơ bí mật. Thậm chí, Diệp Thần cảm giác được, cái này Thiên Sát Tinh Diệp Thu, tựa hồ cùng Thiên Đấu Sát Thần tới giữa, vậy tồn tại nhất định sâu xa, thân phận rất thần bí, không phải chuyện đùa. Diệp Thần huynh, vẫn khỏe chứ? Diệp Thu hướng Diệp Thần thi lễ một cái, hắn tánh tình thâm trầm cô độc, nhưng đối với Diệp Thần vẫn là hết sức khách khí. Ngươi cũng là vì Thương Thiên Thư tới. Diệp Thần hỏi. Diệp Thu nói, không, ta đối Thương Thiên Thư không dòng có hứng thú, ta mong muốn, là săn kiếm hồn. Những cái kia kiếm hồn, đối với ta chỗ dùng to lớn. Diệp Thần sửng sốt một tí, nói ý ngươi là. Diệp Thu nói, chúng ta cùng nhau liên thủ, diệt giết kiếm hồn vương, sau khi chuyện thành công, Thương Thiên Thư quy ngươi, nhưng kiếm hồn vương và kiếm hồn đem linh khí, ta muốn hết. Diệp Thần nói, ngươi muốn tới làm gì? Hắn rất là tò mò, kiếm hồn vương và kiếm hồn đem, cung cấp linh khí, vậy dĩ nhiên là vô cùng bàng bạc dư thừa, có thể tăng tiến người tu vi cùng kiếm đạo thành tựu, giá trị không nhỏ. Nhưng Thương Thiên Thư giá trị, rõ ràng lớn hơn, đây là lấy được điểm tích lũy, lên cấp quyết tái chỗ mấu chốt. Nhưng Diệp Thu, nhưng tình nguyện muốn kiếm hồn linh khí, đều không muốn Thương Thiên Thư. Ở hắn trong mắt, kiếm hồn so Thương Thiên Thư quan trọng hơn. Cái này quá mức quỷ dị, không biết đối phương muốn làm cái gì. Diệp Thu trần chờ, tựa hồ đang do dự, cuối cùng lắc lắc đầu nói, luân hồi chi chủ, tóm lại, những cái kia kiếm hồn, sau lưng mang theo Thiên Đấu Sát Thần nhân quả, có thể nói là Thiên Đấu Sát Thần lưu lại đồ, đối với ta rất trọng yếu. Ngươi cân nhắc một tí, chúng ta hợp tác, Thương Thiên Thư quy ngươi, kiếm hồn quy về ta. Ngoài ra, ta còn có thể nói cho ngươi một cái tin, liên quan tới Thương Thiên Thư tổng cương. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hiếu kỳ nói, Thương Thiên Thư tổng cương. Diệp Thu nói, đúng vậy, Thương Thiên Thư tổng cương, so với thông thường tàn trang, có thể cung cấp càng nhiều hơn điểm tích lũy. Ngươi nếu có thể bắt được, phỏng đoán có cơ hội lên cấp 16 mạnh, toàn bộ băng phôi tử vực, trừ ta ra, không người biết vậy tổng cương thiên mục ở nơi nào. Diệp Thần có vẻ tò mò, nói, ngươi lại là làm sao biết. Diệp Thu lộ ra một cái bí ẩn nụ cười, nói, tóm lại, chỉ cần ngươi chịu hợp tác, ta có thể đem ta biết đồ, toàn bộ nói cho ngươi. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái này Diệp Thu, thật là khắp nơi tràn đầy thần bí. Hắn suy nghĩ một chút, trước mắt chuyện trọng yếu nhất, chính là thu thập Thương Thiên Thư, lên cấp 16 mạnh. Có Diệp Thu cái này Thiên Sát Tinh Tương trợ nói, tiêu diệt kiếm hồn vương cơ hội, liền tăng lên thật nhiều. Được, chúng ta hợp tác là được. Ở sau khi suy tính, Diệp Thần gật đầu, cũng là đáp ứng hợp tác liên thủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thu nói, rất tốt, vậy chờ ngày mai. Ta đi trước đem vậy bốn đầu kiếm hồn đem dẫn ra, các ngươi hợp lực vây quét kiếm hồn vương, ta hồi đầu lại giúp các ngươi. Diệp Thần lắc đầu nói, không cần, ta ngoài ra còn có người trợ giúp, để cho hắn đi thanh kiếm hồn đem dẫn ra là được. Vừa nói, Diệp Thần đem Tiểu Cấm Yêu triệu hoán liền đi ra. Mọi người khỏe nha. Tiểu Cấm Yêu hướng về phía Diệp Thu các người lên tiếng chào. Diệp Thu khóe miệng nhếch một cái độ cong, nói, được, cứ quyết định như vậy. Dừng một chút, hắn ánh mắt nếu như bó đuốc vậy ngắm nhìn Diệp Thần, nói, Diệp Thần huynh, ngày mai vây quét kiếm hồn vương, người có thể hay không thi triển Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm, để cho ta khai mở nhãn giới. Nghe được câu này, Diệp Thần hồ nghi nói, thế nào? Diệp Thu diễn cảm có chút cổ quái, lại mang điểm bức xúc cùng bất đắc dĩ ý, nói, không việc gì, chính là muốn xem. Diệp Thần bén nhạy bắt được cái gì, nói, là bởi vì là Thiên Đấu Sát Thần sao? Ngươi và Thiên Đấu Sát Thần, là có cái gì sâu xa? Diệp Thu diễn cảm lại là bức xúc, tựa hồ không muốn chạm đến cái vấn đề này, hoàn toàn không có thường ngày trầm ổn lạnh lùng, lắc đầu liên tục nói, không phải, ta cũng không biết. À, chúng ta trước nghỉ ngơi đi, ngày mai động thủ nữa. Hôm nay mặt trời ngã về Tây, màn đêm buông xuống, ban đêm băng phôi tử vực, so ban ngày nguy hiểm nhiều, vào lúc này động thủ. Rõ ràng không phải lý trí cử chỉ.
Diệp Thần đoàn người liền hạ trại nghỉ ngơi, dự định chờ ngày mai sẽ hành động lại. Diệp Thu chủ động phụ trách gác đêm, tuy nói trên núi vậy mấy đầu kiếm hồn đem, tựa hồ sẽ không rời đi mình lãnh địa, nhưng cẩn thận một chút vẫn là có cần thiết, miễn phải gặp cái gì bất ngờ. Một đêm yên lặng, đến khi sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần đoàn người tỉnh lại, ánh mắt nhìn về trên núi. Liền thấy vậy bốn đầu kiếm hồn đem, vẫn là tuân theo cố định quỹ tích, chỉ ở trên núi lãnh địa trong phạm vi tuần tra. Diệp Thần các người liền ở dưới chân núi, thế nhưng bốn đầu kiếm hồn đem, cũng không có lao ra công kích bọn họ. Hiển nhiên, kiếm hồn hoặc giả là có thể sản sinh ra linh trí, nhưng ít nhất cũng phải là kiếm hồn vương cấp bậc. Những thứ này kiếm hồn đem, còn không có linh trí, chỉ sẽ tuân theo bản năng hành động. Đứa nhỏ, cho ngươi cái nhiệm vụ, đi cầm chúng dẫn ra. Diệp Thần ngoắc ngoắc tay, gọi tới Tiểu Cấm Yêu. Ách, phụ thân, cái này mấy đầu mọi người, nhìn như có chút khủng bố, ta không biết có gọi hay không được qua. Tiểu Cấm Yêu ánh mắt nhìn về trên núi, vậy bốn đầu kiếm hồn đem, linh hồn tinh khí cao độ cô đọng ngưng luyện, cơ hồ không nhìn ra hồn phách hư ảnh, giống như có thực chất thân xác vậy, thân cao hai trượng có thừa, nguy nga to lớn, người khoác trọng giáp, tay xách chiến kiếm, hơi thở nhìn như tương đương hung hãn. Lần này đại lộ tranh phong, Tiểu Cấm Yêu huyết mạch thực lực, gặp phải không thiếu hạn chế, hắn hôm nay không cách nào phát huy ra vượt qua thần đạo cảnh thực lực, nếu như muốn cứng rắn đụng bốn đầu kiếm hồn đem mà nói, vậy cùng tự tìm cái chết kém không nhiều. Ngươi cầm chúng dẫn ra là được, vật này ngươi cầm chúng kéo. Diệp Thần bàn tay lộn một cái, sử dụng một tòa tiểu bia đá, giao cho Tiểu Cấm Yêu. Đó chính là Bất Hủ Phong Bi. Thấy vậy, Tiểu Cấm Yêu ánh mắt cũng là liền sáng, không hề mục nát phong bi phụ trợ, hắn phỏng đoán mình có thể tạm thời áp chế vậy bốn đầu kiếm hồn đem. Phụ thân, ta có thể giúp các ngươi tranh thủ nửa canh giờ thời gian, lại hơn liền không chịu nổi. Tiểu Cấm Yêu nhận lấy phong bi, nói. Nửa giờ sao, thể cũng được, ngươi ra tay đi. Diệp Thần trầm ngâm nói. Phụ thân. Tiểu Cấm Yêu hít sâu một hơi, cả người bộc phát ra từng luồng yêu khí, thân thể xem thổi khí cầu vậy bành trướng rất nhiều, sau lưng sinh ra một đôi ác ma rực, hình mạo cũng thay đổi được mặt đen răng nanh, tương đương hung hãn. Thiên sát tinh Diệp Thu, san hô cùng Vũ và Tân Tinh Nhã, thấy Tiểu Cấm Yêu cái này cách biến hóa, cảm nhận được hắn tản ra bàng bạc yêu khí, đều là thầm kinh hãi, cũng nghĩ Diệp Thần quả nhiên là lá bài tẩy rất nhiều, nếu như không phải là đạo tông quy tắc hạn chế nói. Đầu này tiểu yêu vật, sợ rằng có thể hóa thành ngút trời đại yêu. Tiểu Cấm Yêu chấn động ác ma rực, bay đến trên núi, ngẩng đầu hít hơi, giữa trời đất năng lượng hội tụ, vạch ra một viên màu đen đạn năng lượng, hắn mạnh nữa như vậy há mồm phun một cái, năng lượng màu đen đánh bay tập kích ra, một tiếng nổ, liền ở trên núi nổ lên cuồn cuộn đá vụn bụi mù. Hống! Vậy bốn đầu kiếm hồn đem, lập tức bị kinh động, huy động to lớn chiến kiếm. Bước nhanh hướng Tiểu Cấm Yêu đuổi giết đi. Tiểu Cấm Yêu chấn rực đi ngoài núi bay đi, nhưng không ngờ, hắn bay ra đỉnh núi trong phạm vi, vậy bốn đầu kiếm hồn đem, cũng không lại đuổi theo, quay đầu trở lại lãnh địa. Thấy một màn này, Diệp Thần, Diệp Thu các người nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ, những thứ này kiếm hồn đem, sẽ không rời đi mình lãnh địa. Ở kiếm hồn lãnh địa trong phạm vi, những thứ này kiếm hồn sắp có địa mạch gia trì, sức chiến đấu có thể biên độ lớn tăng lên. Nhưng nếu như rời đi lãnh địa nói, địa mạch chúc phúc hiệu quả thì phải mất đi. Cho nên, Tiểu Cấm Yêu muốn đem chúng dẫn tới ngoài núi, nhưng là vô cùng khó khăn. Thấy vậy, Tiểu Cấm Yêu không thể làm gì khác hơn là trở lại trên núi, trắng trợn phá hoại lộn một cái, sau đó đi bên kia núi bay đi. Lần này, vậy bốn đầu kiếm hồn đem, liền gắt gao đuổi theo hắn. Kiếm hồn đem tốc độ cực nhanh, ngay chớp mắt, liền đem Tiểu Cấm Yêu vây lại. Bất Hủ Phong Bi, cho ta trấn áp. Tiểu Cấm Yêu quát to một tiếng, sử dụng Diệp Thần cho hắn Bất Hủ Phong Bi. Nhất thời, Bất Hủ Phong Bi kim quang bạo tránh, hóa thành ngàn trượng cao, thẳng vào mây xanh, trên bia đá vô số sử thi, vô số truyền kỳ, vô số vinh dự ký tự, ở lấp lánh rực rỡ, tất cả truyền kỳ cũng cùng Diệp Thần có liên quan, luân hồi uy thế như trời đế quân sắp, bàng bạc vô cùng. Lấy này bia là trung tâm, chu vi mấy chục bước trong phạm vi đều bị luân hồi uy nghiêm bao phủ, vậy bốn đầu kiếm hồn đem, nhất thời thân thể cứng ngắc, gặp phải Bất Hủ Phong Bi uy nghiêm áp chế. Mà Tiểu Cấm Yêu, cũng là cắn chặt hàm răng, một bộ cố hết sức hình dáng.
Lấy hắn hôm nay trạng thái, thúc dục bất hủ phong bi, cũng có chút miễn cưỡng, tối đa có thể duy trì nửa canh giờ thời gian. Chỉ có nửa giờ, chúng ta đi. Diệp Thần biết thời gian gấp, vung tay lên, lập tức liền mang theo San Hô Cung Vũ, Tân Tinh Nhã, Thiên Sát Tinh Diệp Thu ba người, sải bước đi vào núi bên trong, hướng Kiếm Hồn Vương sống địa phương chạy tới. Bốn người đi nhanh lên núi, xa xa liền thấy một tòa hang, tản mát ra sâu thẳm ánh sáng màu tím, từ vậy hang bên trong, đang có vô cùng kinh khủng năng lượng ba động truyền ra, đó chính là Kiếm Hồn Vương nơi dừng lại. Diệp Thần bốn người nhìn nhau một mắt, đều là có thể rõ ràng nghe được Kiếm Hồn Vương tiếng hít thở, thậm chí có thể cảm nhận được Kiếm Hồn Vương ý chí mãnh liệt. Vậy Kiếm Hồn Vương, đã sản sinh ra linh trí, có thể ngay tại trong hang chờ chúng ta. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, bộc phát cảm thấy nguy hiểm. Thiên Sát Tinh Diệp Thu nói, cũng đến lúc này, không thực có lùi bước đạo lý. Diệp Thần gật đầu nói, đúng là như vậy. Lập tức, bốn người không do dự nữa, đi nhanh hướng hang. Hang môn hộ mở toang ra, một đầu cự thần vậy sinh vật, đang ngồi ở trên một tảng đá xanh. Đó là một đầu chừng vạn trượng cao đáng sợ sinh vật, phơi bày hình người, thân thể to lớn lấy khom người tư thái ngồi, trên mình tản mát ra cực kỳ mãnh liệt kinh khủng kiếm khí, xé nát không gian, vô số vũ trụ thời không, ở nó quanh thân không ngừng sinh diệt. Những thứ này không ngừng sinh diệt vũ trụ hư không, hình thành một cái gần như lớn vô hạn không gian, chứa trước nó vậy to lớn đến đáng sợ thân thể. Vậy nhìn như hẳn là một người, nhưng bây giờ không có bất kỳ người sống hơi thở, cả người hình như là từng luồng kiếm khí, từng đạo kiếm ý, từng luồng kiếm hồn ngưng tụ mà thành. Những kiếm khí này, kiếm ý, kiếm hồn năng lượng, là như vậy nồng nặc, đều đã ngưng tụ thành cố thể thực chất, để cho đầu này cự thần vậy sinh vật, thân thể lộ ra bia đá vậy lạnh lùng cùng phong phú, lại phối hợp trên người nó mặc nặng nề thiết giáp, càng biểu dương ra một cổ phi phàm uy nghiêm cùng thô bạo, làm người ta nghẹt thở. Đây chính là Kiếm Hồn Vương sao? Diệp Thần nhìn đầu này cự thần, cũng là cảm thấy nguy nga nghẹt thở. Không nghi ngờ chút nào, đầu này cự thần vậy sinh vật, chính là băng phôi tử vực cao cấp vương giả, Kiếm Hồn Vương. Thật ra thì gọi Kiếm Hồn Vương mà sống vật, không quá chính xác, bởi vì nó trên bản chất chính là một món kiếm hồn. Nhưng, Kiếm Hồn Vương tản ra hơi thở, là như vậy bá đạo hùng hồn, tràn đầy hoạt bát ý. Vậy để cho Diệp Thần theo bản năng cho rằng nó là to lớn gì quái vật. Kiếm Hồn Vương trong tay, không có kiếm. Nó kiếm, tà sáp ở ngực mình trên, xuyên qua ngực, từ sau lưng thấm ra. Nó đỏ thấm con ngươi, mang vẻ thống khổ, lại mang theo một cổ siêu nhiên thế ngoại siêu thoát, yên lặng nhìn Diệp Thần đoàn người đến. Ngao! Hang chỗ sâu, truyền tới một hồi cực độ trầm thấp tiếng thú gào. Chỉ gặp một đầu cả người đen nhánh. Tản ra quỷ bí hơi thở băng phôi thú, đạp sải bước, chậm rãi đi ra, đang vô cùng cảnh giác nhìn Diệp Thần các người. Đầu này băng phôi thú, tựa hồ là Kiếm Hồn Vương sủng vật, hoặc là thú cưỡi. Kiếm Hồn Vương nâng lên bàn tay khổng lồ, nhẹ nhàng khoát tay một cái, vậy băng phôi thú cũng không lại gầm to, nhưng trong mắt cảnh giác phòng bị ý, vẫn là 10 phần nồng nặc. Luân hồi chi chủ, vận mệnh dự kỳ ngươi đến, ta thật hân hạnh gặp ngươi. Kiếm Hồn Vương ánh mắt như lửa cự vậy, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nghe được Kiếm Hồn Vương miệng phun tiếng người, nói chuyện còn như vậy có điều lý, Diệp Thần, Diệp Thu, Tân Tinh Nhã, San Hô Cung Vũ bốn người, đều là đại chấn. Bọn họ dự đoán Kiếm Hồn Vương sẽ có linh trí, nhưng không nghĩ tới trí khôn như thế cao. Trí tuệ của ngươi, thật là làm người ta khiếp sợ. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Kiếm Hồn Vương lắc đầu một cái. Nói, đáng tiếc ta trí khôn, nhưng rất dễ dàng bị tan vỡ chìm ngập. Ta khí tức trong người, nhưng thật ra là đặc biệt hỗn loạn, khó mà duy trì vững chắc trật tự. Vì bảo đảm ổn định cùng trật tự, ta hao phí vô số thời gian, đi thu thập Thương Thiên Thư. Bởi vì, Thương Thiên Thư là nhân hoàng thần điển, có thể trở thành ta hải đăng, tránh ta bị lạc ở tan vỡ bên trong. Ta biết, các ngươi lần này tới, là vì cướp đi ta hải đăng. Ta đã lắng nghe đến vận mạng cảnh kỳ. Diệp Thần không biết làm sao cười khổ một tí, nói như vậy, Kiếm Hồn Vương, nếu là chúng ta xuất thủ đả thương ngươi mà nói, vậy thật là lỗi của chúng ta. Kiếm Hồn Vương lắc đầu nói, không phải, các ngươi không có sai, mạnh hiếp yếu, đây là vĩnh hằng không phá chân lý, là cái thế giới này quy luật. Các ngươi sai lầm địa phương, là các ngươi cho rằng dựa hết vào chút người này, là có thể đánh chết ta.
không khỏi quá ý nghĩ hảo huyền. Nói tới chỗ này, kiếm hồn vương thanh âm bỗng nhiên đổi được lãnh khốc âm ngoan xuống. Phịch đích một tiếng, hang có một miếng cửa đá, bỗng nhiên rơi xuống, phong tỏa lối ra. Chung quanh ánh sáng, lập tức mở tối đi xuống. Màn, kiếm hồn vương con ngươi, giống như bó đuốc vậy sáng sủa, bên trong mang theo sát ý vô tận, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Thần các người. Theo hang cửa đá rơi xuống, Diệp Thần bốn người vậy hoàn toàn bị phong tỏa ở chỗ này. Diệp Thần bốn người nhìn nhau một mắt, nhất thời cảm thấy không ổn, ở kiếm hồn vương ánh mắt nhìn soi mói, bốn người sống lưng đều là rợn cả tóc gáy. Kiếm hồn vương khóe miệng gợi lên lau một cái thê lương lại lãnh khốc độ cong, nói. Thật ra thì ta Chí Khôn, là rất yếu đuối, mặc dù có thương thiên thư che chở, nhưng còn chưa đủ vững chắc. Cái thế giới này tan vỡ hơi thở, quá kinh khủng. Vì giữ thanh tỉnh, tránh bị lạc, ta thậm chí cần sâu kiếm xuyên ngực, dùng đau đớn để cảnh tỉnh mình. Các ngươi đến, thật là ông trời ban cho ta lễ vật, ha ha, chỉ phải chiếm đoạt máu thịt của các ngươi linh hồn, muốn đến ta liền có thể hải đăng vĩnh trú, lại cũng sẽ không bị lạc. Vừa nói, kiếm hồn vương chậm rãi đem cắm ở ngực chiến kiếm, rút ra. Một kiếm này rút ra, động trời kiếm quang, nhất thời vọt lên, ánh chiếu chư thiên vũ trụ, vô số nhật nguyệt xa vào băng diệt, mạnh mẽ kiếm khí chập chờn, để cho được vô số hư không cũng sôi trào nổ tung đứng lên, thanh thế kinh người. Kiếm hồn vương ngồi thân thể, cũng là chậm rãi đứng lên, đỉnh thiên lập địa, nguy nga đến không thể ngẩng mặt, phổ biên vô tận kiếm khí tràn ngập ra, làm người ta nghẹt thở. Nó tay phải cầm kiếm, tay trái nổi lên một cây trường tiên, bước cưỡi băng phôi thú, trong nháy mắt tựa như hóa thành truyền thuyết cổ xưa bên trong chiến thần, hơi thở vô cùng hung mãnh. Diệp Thần bốn người cảm nhận được kiếm hồn vương bá đạo khí thế, đều là vô cùng rung động, bọn họ nghĩ tới kiếm hồn vương mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới sẽ cường đại đến tình cảnh này. Ở kiếm hồn vương thân thể cao lớn nổi bật hạ, Diệp Thần bốn người đơn giản là con kiến hôi tồn tại. Bọn họ phải đối mặt, không chỉ là kiếm hồn vương, còn có nó dưới háng băng phôi thú. Ha ha, a, các ngươi bốn người, nữ liền lưu lại đi, năm tháng quá rất lâu, ta cũng quá mức cô độc, cần người cùng ta trò chuyện. Kiếm hồn vương lộ ra lau một cái cười gằn, chấp thúc dục cưỡi băng phôi thú, cuồng như vậy hướng Diệp Thần phóng tới. Luân hồi chi chủ, trên mình ngươi có thiên đấu đại đồ kiếm hơi thở, ngươi còn không tư cách chấm mút cái này môn kiếm pháp. Đây là thiên đấu sát thần đại nhân vĩ đại sáng tạo, ngươi cho ta phun ra. Kiếm hồn vương tay phải nắm chặt cự kiếm, một kiếm như phá trời, cuốn lên sáng chói thần mang, chém thẳng hướng Diệp Thần. Diệp Thần con ngươi hơi co lại, kiếm hồn vương thanh thế quá mức kinh người, hắn cũng không dám trực tiếp cùng cứng rắn đụng, lập tức phi thân đi về sau tránh. Thiên sát tinh Diệp Thu, tân tinh nhã, san hô cùng vũ ba người, cũng là hơi có chút chật vật cấp tốc lui về phía sau. Chiến đấu mới vừa phát hỏa, bốn người thì hoàn toàn không dám đối kháng kiếm hồn vương mũi nhọn, có thể gặp kiếm hồn vương đáng sợ. Một bầy kiến hôi, các ngươi làm sao dám tới khiêu chiến ta? Kiếm hồn vương cười gằn, cự kiếm thần hy nổ tung, chảm phá vũ trụ tinh thần, rời núi lấp biển, tiếp tục bổ hướng Diệp Thần. Nó lấy băng phôi thú là thú cưỡi, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền tới sát Diệp Thần trước mặt. Kinh khủng cự kiếm, mang mạnh mẽ giết hại ý niệm, còn có địa mạch lực lượng, gào thét đánh xuống Diệp Thần đỉnh đầu. Diệp Thần cảm thấy kiếm hồn vương kiếm ý, cùng thiên đấu đại đồ kiếm khá có chỗ giống nhau, quả nhiên. Cho dù cường đại như kiếm hồn vương, lúc ban đầu cũng là từ thiên đấu đại đồ kiếm linh khí chế sanh ra. Diệp Thần rất muốn trực tiếp bùng nổ thiên đấu đại đồ kiếm, có lẽ có thể áp chế kiếm hồn vương. Nhưng, ở kiếm hồn vương uy thế bao phủ hạ, kiếm đạo của hắn, tựa hồ được loại nào đó hạn chế, không cách nào thuận lợi sử dụng thiên đấu đại đồ kiếm. Cái này kiếm hồn vương, quả nhiên là lợi hại. Luân hồi nguyên thể, mở. Diệp Thần trong lòng trầm xuống. Mắt xem kiếm hồn vương cự kiếm bổ xuống, hắn lập tức mở luân hồi nguyên thể. Rào. Màu đỏ thấm ngọn lửa mang khí, từ Diệp Thần thân thể tuôn ra, trực tiếp đem quần áo cũng đốt thành tro, lộ ra cả người to lớn hoàn mỹ bắp thịt, đường cong như pho tượng hoàn mỹ, phía trên có rất nhiều cổ xưa xích viêm đồ đằng. Đó là viêm thiên đế thân. Diệp Thần khi lấy được thiên đế sau lưng, đã sớm cùng mình luân hồi nguyên thể dung hợp, lần này mở luân hồi nguyên thể. Thiên đế người tiềm năng cũng là bộc phát ra. Vèo. Diệp Thần thể chất cường độ, lập tức tăng vọt,
tốc độ cũng là nhanh rất nhiều, hóa thành một đạo lưu hỏa thần quang, hướng bên cạnh bắn ra, tránh ra kiếm hồn vương một kiếm. Ồ! Kiếm hồn vương ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể có thiên đế thân. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, hắn biết, muốn đánh chết kiếm hồn vương mà nói, dựa hết vào thiên đế thân còn chưa đủ. Ta là trời làm thịt, chú tạo tinh thần. Diệp Thần quát to một tiếng, đem luân hồi nguyên thể và thiên đế người tiềm lực, bùng nổ đến mức tận cùng, màu đỏ thẫm nguyên khí thần mang, từng luồng luân hồi kim quang, từ trên người hắn vọt lên, bàn tay hắn nắm chặt, tay phải liền hóa thành hoàng kim long chảo bên trong năng lượng hội tụ, dần dần hóa ra một ngôi sao. Đây là chú tinh long thần lưu lại tuyệt đỉnh thuật pháp, thiên tể chú tinh thuật. Vì đối phó kiếm hồn vương, Diệp Thần vừa thấy mặt, liền bạo phát ra cửa này nghịch thiên thuật pháp. Thiên tể chú tinh thuật thi triển, Diệp Thần tựa như hóa thân thành thiên khung nắm giữ, long trảo, vảy rồng, quả nhãn, các loại sáng chói khí tượng nổi lên, trong tay tinh thần cấp tốc bành trướng, toát ra vô cùng chói mắt mặt trời gay gắt chói lọi. Liệt nhật mệnh tinh, đúc tinh chiếu thiên. Diệp Thần cầm trong tay mặt trời gay gắt tinh thần, đầu phóng nhi ra, cao treo ở trong hư không, nổ bắn ra ra khó mà hình dung nóng rực ánh sáng. Thiên tể chú tinh thuật, cửa này nghịch thiên thuật pháp. Chủ yếu có 3 loại biến hóa, theo thứ tự là đúc tinh chiếu thiên, đúc tinh diệt thần, đúc tinh hợp đạo. Môn thuật pháp này, có thể chú tạo tinh thần, cũng có thể tăng lên ngôi sao năng lượng. Giống như đạo tông chú binh thuật, có thể tăng lên binh khí phẩm chất vậy. Giờ phút này, Diệp Thần đem mình liệt nhật mệnh tinh, cùng thiên tể chú tinh thuật hòa làm một thể, làm bằng làm ra tinh thần, chính là mặt trời gay gắt, chói lọi chói mắt đến khó mà hình dung bước. Ở trên trời làm thịt mặt trời gay gắt chiếu rọi xuống, kiếm hồn vương nhất thời lộ ra vẻ thống khổ thần sắc, ánh mắt cũng thiếu chút nữa bị chiếu mù, đành phải che lại cặp mắt, không cách nào nhìn thẳng bầu trời mặt trời gay gắt. Xuy xuy xuy. Thậm chí, kiếm hồn vương và nó dưới háng băng phôi thú thân thể, cũng đang bốc khói, hoàn toàn không ngăn được Diệp Thần thiên làm thịt mặt trời gay gắt ánh sáng. Chú tinh long thần thuật pháp, ngươi làm sao sẽ... Kiếm hồn vương phát ra giống to, khó mà tin tưởng Diệp Thần lại nắm giữ thiên tể chú tinh thuật. Môn thuật pháp này đặc biệt thâm ảo, coi như là thiên đế đều khó lĩnh ngộ. Đây chính là chú tinh long thần lưu lại bí pháp sao? Thật là đáng sợ hơi thở. Thiên sát tinh Diệp Thu cảm nhận được ngày trước làm thịt mặt trời gay gắt khí tức đáng sợ, cả người cũng đang run rẩy. Nếu như vậy một vòng mặt trời gay gắt, trực tiếp treo ở đỉnh đầu hắn mà nói, hắn sợ rằng phải bị bốc hơi rớt. Cái này còn là Diệp Thần lần đầu tiên thi triển thiên tể chú tinh thuật, không quá thành thạo dưới trạng thái. Thiên sát kiếm đạo, phá. Mắt gặp kiếm hồn vương bị Diệp Thần thiên làm thịt mặt trời gay gắt áp chế, thiên sát tinh Diệp Thu nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, thi triển ra vô cùng là mạnh mẽ nhọn kiếm đạo, một kiếm ám sát hướng kiếm hồn vương thân thể. Rắn độc kính, đi. Một bên san hô cung vũ, cũng là nhanh chóng ra tay, đầu ngón tay hội tụ từng luồng hơi nước. Hóa thành một mặt mặt tấm gương, trôi lơ lửng ở kiếm hồn vương chung quanh. Vậy một mặt mặt tấm gương bên trong, lại là có vô số điều rắn độc bóng dáng, nhìn như lại là dữ tợn, lại là khủng bố. Đáng sợ hơn phải, vậy thiên điều vạn con rắn độc, bỗng nhiên từ trong gương bỏ ra, điên cuồng hướng kiếm hồn vương quấn quanh chiếm đoạt đi. Đây là san hô cung vũ thủ đoạn, dung hợp cổ tinh môn kính thiên đế và rắn thiên đế thần thông, nàng thân là cổ tinh môn thánh nữ. Thu sở trường nhiều người, trong môn phái mấy vị thiên đế thuật pháp, nàng cũng chuyên tâm tu luyện qua. Xa nhau kiếm. Tân tinh nhã cũng là khua kiếm giết ra, sử kiếm pháp, xuất xứ từ vô vô thời y không một số tổ chức sát thủ, thâm minh lĩnh vực. Gia tộc của nàng là thâm minh lĩnh vực kim chủ, cho nên nàng nắm giữ rất nhiều kỳ lạ sát lục chi đạo. Nếu như là vậy võ giả, mặt đối với nàng xa nhau kiếm, lập tức phải thân thủ chia lìa. Kiếm hồn vương ở Diệp Thần, Diệp Thu, san hô cung vũ, tân tinh nhã dưới sự công kích, nhất thời thống khổ hét thảm lên, tiếng kêu bên trong lại mang ngập trời tức giận. Một bầy kiến hôi, các ngươi cũng dám tổn thương ta. Dưới cơn thịnh nộ, kiếm hồn vương cả người nổ lên cuồn cuộn hung mang, linh hồn đang cháy, bộc phát ra cực kỳ kinh khủng màu đen đợt khí. Màu đen đợt khí gào thét, lại đem Diệp Thần thiên làm thịt mặt trời gay gắt cũng chìm ngập. Thiên sát tinh Diệp Thu và tân tinh nhã kiếm chém, rơi vào bùng nổ kiếm hồn vương trên mình, vậy không có thể tái tạo thành tổn thương gì.
San hô cung vũ ngưng kết trái từng cục thủy kính, chính là toàn bộ bị chấn bể, nơi có rắn độc hóa thành hôi vụ. Không tốt, cái này kiếm hồn vương muốn nổ tung. Thiên sát tinh Diệp Thu ánh mắt đông lại một cái, không dám khinh thường, vung tay lên, bỗng nhiên bắn ra từng đạo phù chiếu, những cái kia phù chiếu trên không trung nổ lên, lại là hóa thành tất cả hình thái khác nhau sứa, có quỷ hoa sứa, thần biển sứa, tử điện sứa, bay vân thủy mẫu, hoàng kim sứa, hắc ám sứa vân. Vân, lập tức bao vây đến kiếm hồn vương quanh thân. Rất nhiều sứa bao vây, tản mát ra khí tức quỷ dị, để cho được trạng thái bùng nổ xuống kiếm hồn vương, động tác vậy xuất hiện cứng ngắc. Đây là cái đồ gì, thủy mẫu đế cơ tạo vật. Ngươi là nàng người nào? Kiếm hồn vương cánh tay bị mấy con sứa cuốn lấy, hoạt động đổi được chật vật, nó vô cùng giật mình nhìn thiên sát tinh Diệp Thu. Vốn là nó còn lấy là, tại chỗ bốn người bên trong, chỉ có Diệp thần đáng nó coi trọng, nhưng bây giờ nhìn lại, cái này thiên sát tinh Diệp Thu, cũng không phiếm hạng người. Mỹ thần, mời chúc phúc ta. Một đạo thanh nhã cầu nguyện tiếng vang lên. Chỉ gặp tân tinh nhã hai tay khép lại, ở thành kính ngâm sướng. Kiếm hồn vương kinh ngạc hơn, liền thấy tân tinh nhã cả người ánh sáng tách thả ra, sau lưng nổi lên một tôn đặc biệt xinh đẹp thần linh, vậy tôn thần linh hình dáng, cùng nàng giống nhau như đúc, nhưng khí chất càng hoàn mỹ. Ừ, mỹ thần, trời ạ. Kiếm hồn vương bối rối, cổ xưa trí nhớ bị thức tỉnh, nó đầu óc bên trong hiện ra mỹ thần khái niệm. Các ngươi đều là chút quái vật gì? Kiếm hồn vương ngược lại hít một hơi khí lạnh. Liền gặp tân tinh nhã cho gọi ra mỹ thần, rồi sau đó vung ra một trường, ở mỹ thần chúc phù hộ hạ, nàng một trường này uy lực to lớn, như thiên thần trừ tà, chấn áp vạn phương, phịch đích một tiếng, liền đem kiếm hồn vương đánh rơi xuống đất. Vạn mãng quỷ kính. San hô cung vũ thấy vậy, lập tức lại thi triển ra đặc thù huyễn kính bí pháp, từng cục tấm gương xuất hiện lần nữa, cũng từ trong đó leo ra ngoài từng cái to lớn con chăn, điên cuồng hướng kiếm hồn vương quấn quanh đi. Vì diệt giết kiếm hồn vương, vô luận là thiên sát tinh Diệp Thu, vẫn là tân tinh nhã và san hô cung vũ, đều dùng đè đáy dương thủ đoạn. Đáng chết! Nhân hoàng nghĩa sâu xa, thương thiên thư, cho ta trấn áp. Kiếm hồn vương bị vây công, trạng thái rất không ổn. Nó một tiếng hét điên cuồng, ở vậy thân thể khổng lồ trên, hiển hóa ra một đạo đạo tự phù. Những chữ kia phù, mang thần thánh, quy luật, trật tự, giáo hóa, phồn vinh nghĩa sâu xa, như vậy muốn bình định thiên hạ, trấn áp dã man, thấm ra một cổ hưng thịnh khoáng đạt đại khí phách. Đó là nhân hoàng khí phách, là cửu thương cổ hoàng thương thiên thư chỗ tinh túy. Kiếm hồn vương có mười mấy trang thương thiên thư, giờ phút này toàn bộ bộc phát ra, hóa thành ngàn vạn đạo chữ viết, đại lỗ ngang dọc, nhật nguyệt trong ngoài, thánh vương giáo hóa nghĩa sâu xa, cũng ở trong đó. Một khắc trước kiếm hồn vương, vẫn là hung tàn hung ác hình dáng, nhưng giờ khắc này, nó hiển hóa ra thương thiên thư phủ văn sau đó, giống như hóa thân người lớn hoàng, muốn bình định hết thảy, trấn áp hết thảy, nắm giữ hết thảy. Nó dưới háng băng phôi thú. Tan vỡ hơi thở lại có thể bị áp chế xuống, từ vặn vẹo bóng tối hình dáng, lột xác thành một đầu kim quang lập lòe, bề ngoài như kỳ lân vậy linh thú. Mà kiếm hồn vương trên mình áo giáp hóa thành đế bào, đúng như hóa thân người lớn hoàng cưỡi linh thú, lập tức thoát khỏi tân tinh nhã mỹ thần áp chế, lại đem trên mình sứa, chăn lớn vân. Vân quỷ dị đồ, toàn bộ chấn động được hội diệt. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Thiên sát tinh Diệp Thu, tân tinh nhã. San hô cung vũ ba người tại chỗ hộc máu, hoàn toàn không ngăn được kiếm hồn vương uy áp. Vận dụng thương thiên thư lực lượng kiếm hồn vương, nhất định chính là nhân hoàng hóa thân, uy thế quá kinh khủng, liền Diệp thần đều cảm thấy nghẹt thở. Luân hồi chi chủ, có thể ép ta vận dụng thương thiên thư, các người vậy coi là chết được kỳ sở. Kiếm hồn vương diễn cảm dữ tợn, cả người ngàn vạn đạo trời phù văn, không ngừng lóe ra sáng chói ánh sáng rực rỡ nó sách lột xác băng phôi thú. Nâng kiếm thẳng hướng Diệp thần phóng tới. Thiên tể chú tinh thuật, đúc tinh hợp đạo. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, lập tức lần nữa thi triển thiên tể chú tinh thuật, lần này là vận dụng đúc tinh hợp đạo biến hóa. Chỉ gặp ở Diệp thần sau lưng hiện ra một ngôi sao, cùng hắn tự mình hòa làm một thể, bộc phát ra từng cơn cường đại bảo vệ lực. Cái này đúc tinh hợp đạo biến hóa, liền là thủ hộ tự thân. Ở thiên tể chú tinh thuật dưới bảo vệ, Diệp thần giơ kiếm đón đỡ. Đang đích một tiếng, ngăn trở kiếm hồn vương chém thẳng vào mà đến một kiếm, chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dại, cả người khí huyết sôi trào,
cực kỳ khó chịu. Mượn thương thiên thư lực lượng kiếm hồn vương, đích thực quá đáng sợ, Diệp Thần cho dù là thi triển thiên tể chú tinh thuật, cũng khó mà đối kháng. Đến đây chấm dứt, luân hồi chi chủ. Kiếm hồn vương con mắt hung tàn, tiếp tục khua kiếm hướng Diệp Thần chém tới. Diệp Thần khẽ cắn răng, biết tình thế hung hiểm, kêu lên, huyết long, ngăn trở nó. Khẩn cấp giây phút, Diệp Thần triệu hoán ra huyết long. Huyết long ô ô phát ra một tiếng rồng ngâm, từ Diệp Thần trong cơ thể bay ra, móng vuốt mang mạnh mẽ oai rồng, chống đỡ trước kiếm hồn vương mãnh công. Nó dung hợp rất nhiều đuôi thú lực lượng, nhưng còn không hoàn toàn tiêu hóa, hơn nữa ở băng phôi tử vực, lại có đạo tông hạn chế, nó thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy. Hôm nay đối mặt kiếm hồn vương, huyết long vậy là đặc biệt cố hết sức, nhưng vì bảo vệ Diệp Thần, nó cũng là không sợ chết. Giúp ta tranh thủ chút thời gian. Diệp Thần hít sâu một hơi, lui về phía sau mấy bước, hai tay cầm kiếm, bắt đầu nổi lên thiên đấu đại đồ kiếm. Ở kiếm hồn vương hơi thở bao phủ hạ, hắn kiếm đạo được hạn chế, cái này thiên đấu đại đồ kiếm muốn thi triển, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Cho nên, Diệp Thần cần chút thời gian, tới đột phá hạn chế. Ngươi muốn làm gì, thiên đấu sát thần kiếm thuật của đại nhân, ngươi cũng xứng thi triển. Kiếm hồn vương cảm nhận được Diệp Thần nổi lên hơi thở, thần sắc đại biến, biết Diệp Thần muốn vận dụng thiên đấu đại đồ kiếm kinh thiên sát chiêu. Bản thân nó chính là từ thiên đấu đại đồ kiếm bên trong đản sanh ra, nếu như Diệp Thần thành công thi triển một kiếm kia, nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho ta ngừng. Kiếm hồn vương giống to, sách cưỡi băng phôi thú, nâng kiếm hướng Diệp Thần cuồng xông lên đi. Huyết long một tiếng gầm thét, gắt gao ngăn ở kiếm hồn vương trước mặt, dùng mình thân thể bảo vệ Diệp Thần. Thiên sát tinh Diệp Thu sợ huyết long không ngăn được, cũng không đoái hoài được từ mình thương thế, liều mạng khí lực cuối cùng, tới đây tăng viện. Tân tinh nhã cũng không lo giá phải trả, vội vàng tới đây tiếp viện. Hai người một rồng, gắt gao ngăn cản kiếm hồn vương, chỉ có san hô cung vũ trần chờ, ở yên lặng hô hấp điều tức, điều chỉnh mới vừa chiến đấu tạo thành nội thương. Kiếm hồn vương ở huyết long, Diệp Thu, tân tinh nhã ba người ngăn trở hạ, trong chốc lát cũng khó mà đụng phải Diệp Thần. Diệp Thần kiếm ý không ngừng nổi lên, thiên đấu đại đồ kiếm đáng sợ kiếm ý, dần dần hóa thành từng luồng hôi vụ, ở hắn quanh thân còn quấn, hơi thở bộc phát nồng nặc, làm người sợ hãi. Nếu như một kiếm này, có thể nổi lên thành công, Diệp Thần có thể khẳng định, uy lực tuyệt đối là long trời lở đất, có thể mình cũng sẽ bị phản tổn thương. Cẩn thận để gặp, Diệp Thần lại gọi ra liền luân hồi thiên quốc, tầng tầng kim quang bảo vệ tự thân. Luân hồi thiên quốc bên trong. Vô số tín đồ đang ngâm sướng, là Diệp Thần cầu nguyện chúc phúc. Các loại tín ngưỡng lực hội tụ, Diệp Thần hơi thở bạo tăng, thiên đấu đại đồ kiếm kiếm ý, cũng là tiến một bước nổi lên, hình thành mãnh liệt kiếm khí gió bão, hô hô vang dội, cuốn sạch toàn trường. Kiếm hồn vương thật sâu cảm nhận được liền uy hiếp, chợt quát lên, kiếm hồn nghe lệnh, nhanh tới trợ trận. Nó tiếng nói rơi xuống, hang cửa đá mở, ở bên kia núi bốn đầu kiếm hồn đem. Lập tức phát ra điên cuồng gầm to, thân thể nhanh như quỷ mị vậy, hướng hang phóng tới. Ai nha, chớ chạy à. Tiểu cấm yêu kêu lên kêu to lên, muốn đuổi theo, nhưng dây dưa lực quá lớn, mệt mỏi không chịu nổi, đi hai bước liền té ngã. Hắn vốn là phụng Diệp Thần mệnh lệnh, chỉ hoãn ở vậy bốn đầu kiếm hồn đem. Nhưng hiện tại, kiếm hồn vương phát ra triệu hoán, hắn đã không cách nào chỉ hoãn được nữa, thậm chí mình vậy đã tiêu hao hết lực lượng. Bốn đầu kiếm hồn đem, điên cuồng xông vào hang bên trong, thấy Diệp Thần đang nổi lên thiên đấu đại đồ kiếm, chúng liền như điên ma vậy, hướng Diệp Thần đạp chết đi. Lúc này bất kể là kiếm hồn vương, vẫn là thiên sát tinh Diệp Thu, tân tinh nhã, san hô cung vũ các người, cũng ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, tiêu hao to lớn. Kiếm hồn vương lộ ra lau một cái cười gằn, nó biết thiên sát tinh Diệp Thu các người, đã không có sức lại ngăn cản kiếm hồn đem. Bốn đầu kiếm hồn đem, điên cuồng nhào tới Diệp Thần trên mình, thì phải đem hắn xé nát. Thương thiên vũ quan, lên. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần bỗng nhiên một tiếng quát to, trên đỉnh đầu toát ra thanh minh cuồn cuộn thần quang, đỉnh đầu vũ quan xuất hiện. Chính là cửu thương cổ hoàng thánh di vật, thương thiên vũ quan. Cửu thương cổ hoàng, là giữa trời đất vị thứ nhất nhân hoàng, hắn lưu lại di vật, mang theo thần thánh uy lực, ẩn chứa trong đó trật tự, quy tắc, quân vương nghĩa sâu xa. Diệp Thần một gọi ra thương thiên vũ quan,
Quân vương Trật Tự vương đạo hơi thở, bộc phát ra đi, lập tức liền đem vậy bốn đầu kiếm hồn đem, toàn bộ đẩy lui. Ở đẩy lui kiếm hồn đem nháy mắt, Diệp Thần kiếm ý, cũng là hoàn toàn nổi lên hoàn thành. Từng luồng hôi vụ, ở trong tay hắn kiếm hội tụ, hóa thành một tầng động trời kiếm mang. Tầng kia kiếm mang bên trong, mang theo cuồn cuộn giết hại ý niệm, dường như muốn đổ sát thiên diệt, thân kiếm có thể ánh chiếu ra người bóng dáng. Quỷ dị chính là, giờ phút này Diệp Thần thân kiếm, ánh chiếu đi ra ngoài gương mặt, cũng không phải hắn hình dáng, mà là một cái đặc biệt lạnh lùng đặc biệt vô tình, thần sắc đặc biệt thâm trầm trong mắt tràn đầy sát khí nam tử. Đó là truyền thuyết bên trong, thiên đấu sát thần gương mặt. Giờ khắc này, Diệp Thần thiên đấu đại đồ kiếm, kiếm ý nồng nặc, thậm chí ánh chiếu ra thiên đấu sát thần gương mặt. Thiên đấu đại đồ kiếm, phá cho ta. Diệp Thần một tiếng hét điên cuồng, kiếm trong tay chém điên cuồng ra, một đạo đồ sát thiên diệt đất giết hại kiếm khí, như màu xám cho ngân hà đợt sóng, cuồn cuộn bạo giết ra, trong nháy mắt liền nghiền diệt vô số tầng hư không, đại lộ quy luật phai mờ, chém chết hướng kiếm hồn vương. Không! Kiếm hồn vương phát ra một tiếng vặn vẹo sợ hãi kêu, ở thiên đấu đại đồ kiếm kiếm khí hạ, nó hoàn toàn không cách nào né tránh, trong nháy mắt liền bị kiếm khí đánh trúng thân thể vết nứt, rồi sau đó nguyên cổ thân thể, đều ở đây cuồn cuộn kiếm khí đợt sóng bên trong, hoàn toàn hỏng mất, hóa thành nguyên thủy nhất kiếm hồn tinh khí. Thật ra thì lấy Diệp Thần thực lực, còn chưa đủ để trực tiếp xóa bỏ kiếm hồn vương. Nhưng hắn thiên đấu đại hiện đồ kiếm, nhưng vừa vặn khắc chế kiếm hồn vương. Cho nên, một kiếm này chém ra, đó chính là dễ như bớn, thần ngăn cản sát thần Phật ngăn cản giết Phật, lập tức liền đem kiếm hồn vương tiêu diệt. Thậm chí kiếm khí dư âm, cũng đem khắc bốn đầu kiếm hồn đem, hoàn toàn cắn nát. Hô! Ở đánh chết kiếm hồn vương sau đó, Diệp Thần dài dài thư ra một hơi, chán chản đầy đầy mồ hôi, cả người linh khí ngay tức thì bị rút sạch. Một kiếm này, đã tiêu hao hết hắn tất cả lực lượng. Kiếm hồn vương sau khi chết, từ trên người nó, có thiên thiên vạn vạn đạo kim sắc ký tự chóc ra. Vậy từng đạo màu vàng ký tự, cuối cùng quy về khư hóa thành mười mấy phiến trang sách, lảo đảo lắc lư từ trong hư không rớt xuống. Đó chính là Thương Thiên Thư Tàn Trang, mỗi một trang cũng không có so chân quý, ghi chép năm đó cửu thương cổ hoàng giáo hóa thiên hạ chí nguyện to lớn, hàm chứa đại lộ trật tự, cao nhất quy luật phép tắc bí ẩn. Bất quá, tưởng tượng kiếm hồn vương như vậy, phát huy ra Thương Thiên Thư đại lộ uy lực, cần vô cùng là cao thâm tu vi. Xem Diệp Thần, Tân Tinh Nhã, San Hô cùng Vũ các người, tu vi còn chưa đủ. So sánh với Thương Thiên Thư, có thể cửu thương cổ hoàng lưu lại thánh di vật, đối bọn họ thực chiến giá trị lớn hơn. Dĩ nhiên, cái này Thương Thiên Thư Tàn Trang, là lấy được tích phân nhất đường tắt trọng yếu, cũng là Diệp Thần trước mặt nhất cần thiết. Ở thấy vậy mười mấy trang Thương Thiên Thư, toàn bộ rớt xuống sau đó, Diệp Thần, Tân Tinh Nhã, San Hô cùng Vũ ba người ánh mắt, đều là sáng lên. Mà Thiên Sát Tinh Diệp Thu, nhưng hoàn toàn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm kiếm hồn tinh khí. Ở kiếm hồn vương và kiếm hồn sắp chết sau đó, đại lượng kiếm hồn tinh khí lưu tán ra, Thiên Sát Tinh Diệp Thu vội vàng đem những thứ này kiếm hồn tinh khí, toàn bộ hấp thu. Đây là trước đó ước định xong. Hắn lấy được kiếm hồn tinh khí, Thương Thiên Thư Tàn Trang liền toàn bộ quy về Diệp Thần. Tại hấp thu đại lượng kiếm hồn tinh khí sau đó, Thiên Sát Tinh Diệp Thu nhắm mắt lại, diễn cảm tạm thời thống khổ, tạm thời thư thái, hết sức phức tạp. Thật giống như những thứ này kiếm hồn tinh khí sau lưng, mang có cái gì cổ xưa thần bí nhân quả vậy. Lá Thu công tử, thế nào? Diệp Thần thở một hơi, khá có chút hiếu kỳ hỏi, hắn trong phảng phất cảm nhận được, Thiên Sát Tinh Diệp Thu và Thiên Đấu Sát Thần tới giữa, tất nhiên tồn tại thứ quan hệ nào đó. Thiên Sát Tinh Diệp Thu mở mắt ra, diễn cảm thống khổ, lắc đầu một cái, không nói gì. Diệp Thần nhún vai một cái, không có hỏi tới nữa, ánh mắt nhìn về phía tán rơi xuống đất Thương Thiên Thư, nói, vậy theo ước định, Thương Thiên Thư quy về ta. Thiên Sát Tinh Diệp Thu gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, nhưng vẫn là không có nói chuyện. Diệp Thần không hỏi tới nữa, liền dự định trước thu lấy Thương Thiên Thư tàn trang. Vèo! Nhưng lúc này, một đạo thân ảnh từ cạnh bắn ra, lấy tốc độ cực nhanh, cướp ở Diệp Thần trước mặt, lập tức liền đem tất cả Thương Thiên Thư tàn trang, toàn bộ cướp lấy, rồi sau đó đi hang bên ngoài phương hướng bỏ chạy. Người xuất thủ, lại là San Hô Cung Vũ. Ánh mắt nàng lãnh khốc, cướp được Thương Thiên Thư sau đó, lập tức chạy, đặc biệt quả quyết.
Hôm nay đại chiến kết thúc, nàng linh khí gìn giữ tối đa, trạng thái tốt nhất, lần này đột nhiên ra tay cướp đoạt, liền Diệp Thần cũng không phản ứng kịp. Ở ta mí mắt phía dưới, ngươi cũng dám cướp bóc, không khỏi quá ý nghĩ hảo huyền. Diệp Thần lắc đầu cười một tiếng, hắn linh khí tuy hao tổn nghiêm trọng, trạng thái có chút yếu ớt, kêu hắn tái chiến kiếm hồn vương, vậy khẳng định là không được, nhưng phải đối phó san hô cung vũ, nhưng là dư sức có thừa. Kinh cức vương tọa, cho ta lưu lại đi. Diệp Thần thúc giục một chút kinh cức vương tọa lực lượng, không hề nhiều, cũng chỉ là rất nông cạn một chút, chỉ hóa ra một cái to bằng ngón tay dây leo, nhưng lại vừa đúng lúc, dây bụi gai củ cải như rắn độc vậy thoát ra, lập tức liền quấn lấy san hô cung vũ mắt cá chân. San hô cung vũ một tiếng thét kinh hãi, thân thể mềm mại lảo đảo một cái, lập tức mới ngã xuống đất, cây có gai đổ gai mang kịch độc, đâm vào nàng trong da đi, nàng mặt đều tối. Diệp Thần mỉm cười chậm rãi đi tới, khom người nhìn té xuống đất san hô cung vũ, như nhìn một đầu đợi làm thịt dê con. Cướp đồ ta, ngươi làm sao dám? Diệp Thần bóp nặn san hô cung vũ cằm, có chút buồn cười. Hắn là thật không nghĩ tới san hô cung vũ lại dám cướp bóc hắn. San hô cung vũ thân thể phát run, nàng là lấy là Diệp Thần rơi vào yếu ớt, bản thân có cướp đoạt thương thiên thư cơ hội. Nhưng nào nghĩ tới, trạng thái suy yếu xuống Diệp Thần, cũng không phải nàng có thể chống lại. Giờ phút này nhìn Diệp Thần ánh mắt, san hô cung vũ sợ hãi được lợi hại. Nàng đạo tâm, đã hoàn toàn bị Diệp Thần áp chế, tất cả ý chí chiến đấu, dũng khí, chiến ý, toàn bộ thất thủ, chỉ còn lại nguyên thủy sợ hãi, còn có tuyệt vọng. Luân hồi chi chủ, ta sai rồi, đừng giết ta. San hô cung vũ môi cũng đang run run rẩy, mở miệng cầu xin tha thứ, nàng nhớ tới chết ở Diệp Thần thủ hạ đới húc, hoàng hôn cự nhân, vân thương chủng các người, trong lòng lại là tuyệt vọng sợ hãi. Vậy mà nói, ta không giết người phụ nữ. Diệp Thần cười nói, có thể thuận lợi đánh chết kiếm hồn vương, hắn hiện tại tâm tình không tệ. Ừ, phải không? San hô cung vũ vẻ mặt nhăn nhó, thân thể run run dữ dội hơn. Có hứng thú làm ta tín đồ sao? Diệp Thần cười hỏi. Thập, cái gì? San hô cung vũ trong chốc lát chưa phục hồi tinh thần lại. Không muốn chết, liền nhập ta luân hồi thiên quốc đi. Diệp Thần cười một tiếng, bàn tay nhỏ cầm, hiển hóa ra một cái thiên quốc thế giới, chậm rãi dâng lên, đó chính là hắn luân hồi thiên quốc. Lấy Diệp Thần hôm nay tu vi, hắn luân hồi thiên quốc, sớm đã là thực chất tồn tại, là thật thực tồn tại vĩ đại đất nước, phía trên cuộc sống rất nhiều tín đồ, đều là hắn con dân. San hô cung vũ nhìn luân hồi thiên quốc, gương mặt nhất thời trắng bệch. Luân hồi thiên quốc khoáng đạt hơi thở, để cho nàng vô cùng sợ hãi. Nàng biết, mình nếu như bước vào luân hồi thiên quốc, ý chí liền sẽ phải chịu áp chế, trở thành luân hồi tín đồ, bị đánh xuống dấu vết, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội Diệp Thần, ngang hàng là biến thành nô lệ. Diệp Thần có thể thả qua nàng, nhưng điều kiện tiên quyết là, nàng phải thần phục, trở thành luân hồi tín đồ. Làm sao, người không muốn sao? Diệp Thần nhìn san hô cung vũ giãy giụa hình dáng, tâm tình càng khoái trá. Không, ta nguyện ý. San hô cung vũ khẽ cắn răng, cuối cùng vẫn là tình nguyện quy thuận luân hồi, cũng không muốn chết. Rất tốt. Diệp Thần cười. San hô cung vũ rất thức thời, vùng vẫy đi vào luân hồi thiên quốc bên trong. Khi tiến vào luân hồi thiên quốc sau đó, từng luồng kim quang bao phủ đến trên người nàng, nàng giống như đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong. Rồi sau đó, san hô cung vũ mở mắt ra, ánh mắt đã đổi được ôn hòa, nhìn về Diệp Thần thời điểm, mang sâu đậm tôn kính cùng thành kính. Ca ngợi luân hồi, thiên chủ, ta sau này sẽ là người tín đồ. San hô cung vũ ở luân hồi thiên quốc bên trong, hướng Diệp Thần quỳ xuống, cung kính tán tụng. Rất tốt, rất tốt. Diệp Thần không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên, hắn biết san hô cung vũ là cổ tinh môn thánh nữ, đối cổ tinh môn giá trị to lớn thả giết nàng, ngược lại không như đem nàng thu là nô bộc, càng có thể đả kích cổ tinh môn kiêu căng, đây là giết tim cử chỉ. Thiên sát tinh Diệp Thu và tân tinh Nhã, thấy Diệp Thần hàng phục san hô cung vũ, đều là kinh ngạc không thôi. Phải biết, xem san hô cung vũ loại người này, giết nàng dễ dàng, nhưng muốn để cho nàng khuất phục, cam nguyện làm nô, nhưng là muôn vàn khó khăn. Diệp Thần có thể làm được một điểm này, đủ thấy luân hồi phép tắc mạnh mẽ. Sự việc giải quyết Diệp Thần lần nữa thu lấy thương thiên thư tất cả tàn trang,
Tân Tinh Nhã cũng không có cùng hắn tranh đoạt, hai người rất ăn ý. Diệp Thần trong lòng dĩ nhiên là cảm kích, hiện tại lập tức đạt được mười mấy trang Thương Thiên Thư, hắn đi ra hang, liền thấy bầu trời điểm tích lũy bảng, tích phân của mình nhanh mạnh tăng vọt, đã xếp hàng hơn 30 tên. Hơn 30 tên, nếu là lại có thể bắt được Thương Thiên Thư Tổng Cương, ta cũng có thể lên cấp 16 mạnh. Diệp Thần thấy được lên cấp hy vọng, tâm tình cũng có điểm kích động. Mà hắn đánh chết Kiếm Hồn Vương, đạt được đại lượng Thương Thiên Thư Tàn Trang, lại thu phục cổ tinh môn thánh nữ San Hô Cung Vũ, rất nhanh liền kích động thiên cơ, toàn bộ Băng Phôi Tử Vực người, tất cả đều biết. Trong thoáng chốc, Băng Phôi Tử Vực chấn động, rất nhiều người dự thi khiếp sợ. Khi thấy Diệp Thần tên chữ, xuất hiện ở điểm tích lũy bảng hơn 30 tên gần trước vị trí, thiên nữ và Chu Võ Hoàng vậy kinh động, thật sâu cảm thấy uy hiếp. Nếu như Diệp Thần lên cấp trận chung kết, đơn đả độc đấu dưới tình huống, bọn họ tuyệt đối không phải Diệp Thần địch thủ. Ở Băng Phôi Tử Vực bên trong, thậm chí có rất nhiều băng phôi thú, kiếm hồn binh tướng, đang cảm giác đến Diệp Thần hơi thở sau đó, cũng là sợ hãi đứng lên. Diệp Thần chấp trưởng thiên đấu đại đồ kiếm, liền Kiếm Hồn Vương cũng có thể đánh chết, toàn bộ Băng Phôi Tử Vực, đã không có gì băng phôi thú và kiếm hồn dám chống lại hắn. Người xem quảng trường bên kia, chư thiên các phái trận doanh, cũng là vô cùng chấn động. Đạo Tông trận doanh, Thiên Pháp Lộ Nguyệt ngồi ở một tấm bạch ngọc điêu trác trên ghế, khi nhìn đến Diệp Thần đánh chết Kiếm Hồn Vương sau đó, nàng cũng là lấy làm kinh hãi, khóe miệng lại lộ ra lau một cái tán thưởng độ cong, lẩm bẩm nói. Diệp Thần, người quả nhiên là cường hãn. Ta cũng cầm người điểm tích lũy trống rỗng, người lại có thể nhanh như vậy lại lần nữa quật khởi. Xem ra, lần này đại lộ tranh phong hạng nhất, chính là ngươi. Dừng một chút, Thiên Pháp Lộ Nguyệt liếc liếc về đứng ở bên cạnh Hoa Tổ, cười nói. Hoa Tổ, người cảm thấy thế nào? Hoa Tổ sắc mặt vô cùng khó khăn xem, hắn cùng Diệp Thần là tử thù, hắn lại là lần này chủ trọng tài, hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy Diệp Thần đoạt cúp. Thẩm phán chi chủ đại nhân, trừ Diệp Thần ra, thiên nữ và Chu Võ Hoàng, đều là hiếm có thiên tài, không tới tranh tài kết thúc, ai chết vào tay ai, còn rất khó nói. Hoa Tổ nói. Thiên Pháp Lộ Nguyệt khẽ mỉm cười, nói thật ra thì nếu như Diệp Thần như thế thuận lợi liền đoạt cúp, vậy cũng không thú vị rất, ngươi là chủ trọng tài, ở quy tắc cho phép trong phạm vi, ngươi tốt nhất có thể làm điểm nhiều kiểu mới, để cho trận chung kết xinh đẹp một ít. Ha ha, trời ạ, thường bận rộn công vụ, chỉ có lần này đại lộ tranh phong, mới có thời gian đi ra hóng mát một chút, ngươi có thể đừng để cho ta quá nhàm chán. Hoa Tổ nghe Thiên Pháp Lộ Nguyệt mà nói, kinh nghi bất định, trong lòng linh quang thoáng qua, đã nghĩ đến một cái tuyệt diệu phương pháp, có thể ngăn cản Diệp Thần đoạt cúp, thậm chí có thể gửi Diệp Thần vào chỗ chết. Hắn lộ ra một nụ cười không có mới vừa rồi như vậy hốt hoảng, nói, thẩm phán chi chủ mời yên tâm, lần thi đấu này trận chung kết, nhất định sẽ đặc biệt xuất sắc. Cùng lúc đó, cổ tinh môn trận doanh. Khi nhìn đến Diệp Thần đánh chết Kiếm Hồn Vương, lại đem San Hô Cung Vũ Thu là tín đồ sau đó, Cốt Thiên Đế, Ban Thiên Đế, Rắn Thiên Đế ba vị trí tôn cường giả, đều là thần sắc đại biến, mặt đầy tức giận, vừa xấu hổ. Bọn họ cũng không biết Hoa Tổ tính toán Diệp Thần tâm tư, chỉ thấy Diệp Thần mũi nhọn lộ ra, nghiền ép bốn phương, coi như điểm tích lũy bị thanh linh cũng nhanh chóng quật khởi. Đáng chết tiểu tử lại có thể cầm ta cổ tinh môn thánh nữ, thu làm nô lệ. Cốt Thiên Đế thốt nhiên giận dữ, San Hô Cung Vũ là hắn một tay chế tạo ra thánh nữ. Ở San Hô Cung Vũ trên mình, hắn dốc vào vô số tâm huyết, nhưng hiện tại, tất cả tâm huyết cũng hủy trong chốc lát. San Hô Cung Vũ nhưng đã thành luân hồi tín đồ, sau này hoàn toàn quy thuận Diệp Thần, cổ tinh môn rất nhiều bí mật, cũng có thể tiết lộ ra ngoài. Cốt Thiên Đế đơn giản là muốn tức hộc máu, Ban Thiên Đế và Rắn Thiên Đế, cũng là hận được răng ngứa ngáy, hận không được đem Diệp Thần bằng thây vạn đoạn. Ta muốn làm thịt thằng nhóc này, cầm hắn huyết nhục này rắn. Rắn Thiên Đế cắn răng nghiến lợi, bỏ mặc cái gì thiên đao thể hẹn, cùng thi đấu sau khi kết thúc, chúng ta lập tức ra tay, cầm vậy tiểu tử giết đi. Một bên Ban Thiên Đế, cũng là vô cùng tức giận, nhưng so với Rắn Thiên Đế muốn bình tĩnh rất nhiều, Trần Thắng nói, đừng xung động, Nhâm Phi Phàm và Phật Tổ đều ở chỗ này. Nghe vậy, Rắn Thiên Đế thân thể run lên, ánh mắt nhìn về cách đó không xa luân hồi trận doanh. Chỉ gặp Nhâm Phi Phàm và Phật Tổ đều ở đây. Còn có Kỳ Thư Thanh, Ngụy Dĩnh, Lá Tà Thần, Thần Đồ Uyển Nhi, Diệp Lạc Nhi các người,
đều dùng một loại hí cười ánh mắt, đang nhìn bọn họ. Diệp Thần mũi nhọn lớn thả, luân hồi trận doanh mọi người tự nhiên mừng rỡ, cổ tinh môn trên dưới nhưng thành thằng hề, liền thánh nữ cũng lâm vào là Diệp Thần tín đồ, có thể nói là mặt mũi quét sân. Mà tại Thiên Khư Thần Điện trận doanh bên này, Vũ Hoàng Cổ Đế, Chu Mục Thần, Hùng Bá Thiên các người, trên mặt vậy bảo bọc một tầng thật dày che lấp. Diệp Thần liền Kiếm Hồn Vương đều có thể đánh chết, một khi để cho hắn tiến vào trận chung kết, vậy hạng nhất khẳng định chính là hắn. Người ngoài muốn tranh đoạt, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Băng Phôi Tử Vực, Diệp Thần, Tân Tinh Nhã, San Hô Cung Vũ, Thiên Sát Tinh Diệp Thu các người, ở đánh chết Kiếm Hồn Vương sau đó, quét dọn chiến trường, chữa thương hồi khí, điều chỉnh nội tức, bất chi bất giác đã qua đi một ngày, màn đêm lặng lẽ hạ xuống. Bốn người ở Kiếm Hồn Vương hang trước trên đất trống, giấy lên một đống lửa, yên lặng ăn lương khô uống nước. Cầu bên cạnh đống lửa, trói một đầu băng phôi thú, đó chính là Kiếm Hồn Vương thú cưỡi. Đánh chết Kiếm Hồn Vương sau đó, Diệp Thần thử nghiệm thu phục đầu này băng phôi thú, nhưng không có thành công. Băng phôi thú bướng bỉnh bất tuần, cả người tràn đầy cuồng dã năng lượng, Diệp Thần dùng từng cái không gian xiềng xích trói nó, giao cho Huyết Long chiếm đoạt. Huyết Long đang quấn quanh ở băng phôi thú trên mình, mấy lần suy nghĩ một chút miệng, nhưng còn do dự. Băng phôi thú phát ra trầm thấp gầm to, cho dù bị trói cột tù binh, nó vậy không có chút nào khuất phục thần sắc. Chủ nhân, đầu này băng phôi thú, năng lượng tinh khí quá mức quỷ dị, hàm chứa chủ thế giới không có tan vỡ lực lượng, ta không dám ăn, sợ sẽ phải chịu cắn trả. Huyết Long không biết làm sao cua cua đầu, đầu này băng phôi thú, do Kiếm Hồn Vương chuyên tâm chăn nuôi qua, trong cơ thể tan vỡ năng lượng, so với vậy băng phôi thú cường hãn hơn, nó không dám tùy tiện nuốt ăn. Từ góc độ nào đó mà nói, băng phôi thú so với đuôi thú còn tà môn. Bởi vì, đuôi thú dẫu sao là chủ thế giới tạo vật, quy luật cấu tạo, năng lượng tạo thành, là Huyết Long có thể hiểu. Nhưng, băng phôi thú, loại vật này, là không biết tan vỡ năng lượng tạo thành, hơi thở quy luật xuất xứ từ băng phôi chi chủ. Mà băng phôi chi chủ, là sáu đạo cổ thần một trong, hắn tồn tại năm tháng, đã rất lâu đến thiên cơ mong manh bước, vô vô thời ý không còn không có ra đời trước, băng phôi chi chủ cũng đã tồn tại. Băng phôi chi chủ là một tôn tà thần, hắn sáng tạo băng phôi thú, tự nhiên cũng là quỷ dị rất. Không dám ăn không? Diệp Thần nhướng mày một cái, đánh giá băng phôi thú. Đầu này băng phôi thú, hơi thở thập phần cường đại, nếu như trực tiếp tiêu diệt, không khỏi có chút đáng tiếc. Hàng phục lại tạm thời không hàng phục được, Diệp Thần bóp nặn ấn đường, nói, được rồi, trước nhốt lại đi. Diệp Thần đem vậy băng phôi thú, nhận được mình luân hồi thiên quốc bên trong, để cho Huyết Long cũng trở về mình trong cơ thể. Rồi sau đó, Diệp Thần lại lấy ra một cái roi, tử tế suy nghĩ. Cây roi này, là đánh chết Kiếm Hồn Vương lấy được chiến lợi phẩm. Kiếm Hồn Vương chính là dùng điều này roi, thúc giục băng phôi thú. Điều này roi, hình dáng phong cách cổ xưa, thân roi là dùng đặc thù thuộc ra vật liệu chế thành, cái loại này vật liệu là chủ thế giới không có, Diệp Thần vuốt ve lúc đó, hơi cảm nhận được một cổ trấn áp quy luật hơi thở. Roi cần là màu vàng kim, tựa như đồng không đồng, gỗ cũng không phải gỗ, phía trên chạm trổ một ít dã thú khắc hoa văn, còn có khắc bốn chữ phù. Vậy bốn chữ phù, Diệp Thần cũng không nhận ra là cái gì chữ viết, nhưng làm hắn đụng chạm vậy bốn chữ phù thời điểm, luân hồi mộ địa truyền ra một hồi chấn động. Trong thoáng chốc, Diệp Thần phúc tới tâm linh, cũng biết vậy bốn chữ phù, nguyên lai là Đao Phong Nữ Hoàng bốn chữ. Cây roi này, xem ra là Đao Phong Nữ Hoàng đồ. Diệp Thần trong lòng âm thầm cục cục, ở cảm thấy được một điểm này sau đó, hắn cảm thấy luân hồi mộ địa chấn động được kịch liệt hơn, có một khối mộ bia ánh sáng rực rỡ ẩn chứa, loáng thoáng muốn phun ra, thật giống như có cái gì vĩ đại tồn tại muốn tỉnh lại. Chẳng lẽ thời cơ đã đến, Đao Phong Nữ Hoàng muốn tỉnh lại. Diệp Thần trong lòng ngầm thất kinh vui, vuốt ve trong tay roi dài. Nếu như cái này cây trường tiên, thật là Đao Phong Nữ Hoàng chế tạo, vậy có thể trấn áp thuần phục băng phôi thú, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Dẫu sao, Đao Phong Nữ Hoàng lại được gọi là Bách Thú Chi Hoàng, tinh thông tuần thú phương pháp, nàng có thể thuần phục băng phôi thú vậy là có thể sự việc. Diệp Thần huynh, nghiên cứu ra manh mối gì liền sao? Thiên Sát Tinh Diệp Thu gặp Diệp Thần trong mắt mang si mê, mỉm cười một tí nói. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, thu hồi roi dài,
không biết làm sao cười lắc lắc đầu nói, không có, cây roi này hẳn là một loại đặc thù pháp bảo, có thể tuần thú, đáng tiếc quy luật quá cổ xưa, thiên cơ không thể đoán, ta cũng không cách nào nắm trong tay. Băng phôi thú quá khó khăn thuần phục, cái loại này quỷ bí tồn tại, coi như Diệp Thần lợi dụng 9 tầng trời phục long ấn, cũng khó mà thuần hóa. Cái này cây trường tiên, có thể có tuần thú hiệu quả, đáng tiếc Diệp Thần lại không cách nào nắm trong tay. Thiên sát tinh Diệp Thu cười nói, phải không? Lại hỏi, vậy ngươi trạng thái thân thể cũng khôi phục sao? Diệp Thần gật đầu một cái, nói, nghỉ ngơi nữa một đêm, hẳn liền xong hết rồi. Cùng kiếm hồn vương đánh một trận, Diệp Thần tiêu hao to lớn, nhưng bởi vì có đạo tông con dấu chúc phúc, cho nên khôi phục được đặc biệt mau, chỉ cần cho hắn nghỉ ngơi một đêm, cũng sẽ không có cái gì đáng ngại. Thiên sát tinh Diệp Thu gật đầu một cái, thần sắc cũng thay đổi được ngưng trọng xuống, nói ta có thể mang ngươi đi tìm Thương Thiên Thư Tổng Cương. Ngươi nếu như có thể bắt được Thương Thiên Thư Tổng Cương, điểm tích lũy tuyệt đối có thể bạo tăng, lên cấp 16 mạnh không thành vấn đề. Thương Thiên Thư Bác Đại Tinh Thâm hàm chứa vô cùng huyền diệu nhân hoàng quy luật, đại lộ chí lý, mà nguyên bộ sách chân quý nhất, chính là Tổng Cương, hội tụ Thương Thiên Thư tinh thần nghĩa sâu xa, giá trị so với Diệp Thần trong tay mười mấy phiến phổ thông trang sách, cộng lại còn chân quý hơn rất nhiều. Diệp Thần tâm thần khẽ nhúc nhích, nói, vậy Thương Thiên Thư Tổng Cương, ở địa phương nào? Thiên sát tinh Diệp Thu không có giấu giếm nữa cái gì, thản nhiên nói, ở băng phôi tử vực trung ương nhất, thiên đấu sát thần pho tượng ở địa phương đó. Diệp Thần nói, ở thiên đấu sát thần pho tượng bên kia. Thiên sát tinh Diệp Thu nói, đúng vậy, ta vừa tiến vào băng phôi tử vực, giống như cùng thiên đấu sát thần, thành lập cái gì đồng tình, ta có thể cảm nhận được hắn pho tượng bên kia thiên cơ hơi thở, cảm nhận đến Thương Thiên Thư Tổng Cương tồn tại. Bất quá, thiên đấu sát thần pho tượng, nhưng thật ra là đứng sừng ở một tòa trên đảo nhỏ, chung quanh đảo đều là tan vỡ năng lượng hội tụ mà thành tan vỡ biển, muốn đến hòn đảo, bắt được Thương Thiên Thư Tổng Cương, cần trước vượt qua vậy phiến tan vỡ biển, đây cũng không phải là cái gì chuyện dễ. Cho nên, ta không có cách nào lên đảo, cho dù biết Thương Thiên Thư Tổng Cương tin tức, vậy không có ích gì, không thể làm gì khác hơn là nói cho ngươi. Diệp Thần huynh, người thần thông quảng đại, có lẽ có biện pháp lên đảo. Diệp Thần cau mày, rất là tò mò nhìn thiên sát tinh Diệp Thu, nói, Lá Thu công tử, thứ cho ta lỗ mãng hỏi một câu, ngươi và thiên đấu sát thần, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Ngươi là hắn, con trai sao? Thiên sát tinh Diệp Thu có thể cùng thiên đấu sát thần đồng tình, cái này để cho Diệp Thần hết sức tò mò. Nghe được Diệp Thần mà nói, thiên sát tinh Diệp Thu có vẻ hốt hoảng, lắc đầu liên tục khoát tay, nói. Không phải, không phải, ngươi nói cái gì vậy, ta thế nào lại là thiên đấu sát thần con trai? Ừ, thật ra thì, ta thân thế, chính ta trước kia vậy không phải rất rõ, mẫu thân ta một mực đang gạt ta, nàng đối với ta luôn là một mặt thất vọng và chê, ta cũng không biết tại sao. Ta chỉ biết là, nàng là thiên đấu sát thần tín đồ, khi còn bé một mực nghe nàng nhắc tới cái gì sát thần ở trên cao, sát thần phù hộ các loại nói. Ngày hôm nay đánh chết kiếm hồn vương, ta hấp thu đại lượng kiếm hồn tinh khí, ngược dòng thiên cơ cuối cùng là miễn cưỡng suy tính ra một ít bí mật. À, ta cũng không phải là thiên đấu sát thần con trai, thật ra thì, ta là hắn đồ đựng. Diệp Thần ngây ngẩn nói, cái gì, đồ đựng? Đã từng giả thiên ma đế và vô thiên tới giữa có đồ đựng nhân quả, cho nên hắn đối cái này hai chữ quá quen thuộc. Thiên sát tinh Diệp Thu diễn cảm rất là ảm đạm, nhìn xem ngồi ở bên cạnh Tân Tinh Nhã và San Hô Cung Vũ, hai cô gái đều dùng vô cùng hiếu kỳ và ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Diệp Thu do dự một hồi tử sau đó, cuối cùng vẫn là than thở một tiếng, nói. Mẫu thân ta kêu Thủy Mẫu Đế Cơ, các người có thể chưa nghe nói qua, nàng là một vị vô cùng mạnh mẽ nữ đế, nhưng bị chân lý hội cấm túc, không cho phép nàng rời đi mình lãnh địa, ngoại giới tất cả cùng mẫu thân ta tương quan thiên cơ dấu vết, vậy căn bản bị xóa đi. Diệp Thần nói, chân lý hội. Hắn biết chân lý hội là nguyên thiên đế dưới quyền thế lực, nhưng không nghĩ tới Thủy Mẫu Đế Cơ sau lưng, có chân lý hội bóng dáng. Thiên sát tinh Diệp Thu nói, đúng vậy, bởi vì mẫu thân ta, là một vị sát thần tín đồ, hơn nữa tín ngưỡng đặc biệt thành kính, chân lý hội người nói, nếu như mẫu thân ta tín ngưỡng dấu vết, trên đời gian hiện lên nói, nàng tín ngưỡng sát thần, rất có thể sẽ hồi phục, gây thành động trời giết hại tai họa. Cho đến đạo tông thi đấu bắt đầu, đại chủ tể công bố 6 đạo cổ thần thiên cơ, ta mới xác định,
mẫu thân ta thờ phượng sát thần, lúc đầu chính là sáu đạo cổ thần bên trong cường đại nhất tồn tại, thiên đấu sát thần. Diệp thần chấn động trong lòng, thủy mẫu đế cơ thần bí như vậy cường đại nữ đế, đều là thiên đấu sát thần tín đồ, vậy thiên đấu sát thần, lại sẽ có kinh khủng dường nào? Thiên sát tinh Diệp Thu nói tiếp, nhưng ở lúc ban đầu thời điểm, mẫu thân ta không phải ai tín đồ, nàng chỉ là một người đáng thương, là hồn thiên đế chăn nuôi đầy tớ gái. Hồn thiên đế khi còn tại thế, chăn nuôi liền đại lượng đầy tớ gái, cho những cái kia đầy tớ gái cung cấp tốt nhất điều kiện, mỗi cái đầy tớ gái cũng hội tụ vô số tài nguyên, cùng hết thảy sau khi chín, các nàng liền sẽ hoàn thành bọn hắn sứ mạng, hết thảy các thứ này cũng là vì hắn bước vào chí cao địa vị. Đây là hắn phương thức tu luyện. Ừ, ngươi biết kiếm tử tiên trần chứ? Liền cùng kiếm tử tiên trần đào tạo thiên nữ kém không nhiều, bất quá kiếm tử tiên trần là vì đúc kiếm, mà hồn thiên đế là vì mình, vì để cho hắn càng cường đại hơn. Mẫu thân ta ở hồn thiên đế dưới quyền, học rất nhiều thần thông công phu, nhưng hồn thiên đế dạy nàng tu luyện, chỉ là vì để cho nàng giữ thân thể mạnh mẽ và tinh khiết, như vậy sau này hắn cần muốn đứng lên, mới biết càng có giá trị. Mẫu thân ta từ vừa mới bắt đầu, cũng biết tương lai mình sẽ bởi vì hồn thiên đế mà chết, mỗi ngày đều sống đang sợ hãi bên trong, lại mỗi ngày cầu nguyện có người sẽ đến cứu nàng. Rốt cuộc có một ngày, chuyển cơ xuất hiện. Hồn thiên đế và nguyên thiên đế ở nào đó lần đại chiến sau này, rơi vào yếu ớt, mà ở hắn yếu ớt thời điểm, thiên đấu sát thần từ trên trời hạ xuống, muốn nhân cơ hội giết hắn. Hai người đại chiến, hồn thiên đế tuy không bị giết chết, nhưng yếu ớt dưới, cũng không phải thiên đấu sát thần địch thủ, hắn cuối cùng thua chạy đi. Hắn lĩnh trong ruộng, tất cả đầy tớ gái đều thu được tự do, mẫu thân ta vậy tự do, nàng sùng bái thiên đấu sát thần mạnh mẽ phong tư, từ đây là được thiên đấu sát thần tín đồ, ngày đêm mảng bái. Diệp thần nghe đến chỗ này, rõ ràng tới đây, nói, thì ra là như vậy, thiên đấu sát thần đã cứu mẹ ngươi, cho nên nàng thành thiên đấu sát thần tín đồ. Thiên sát tinh Diệp Thu nói, có thể như thế nói, nhưng, thiên đấu sát thần cũng không để bụng nàng tín ngưỡng. Trên thực tế, lúc ấy, thiên đấu sát thần đánh bại hồn thiên đế sau đó, lại đang hồn thiên đế lãnh địa bên trong, trắng trợn giết hại, giết rất nhiều người, mẫu thân ta may mắn chạy khỏi mà thôi, nàng đối thiên đấu sát thần sùng bái tín ngưỡng, thật ra thì lại lộ ra sợ hãi. Bất quá, không nghi ngờ chút nào, mẫu thân ta tín ngưỡng, vô cùng thành kính cùng kiên định. Nàng tín ngưỡng, thành kính đến liền thiên đấu sát thần đều không cách nào coi nhẹ bước. Hồn thiên đế biết nàng thờ phượng thiên đấu sát thần sau đó, cho rằng nàng là phản đồ, dùng rất nhiều tàn khốc thủ đoạn, muốn bức bách nàng lần nữa quy thuận mình, buông tha đối thiên đấu sát thần tín ngưỡng. Nhưng, mẫu thân ta chịu hết hành hạ sau đó, đối thiên đấu sát thần tín ngưỡng, vậy không có chút nào dao động. Chuyện này thành hồn thiên đế tâm ma, chọn đời vẫy không đi. Ta không biết thiên đấu sát thần là làm sao rơi xuống, nhưng phỏng đoán và hồn thiên đế, vậy không thoát được quan hệ. Diệp thần nghe thiên sát tinh Diệp Thu nói tới chỗ này, bỗng nhiên cảm thấy luân hồi mộ địa kịch liệt chấn động. Cái này cổ chấn động, vô cùng mãnh liệt, so với mới vừa đao phong nữ hoàng sắp lúc tỉnh lại, còn muốn mãnh liệt gấp trăm ngàn lần, thật giống như toàn bộ luân hồi mộ địa cũng sắp sụp đổ như nhau. Diệp thần thấy có một khối mộ bia, huyết quang bạo tránh, ở trên mộ bia nổi lên bốn chữ to. Chính là thiên đấu sát thần bốn chữ. Đó là thiên đấu sát thần mộ bia. Thiên sát tinh Diệp Thu tự thuật, hiển nhiên là xúc động luân hồi mộ địa thiên cơ, núp ở trong đó thiên đấu sát thần, đã nghe được, hắn sắp tỉnh lại. Thiên đấu sát thần, không, ngươi hơi thở quá mức mạnh mẽ, ta còn không có làm xong nghênh đón ngươi chuẩn bị. Nếu không ngươi ta đều phải tiêu tán ở giữa trời đất. Diệp thần vội vàng phân ra một món tinh thần, cùng thiên đấu sát thần mộ bia câu thông. Thiên đấu sát thần hơi thở quá mạnh mẽ, nếu như lúc này thức tỉnh. Vậy mang cho Diệp thần, có thể không phải chúc phúc, mà là tai họa. Độc thủ dược thần đã từng nói, Diệp thần ít nhất phải có thượng vị thần thực lực, mới có thể hoàn toàn chịu đựng ở thiên đấu sát thần tàn hồn uy áp. Cái này còn chỉ là luân hồi mộ địa bên trong một món tàn hồn uy áp, có thể tưởng tượng được thiên đấu sát thần tột cùng nhất thời điểm, thực lực có kinh khủng dường nào lợi hại, đã hoàn toàn vượt qua thiên đế cảnh giới, không cách nào dùng thế gian lời nói đi miêu tả, chân chinh không thể nói cảnh. Nghe được Diệp thần thanh âm sau đó, luân hồi mộ địa hỗn loạn chìm xuống, thế nhưng thiên đấu sát thần mộ bia, phía trên tia máu chớp động bốn chữ to, lại không có phai mờ. Có thể tưởng tượng,
Thiên đấu sát thần nhất định là tỉnh lại, nhưng hắn vì chiếu cố Diệp thần, cho nên không có lựa chọn hiện thân, mà là che giấu. Mà Tân Tinh Nhã và San Hô Cung Vũ, nghe được Thiên Sát Tinh Diệp Thu giải thích chuyện cũ sau đó, hai cô gái đều có điểm thổn thức hình dáng. Tân Tinh Nhã hỏi, vậy người đâu, Lá Thu công tử, người làm sao thành Thiên đấu sát thần đồ đựng? Thiên Sát Tinh Diệp Thu cười khổ một tí, nói, bởi vì ta là Thiên Sát Tinh. Năm đó Thiên đấu sát thần chết, đối mẫu thân ta mà nói, không thể nghi ngờ là ngày nay đổ. Nàng luôn muốn sống lại Thiên đấu sát thần, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có thể thành công. Ở mạt pháp thời đại sau này, đại lộ quy luật suy thoái, thiên địa đã không chứa được Thiên đấu sát thần như thế cường đại tồn tại, liền Nguyên Thiên Đế và Hồn Thiên Đế, thực lực vậy đánh rơi đến liền siêu phẩm Thiên Đế bước. Siêu phẩm Thiên Đế mặc dù vậy rất cường đại, so vậy Thiên Đế cường đại hơn rất nhiều, nhưng ít nhất là người có thể hiểu được phạm vi. Mà tột cùng nhất cảnh giới, nhưng là một cái không thể nói cảnh, lời nói không cách nào hình dung mạnh mẽ, người bất kỳ đều không thể hiểu. Nhưng, mẫu thân ta còn không buông tha sống lại Thiên đấu sát thần, nàng tìm được một ngôi sao, đó chính là Cửu Thiên Thập Địa bên trong Thiên Sát Tinh. Nàng cầm Thiên Sát Tinh nuốt đến trong bụng đi, lại hao phí vô số tài nguyên, vô số tâm huyết, phát triển thành thai nhi, cuối cùng là cầm ta sinh xuống. Diệp thần, Tân Tinh Nhã, San Hô Cung Vũ nghe đến chỗ này, đều cảm kinh hãi. Lúc đầu Thiên Sát Tinh Diệp Thu, chính xác mà nói, không phải cái gì chuyển thế, hắn bản thân chính là một ngôi sao, bị thủy mẫu đế cơ thai nghén người lớn thôi. Thiên Sát Tinh Diệp Thu cười khổ nói, mẫu thân ta đúng là điên, nàng từ mạt pháp thời đại kết thúc sau đó, liền bắt đầu nổi lên thai nghén, ước chừng hao phí hàng tỷ thế kỷ nguyên thời gian, ở trên người ta hao phí vô số tài nguyên sau đó, mới ở nơi này kỷ nguyên bên trong, đem ta sinh xuống. Ta ký thác mẫu thân ta dày mong, Thiên Sát Tinh hơi thở, bản thân chính là cùng Thiên đấu sát thần tương thông, mẫu thân ta muốn đem ta làm một cái đồ đựng, tới đón tiếp Thiên đấu sát thần sống lại. Bất quá, chuyện này, bị hắc ám người hồn tộc biết, bọn họ cho gọi ra Hồn Thiên Đế lực lượng, là mới vừa mới sinh ra không bao lâu ta, làm hắc ám nguyền rủa. Từ đây, ta liền lưng đeo cái này nguyền rủa, ta cái này đồ đựng, là bị ô nhiễm, không thể nào lại để cho Thiên đấu sát thần mượn thân thể hoàn hồn. Mẫu thân ta thử rất nhiều biện pháp, đều không cách nào đem vậy hắc ám nguyền rủa thanh trừ, nàng liền hoàn toàn tuyệt vọng, từ đây đối với ta tràn đầy chê và chán ghét, cầm ta ném cho Đông Phương Sóc Đại Sư thu nuôi. Thật ra thì những chuyện này, ta vẫn luôn tỉnh tỉnh mê mê, không biết sau lưng nhân quả, cho đến ngày hôm nay, mình cảm nhận liền đi qua đủ loại thiên cơ, mới rõ ràng nguyên nhân. Mẫu thân ta tín ngưỡng, quá mức điên cuồng cùng đáng sợ, mà tín ngưỡng là có thể tạo thần, chân lý hội người, sợ mẫu thân ta thật sẽ sáng tạo ra một cái sát thần, cho nên liền đem nàng cấm túc. Diệp thần gật đầu, những thứ này đi qua câu chuyện, cùng Thiên đấu sát thần tương quan, đối hắn vậy rất có giá trị. Chí ít, ở Thiên Sát Tinh Diệp Thu giải thích sau đó, hắn luân hồi mộ địa bên trong, Thiên đấu sát thần là thức tỉnh, chỉ là không có hiện thân thôi. Thiên Sát Tinh Diệp Thu lại thích trong lòng cười một tiếng, nói tốt lắm, câu chuyện kể xong, ngày mai chúng ta đi liền Thiên đấu sát thần pho tượng bên kia xem. Diệp thần huynh, thật ra thì ta muốn xem, người như thế nào có thể vượt qua tan vỡ biển. Vậy phiến tan vỡ biển, chí ít ở ta xem ra, là không thể nào vượt qua tồn tại. Ở Thiên Sát Tinh Diệp Thu câu chuyện giải thích sau khi kết thúc, Diệp thần đoàn người liền ở trong hang nghỉ ngơi. Diệp thần đang ngủ mộng bên trong, mơ mơ màng màng, tựa hồ cảm thấy luân hồi mộ địa lại truyền ra chấn động, ánh sáng lóe lên, thật giống như có một đạo ngang bướng, khỏe đẹp, như mẹ báo vậy nhanh nhẹn bóng người, cả người da màu xanh da trời, xuất hiện ở hắn đầu óc bên trong. Đến lúc sáng sớm hôm sau, Diệp thần tỉnh lại, khóe mắt không biết sao, lại thật giống như có nước mắt. Hắn khá là giật mình, lại cảm thấy luân hồi mộ địa khác thường dạng, vội vàng tra xem. Chỉ gặp luân hồi mộ địa bên trong, chẳng biết lúc nào bắt đầu, lại là nhiều hơn một người cô gái. Phụ nữ kia ăn mặc người nguyên thủy trang phục, da là màu xanh, vẽ cổ quái kỳ dị vằn thải trang, trên tóc cắm lông vũ, giữa eo đeo song đao, hình dáng khỏe đẹp, khí chất tràn đầy ngang bướng, ánh mắt rất giống một đầu mẫu con beo. Đây lại là Đao Phong Nữ Hoàng. Đao Phong Nữ Hoàng. Diệp thần thấy Đao Phong Nữ Hoàng bóng người, có vẻ ngạc nhiên, lúc này mới tỉnh giấc. Lúc đầu ở tối hôm qua mình ngủ mơ thời điểm, Đao Phong Nữ Hoàng lại là thức tỉnh.
mà giờ khắc này Đao Phong nữ hoàng, nhưng thật giống như hoàn toàn không nghe được Diệp Thần thanh âm. Nàng quỳ chung một chỗ trước mộ bia, nước mắt như mưa vậy rơi xuống, mặt đầy bi thương vẻ. Nàng nơi quỳ mộ bia, phía trên khắc Thiên Đấu Sát Thần bốn chữ. Nàng liền quỳ xuống Thiên Đấu Sát Thần trước mộ, rơi lệ khóc thút thít. Đao Phong nữ hoàng. Diệp Thần lần nữa kêu gọi Đao Phong nữ hoàng, nhưng nàng vẫn không có đáp lại, vẫn là quỳ xuống Thiên Đấu Sát Thần trước mộ, thương tâm muốn chết. Diệp Thần huynh, người tỉnh. Đây là, Thiên Sát Tinh Diệp Thu đến gần tới đây, hướng Diệp Thần lên tiếng chào. Diệp Thần gặp Đao Phong nữ hoàng, tựa hồ còn đắm chìm trong bi thương tâm trạng bên trong, từ đầu đến cuối không có trả lời hắn, bất đắc dĩ, hắn tinh thần không thể làm gì khác hơn là từ luân hồi mộ địa bên trong Trừ Ly đi ra, hướng Diệp Thu cười nói. Sớm, Diệp Thu. Diệp Thu gật gật đầu nói, ngày hôm nay chúng ta nên lên đường, cùng đi Thiên Đấu Sát Thần pho tượng bên kia. Thương Thiên Thư Tổng Cương tin tức, Thiên Cơ phỏng đoán đã bại lộ, có thể người khác vậy sẽ tới cướp đoạt, chúng ta như không nhanh chóng lên đường, sợ rằng có biến. Tân Tinh Nhã nói, không sợ, Diệp đại ca như thế lợi hại, không người có thể đánh thắng được hắn. Diệp Thu chân mày hơi vặn một cái, nói chỉ sợ Thiên Nữ và Chu Võ Hoàng liên thủ. Tân Tinh Nhã hừ một tiếng, nói, vậy chúng ta vậy liên thủ, xem ai lợi hại hơn. San Hô cùng Vũ vậy vào lúc này mở miệng nói, ta thể bảo vệ Thiên Chủ. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, cũng biết mình đánh chết Kiếm Hồn Vương, điểm tích lũy lần nữa quật khởi, nhất định sẽ đưa tới Chu Võ Hoàng và Thiên Nữ chú ý. Đới Húc chết, Vân Thương Trùng chết, Hoàng Hôn người khổng lồ chết rồi, San Hô cùng Vũ lại quy thuật, hiện tại rất nhiều thiên tài bên trong, cũng chỉ còn lại có Thiên Nữ và Chu Võ Hoàng, có thể cùng Diệp Thần chống lại. Đi thôi, lên đường. Diệp Thần cười một tiếng, ngược lại muốn xem hôm nay mình, có thể hay không áp chế Thiên Nữ và Chu Võ Hoàng liên thủ. Phải biết, hắn những ngày qua thời gian, cơ duyên liên tục, Viêm Thiên Đế Thân, Hoàng Kim Long Chảo, Vảy Rồng, Quả Nhãn, Rồng Ngâm, Thiên Tể Chú Tinh Thuật, Thương Thiên Vũ Quan Vân. Vân, như thế nhiều đại cơ duyên thêm thân, hắn sức chiến đấu bão táp mãnh vào, coi như phải đi đối mặt Thiên Nữ và Chu Võ Hoàng liên thủ, cũng là không sợ chút nào. Lập tức, Diệp Thần đoàn người chính là lên đường, hướng Băng Phôi Tử Vực trung ương pho tượng khổng lồ chạy như bay. Thiên Sát Tinh Diệp Thu ở phía trước dẫn đường, hắn biết đường đồ, có thể tận lực tránh Kiếm Hồn binh tướng và Băng Phôi thú dây dưa, lấy nhanh nhất tốc độ tới mục đích. Đến trưa, Diệp Thần đoàn người rốt cuộc đi tới Thiên Đấu Sát Thần pho tượng vùng lân cận. Pho tượng này, nguy nga to lớn, tối đa cắm mây, không biết có bao nhiêu cao, phong cách cổ xưa nặng nề. Ở pho tượng vùng lân cận, Diệp Thần căn bản không cách nào thấy pho tượng toàn cảnh, chỉ thấy bên dưới một nhỏ đoạn. Hắn ngẩng đầu nhìn ra xa, muốn vận dụng lòng, mới có thể thấy được Thiên Đấu Sát Thần toàn cảnh, cặp mắt kia, mài rũa được trông rất sống động, tràn đầy sát ý mãnh liệt, liền hắn cũng không cách nào nhìn thẳng. Ở Thiên Đấu Sát Thần trong mắt, thiên hạ vạn vật, tựa như đều là cỏ rác con kiến hôi, hắn muốn giết hết tất cả. Thế gian quy củ đạo đức, ở hắn trong mắt, chính là giấy trắng vậy buồn cười. Hắn đạo tâm, tức là sát tâm, không có vấn đề tránh tà, không có vấn đề nhân nghĩa, chỉ cần xem không vừa mắt, đều có thể giết. Cường liệt như vậy sát tâm, sát ý, cho dù chỉ là pho tượng, vậy mang cho Diệp Thần to lớn rung động. Hắn nhìn pho tượng thời điểm, tựa như lấy được cổ xưa khai ngộ, đối Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm lĩnh ngộ, lại tăng lên một tầng thứ. Thiên Đấu Sát Thần cái này tòa pho tượng to lớn, đứng sừng ở trên một hòn đảo. Quả nhiên như Thiên Sát Tinh Diệp Thu nói như vậy, chung quanh đảo vòng biển, vậy một vùng đại dương, thuần túy là tan vỡ năng lượng cấu tạo mà thành, trong đại dương tràn đầy tà ác, hỗn loạn, hắc ám, tai biến hơi thở. Những thứ này hơi thở không ngừng hội tụ sôi trào, lại hóa thành cuồn cuộn sấm sét, gió bão, mưa tuyết, lửa trời xích diễm vân. Vân khí tượng, ở trong đại dương ùng ùng vang dội, cuồn cuộn không ngừng. Thương Thiên Thư Tổng Cương, ngay tại trên đảo sao. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, nhìn về phía pho tượng nơi đứng sừng sững hòn đảo. Thiên Đấu Sát Thần pho tượng, sát khí quá mãnh liệt, chung quanh đại dương, lại tràn đầy cuồng bạo tan vỡ hơi thở, ở các loại mãnh liệt rối loạn hơi thở dưới ảnh hưởng, Diệp Thần không cách nào cảm nhận được Thương Thiên Thư hơi thở. Đúng vậy, ngay tại trên đảo, ở Thiên Đấu Sát Thần pho tượng vùng lân cận, chỉ cần ngươi có thể lên đảo, tất nhiên có thể cảm nhận được.
Thiên Sát Tinh Diệp thu ánh mắt, vậy nhìn về phía hòn đảo, ánh mắt mang điểm phức tạp, nhìn Thiên Đấu Sát Thần pho tượng. Hắn có thể cùng Thiên Đấu Sát Thần đồng tình, cho nên có thể cảm ứng được trên đảo chưa nhiều đồ tồn tại. Còn như Diệp Thần, trước mắt hắn vẫn không thể cùng Thiên Đấu Sát Thần đồng tình. Bởi vì, Thiên Đấu Sát Thần lực lượng quá mạnh mẽ, hiện xây dựng đồng tình câu thông nói, rất có thể sẽ cho hắn mang đến tai họa. Bất quá chuyện này sợ rằng không như vậy dễ dàng, cái này phiến tan vỡ biển, năng lượng có chút khủng bố à. Thương Thiên Thư Tổng Cương, có ở đó hay không trên đảo, chỉ cần lên đảo một tìm liền biết. Nhưng, Diệp Thần ở địa phương đó, và hòn đảo cách một cái vòng biển, đây là tan vỡ hơi thở hội tụ mà thành đại dương, hắc ám phong lôi gào thét, tai biến chập chờn đặc biệt khủng bố, thậm chí tan vỡ tai biến chuyển tới trên trời, ở trên trời hình thành từng tầng một vừa dày vừa nặng mây đen, đặc biệt kiềm chế. Diệp Thần thử nghiệm sử dụng một cái phẩm cấp không tính là quá cao phi kiếm, đầu kiếm hướng đảo, nhưng phi kiếm lướt qua tan vỡ biển thời điểm, lập tức gặp phải tan vỡ hơi thở đánh vào, tại chỗ hóa thành bụi bặm. Thấy vậy, Diệp Thần con ngươi híp lại, chép chắt lưỡi, trong đầu nghĩ, nếu là ta đạp kiếm bay qua, vậy sợ rằng đã lâm vào là kiếp bụi. Cái này phiến tan vỡ biển cực kỳ khủng bố, phi kiếm không cách nào xuyên việt. Tân Tinh Nhã và San Hô Cung Vũ, thấy hóa thành bụi bặm phi kiếm, cũng là vô cùng giật mình, cảm thấy cái này tan vỡ biển khủng bố. Tân Tinh Nhã đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, Diệp đại ca, ngươi không phải có Titan thần hạm sao? Có lẽ có thể xuyên qua. Diệp Thần nói, như thế kinh khủng tan vỡ hơi thở, sợ là liền ta Titan thần hạm, cũng không cách nào chịu đựng. Diệp Thần đem Titan thần hạm gọi ra, người đứng tại chỗ, bàn tay nặn quyết, chỉ thúc sục hạm thuyền, hướng sát thần đảo bay đi. Nhưng, Titan thần hạm mới vừa bay vào tan vỡ biển bầu trời thời điểm, tan vỡ biển liền kịch liệt sôi trào, vô số thiên lôi gió bão, ngút trời tan vỡ sát khí, điên cuồng đi Titan thần hạm đánh tới. Titan thần hạm chịu đựng to lớn đánh vào, nhất thời ùng ùng vang dội, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Quả nhiên không được. Thấy vậy, Diệp Thần vội vàng đem Titan thần hạm thu hồi lại. Có thể khẳng định, tan vỡ biển sát khí mãnh liệt như vậy, coi như là Titan thần hạm, cũng không cách nào chịu đựng. Diệp Thần huynh, liền ngươi cũng không cách nào lên đảo sao? Thiên Sát Tinh Diệp Thu cười khổ một tí, hắn dự nhớ không sai, tan vỡ biển quả nhiên là không thể chuyển kiếp tồn tại. Mà vô số vô lượng tan vỡ hơi thở, thời thời khắc khắc đều ở đây đánh thẳng vào Thiên Đấu Sát Thần pho tượng. Pho tượng này, nhận chịu vô số kỷ nguyên tan vỡ đánh vào, nhưng vẫn đứng vững không ngã, có thể gặp Thiên Đấu Sát Thần mạnh mẽ. Diệp Thần rất muốn tự mình lên đảo học hỏi pho tượng, nhưng trước mắt cái này phiến tan vỡ biển, nhưng thì không cách nào xuyên việt. Thiên chủ, xuất ta có một pháp, có lẽ có thể giúp ngươi lên đảo. Bỗng nhiên, San Hô Cung Vũ đi tới Diệp Thần bên người, cung kính nói. À, ngươi có biện pháp gì? Diệp Thần tò mò hỏi. San Hô Cung Vũ nói, lợi dụng phản chiếu truyền tống phương pháp, ta bố trí ở chỗ này một mặt tấm gương, sẽ ở trên đảo bố trí mặt khác, ngươi liền có thể thông qua phản chiếu truyền đưa qua. Vừa nói, San Hô Cung Vũ nặn quyết làm phép. Ở Diệp Thần bên người ngưng tụ ra một mặt tấm gương, lại làm phép ngăn biển ở sát thần trên đảo, bố trí ra mặt khác. Nàng cái này phản chiếu truyền tống phương pháp, mặc dù tinh xảo, nhưng cũng không phải là cái gì đại pháp thuật, cho nên có thể ngăn biển thi triển. Nhưng là, bố trí ở trên đảo tấm gương, nhưng bởi vì Thiên Đấu Sát Thần pho tượng mạnh mẽ khí chẳng ảnh hưởng, tại chỗ liền tan vỡ nổ tung hết. À, không được. Trên đảo khí thế quá mãnh liệt. Ta thuật pháp không có cách nào duy trì ổn định. San Hô Cung Vũ thấy vậy, nhất thời không biết làm sao thất vọng. Không quan hệ, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Diệp Thần gặp San Hô Cung Vũ thất bại, cũng không có trách cứ nàng, có chút tán dương nói. Người cái này huyễn kính thuật pháp, ngược lại là tuyệt diệu rất, trở về cầm bí quyết cho ta xem. San Hô Cung Vũ nói, đây là 33 thiên thần thuật, phi hoa vũ kính thuật. Luyện dành sau liền có thể nắm giữ rất nhiều huyễn kính diệu pháp. Thiên chủ, ta còn nắm giữ cốt thiên đế phép luyện thể, rắn thiên đế chăn nuôi rắn độc pháp môn, ban thiên đế ma ban thiên lão quyết, quay đầu ta cũng toàn bộ hiến tặng cho ngươi. Diệp Thần gật đầu nói, rất tốt, ngươi trở về luân hồi thiên quốc sau đó, thông qua tế đàn cung phụng cho ta. San Hô Cung Vũ nói, thông qua tế đàn cung phụng, mà không phải là trực tiếp cho, đây là một loại nghi thức.
Nghi thức có thể biểu dương trật tự, tăng lên tín ngưỡng độ dày. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần ánh mắt lần nữa thả vào sát thần trên đảo, suy tính phải như thế nào lên đảo. Nhưng bất luận Diệp Thần như thế nào khổ tư minh tưởng, cũng không nghĩ ra thích đáng an toàn phương pháp. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Diệp Thần cảm thấy ngoại giới thiên cơ truyền tới thay đổi. Có người ngoài hướng nơi đây chạy tới, rất có thể là Chu Võ Hoàng và Thiên Nữ bọn họ. Diệp Thần tuy không sợ, nhưng Thương Thiên Thư Tổng Cương còn không bắt vào tay, nếu là Chu Võ Hoàng và Thiên Nữ tới đây ngăn trở, không tránh được một phen trắc trở. Mộ chủ, người muốn lên đảo, cưỡi băng phôi thú vượt biển đi qua là được. Ngay tại lúc này, Diệp Thần nghe được một hồi giọng nữ, từ luân hồi mộ địa bên trong truyền ra. Lại là Đao Phong Nữ Hoàng thanh âm. Trước đây một mực quỳ xuống thiên đấu sát thần trước mộ bia Đao Phong Nữ Hoàng, đã đứng lên. Gò má mặt nàng trên, còn mang nước mắt dấu vết. Đao Phong Nữ Hoàng, người thanh tỉnh. Diệp Thần thấy Đao Phong Nữ Hoàng thanh tỉnh, lại nữa chìm đắm vào ở thiên đấu sát thần trước mộ, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ. Đao Phong Nữ Hoàng nói, ừ, mộ chủ, người ngày hôm qua đánh chết kiếm hồn vương, không phải lấy được một đầu băng phôi thú sao? Đem người vậy băng phôi thú tuần phục, cưỡi nó, là được vượt biển mà qua, sẽ không phải chịu tan vỡ biển xâm hại. Nàng giọng trong bình thản mang điểm năm tháng bể dâu cảm, ở biết Diệp Thần là vượt biển mà phiền não thời điểm, liền xách lên mình đề nghị. Diệp Thần nói, đầu kia băng phôi thú sao? Phải như thế nào thuần phục? Hắn biết Đao Phong Nữ Hoàng lại được gọi là Bách Thú Chi Hoàng, tinh thông tất cả loại tuần thú phương pháp, liền quỷ dị băng phôi thú đều có thể thuần phục, nhưng chính hắn cũng không biết như thế nào làm được. Đao Phong Nữ Hoàng nói, ta nắm giữ một ít tuần thú thủ pháp, tổng kết lại, là 8 chữ. Trời, uy, diệt, bạn bè, thực, nuôi, cho đòi. Cái này tuần thú chữ bát quyết, mênh mông phức tạp, mỗi một chữ ta cũng điều nghiên vô số kỷ nguyên, mới vừa sáng tạo ra. Ừ, mộ chủ, người dị bẩm thiên phú, nhưng muốn lập tức học biết ta cái này tuần thú chữ bát quyết, cũng không phải chuyện dễ dàng, ta trước truyền cho người uy tự quyết. Cái này uy chữ, chính là thành lập tự thân uy nghiêm, chân áp giã thú, mộ chủ, người có luân hồi huyết mạch, uy nghiêm là vô thượng, mượn nữa giúp ta đánh long roi, chắc hẳn có thể ung dung thuần phục vậy băng phôi thú. Vừa nói, Đao Phong Nữ Hoàng trong tay kim quang lóe lên, hiện ra một cái cổ xưa thần bí ký tự. Cái chữ này phù, chính là một cái cổ xưa uy chữ. Nàng đem điều nãy uy chữ, đánh vào Diệp Thần đầu óc bên trong. Oanh! Trong thoáng chốc, Diệp Thần cảm ngộ được một môn khoáng đạt minh mông thuật pháp, có thể thành lập uy nghiêm, trấn áp bách thú. Diệp Thần thiên phú lớn lao, ngay tức thì liền đem uy tự quyết lĩnh ngộ, nhưng cái này cái uy tự quyết, 10 phần minh mông, nhìn như chỉ có một chữ, nhưng trong thực tế sau lưng hàm chứa trăm ngàn loại biến hóa. Như thế nào điều động nội thức, như thế nào lay động khí huyết, như thế nào biểu dương trật tự, như thế nào thành lập uy nghiêm, đều là vô cùng cao thâm bí quyết. Coi như là Diệp Thần, ở cảm ngộ sau đó, đều cảm thấy đầu có chút căng, trong chốc lát khó mà tiêu hóa. Tuần thú chữ bát quyết, uy tự quyết, thật là tinh diệu thuật pháp. Còn nữa, đánh long roi, là cây roi này sao? Diệp Thần cầm ra một cây trường tiên. Chính là trước đây đánh chết kiếm hồn vương lấy được chiến lợi phẩm, roi cần trên có khắc có Đao Phong Nữ Hoàng tên chữ. Đao Phong Nữ Hoàng nói, đúng vậy, điều này đánh long roi, là ta trước kia tặng cho băng phôi chi chủ, có thể phụ trợ ngươi tuần thú, ngươi lại thử một chút. Được. Diệp Thần tâm tình có chút kích động, tinh thần từ luân hồi mộ địa bên trong đi ra, nhìn trước mắt tan vỡ biển, liền cho gọi ra băng phôi thú, lại sử dụng đánh long roi, nắm trong tay. Vậy băng phôi thú cả người bị quy luật xích sắt trói, ánh mắt vẫn là bất khuất bướng bỉnh hình dáng, bị Diệp Thần cho gọi ra tới sau đó, thấp giọng bực bội quát trước. Diệp Thần huynh, người muốn làm gì? Thiên sát tinh Diệp Thu thấy Diệp Thần gọi ra băng phôi thú, có chút hiếu kỳ hỏi. Ta muốn cưỡi đầu này băng phôi thú, vượt biển mà qua. Diệp Thần cười một tiếng, xoay mình cưỡi băng phôi thú sống lưng, tay phải kim quang lóe lên, uy tự quyết thi triển. Cả người khí huyết điều động, hội tụ thành một cổ mạnh mẽ uy áp, tay đè ở băng phôi thú trên cổ, mãnh liệt uy áp thấm vào. Đồng thời, Diệp Thần tay trái cố chấp đánh long roi, mang uy tự quyết lực lượng, hung hăng ở băng phôi thú trên mình quất một tí. Băng phôi thú một tiếng thống khổ gầm to, trong mắt lộ ra lau một cái thần sắc sợ hãi.
Trước đây nó coi như sắp bị huyết long ăn, cũng không từng chút nào sợ hãi, nhưng bây giờ bị Diệp Thần nhấn một cái vừa kéo, lập tức liền sợ hãi cung thuận, cúi đầu, biểu thị thần phục. Thiên sát tinh Diệp Thu, tân tinh nhã, san hô cung vũ gặp được, nhất thời vô cùng kinh ngạc, rối rít hô. Điều này sao có thể? Ngươi lại có thể tuần phục đầu này tà thú. Diệp Thần thấy vậy, cũng là lớn vui, tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, nói, đao phong nữ hoàng, vẫn là ngươi thuật pháp sử dụng tốt. Đao phong nữ hoàng cười một tiếng, nói tốt lắm, mộ chủ, ngươi cưỡi đầu này băng phôi thú, vượt biển đi qua là được, tan vỡ biển năng lượng, sẽ không lại xâm hại ngươi. Diệp Thần nói, Lập tức, Diệp Thần cưỡi băng phôi thú, hít sâu một hơi, hướng phía trước tan vỡ biển phóng tới. Tan vỡ biển vô số tai biến nổ tung, tan vỡ hơi thở hóa thành muôn vàn sấm sét, kiếp hỏa, băng xương vân. Vân, đặc biệt khủng bố. Diệp Thần cả người bắp thịt căng thẳng, suy nghĩ chỉ cần có cái gì bất chắc, lập tức chiết thân trở lại. Thiên sát tinh Diệp Thu các người, thấy Diệp Thần lại có thể thật cưỡi thú xông về tan vỡ biển, không khỏi được lớn tiếng kêu lên, đồng hô chú ý. Nhưng mà, vượt quá đám người dự liệu một màn xuất hiện, chỉ gặp Diệp Thần cưỡi băng phôi thú, vượt biển mà qua thời điểm, tan vỡ biển khơi rất nhiều tai biến năng lượng, cũng không có công kích hắn. Ở băng phôi thú hơi thở thấp thoáng hạ, Diệp Thần tựa như cũng là tan vỡ một phần chia, cuối cùng không có bị bất kỳ tổn thương, thuận lợi leo lên sát thần đảo. Thấy một màn này, thiên sát tinh Diệp Thu, tân tinh nhã, san hô cung vũ ba người đều sợ ngây người. Thuận lợi lên đảo, Diệp Thần nhìn trước mắt to lớn nguy nga thiên đấu sát thần pho tượng, trong lòng cũng là xông lên lau một cái nhiệt huyết. Luân hồi mộ địa bên trong, đao phong nữ hoàng ánh mắt, cũng là si ngốc nhìn pho tượng kia, lẩm bẩm nói. Sát thần đại cao uy nghiêm cao nhất, pho tượng bị tan vỡ đánh vào, hàng tỷ đời không ngã, này cùng sức mạnh to lớn tu vi, nhưng là ta tuyệt đối không thể so sánh. Diệp Thần nói, nữ hoàng tiền bối, người vậy rất lợi hại. Đao phong nữ hoàng lắc lắc đầu nói, không, ở sáu đạo cổ thần bên trong, ta là yếu nhất, và bọn họ chênh lệch giống như trời và đất, ta am hiểu nhất tuần thú phương pháp, cả người tu vi đều ở đây thú cưng trên mình, nếu như thoát khỏi thú cưng, ta sức chiến đấu liền muốn giảm bớt nhiều, tự thân tu vi nhưng là bình thường. Diệp Thần cười nói, tiền bối, người dẫu sao là tiên thiên mà sinh nhân vật lớn, so với vậy thiên đế là muốn lợi hại hơn. Đao phong nữ hoàng cười khổ một tí, nói có thể đi, ta sinh ra thời điểm, không không thời không xác thực cũng còn không ra đời, chúng ta khi đó, cũng không có hệ thống tu luyện rõ ràng khái niệm, thế giới là một mảnh hỗn độn bên trong sinh tồn vô số cổ thần và ma vật. Chúng ta thời điểm đó hệ thống tu luyện, đại khái người phân chia thành ba cái cấp bậc, chính là tên yếu, cường giả, không có thể nói cường giả. Ta chỉ có thể coi như là một người yếu, chú tinh long thần và băng phôi chi chủ, cửu thương cổ hoàng, hư không quỷ diệt, đều là cường giả. Mà thiên đấu sát thần, hắn là đại ca của chúng ta, hắn là không có thể nói cường giả, cường đại đến không cách nào hình dạng, không thể nói, hắn là thực lực gần gũi nhất nguyên thiên đế và hồn thiên đế người. Diệp Thần nội tâm rung động, càng một bước hiểu được thiên đấu sát thần mạnh mẽ. Mà hỗn độn thời đại tàn khốc, vậy ra Diệp Thần sở liệu, chỉ có cường giả và người yếu phân biệt. Không phải cường giả, chính là tên yếu, hoàn cảnh xa so hôm nay không không lúc nào không, tàn khốc được hơn. Bất quá, sát thần đại ca mạnh mẽ, chỉ là sát đạo mạnh mẽ, hắn đối mặt hỗn độn thế giới hỗn loạn, cũng là không thể ra sức, giết hại là không giải quyết được vấn đề. Chỉ sẽ cất làm ra càng nhiều hơn giết hại cùng cừu hận. Chân chính có năng lực, có thể mở ra hỗn độn, thành lập trật tự, sáng tạo ổn định thế giới người, là cửu thương cổ hoàng. Cửu thương cổ hoàng chế tạo ra thương thiên thư, thành lập trật tự, lần đầu tiên là hỗn độn cổ thần thế giới, mang tới phồn vinh cùng hưng thịnh, hắn là thế gian vị thứ nhất nhân hoàng. Nơi này có cửu thương cổ hoàng thương thiên thư tổng cương, ở bên kia, chôn ở đất bùn dưới. Đao phong nữ hoàng chỉ hướng pho tượng vùng lân cận một nơi, nơi đó hơi thở truyền ra một chút khác thường. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, đi tới đao phong nữ hoàng chỉ chi địa, khai thác đất bùn, liền từ đất bùn dưới, khai thác ra một phiến cổ xưa trang sách, đúng sự thật thế chấp vậy cứng rắn. Trang sách chữ trên, vô số kim quang ký tự sáng tắt lóe lên, cho dù năm tháng bể dâu hàng tỷ đời, cũng không từng chút nào ảm đạm, vô biên vô tận mênh mông hơi thở, đập vào mặt.
để cho được Diệp Thần cũng là cơn sóng trong lòng dâng trào, cảm nhận được liền một cổ vĩ đại trật tự. Cái này phiến trang sách, chính là Thương Thiên Thư Tổng Cương, phía trên ấn viết cửu thương cổ hoàng, trật tự ý nghĩ, có chư nhiều thế giới phép tắc ảo diệu chí lý, thấm ra một cổ minh mông uy nghiêm. Đó là nhân hoàng uy nghiêm, mở ra hỗn độn, định đỉnh vũ trụ, xẻ thịt càn khôn, thành lập trật tự, giáo hóa vạn dân. Diệp Thần bưng trang này tổng cương, liền tựa như nắm giữ thế gian cao nhất thần điển, gương mặt bị màu vàng kim ký tự ánh chiếu thành màu vàng, đạo tâm một phiến sáng sủa. Đây chính là Thương Thiên Thư Tổng Cương sao? Quả nhiên là minh mông khoáng đạt, chí cao vô thượng à. Diệp Thần khen ngợi không dứt, nếu như có thể chấp trưởng Thương Thiên Thư mà nói, dựa hết vào Thương Thiên Thư uy áp, liền có thể trấn áp cường địch, vô cùng lợi hại. Ừ, mộ chủ, người mau đem cái này Thương Thiên Thư Tổng Cương thu, thừa kế cửu thương cổ hoàng di chí. Hắn muốn sáng lập một cái hoàn mỹ thế giới, đáng tiếc cuối cùng không làm được. Ta tin tưởng, người có thể ở thông trụ cột của hắn trên, xây dựng ra một cái chân chính hoàn mỹ thế giới. Đao Phong Nữ Hoàng thành tâm nói, nàng tin tưởng Diệp Thần năng lực. Hoàn mỹ thế giới sao? Diệp Thần cười khổ, như thế nào thành lập một cái hoàn mỹ thế giới, hắn tâm lý còn không có thích hợp ý nghĩ. Hơn nữa, lấy trước mắt hắn tu vi, đàm luận cái vấn đề này, còn quá xa vời một chút. Bất quá, cái này Thương Thiên Thư Tổng Cương, đối hắn mà nói, tự nhiên cũng là vô cùng trọng yếu, là lấy được điểm tích lũy, lên cấp quyết tái mấu chốt. Lập tức, Diệp Thần liền muốn thu hồi Thương Thiên Thư Tổng Cương, mà Thiên Sát Tinh Diệp Thu các người, thấy hắn bắt được Tổng Cương sau đó, cũng là vô cùng mừng rỡ. Xuy xuy xuy. Nhưng, vừa lúc đó, từng đạo nóng rực thần quang, nhưng là từ phương xa chân trời, cấp tốc phóng tới, mang bất thiện hơi thở. Chỉ gặp một cái tuổi trẻ nam tử, một cái thiếu nữ đồ trắng, mang hai ba chục cái trẻ tuổi nhân vật thiên tài, phóng hạ xuống xuống. Năm ấy xanh nam tử và thiếu nữ đồ trắng, chính là Chu Võ Hoàng và Thiên Nữ. Rốt cuộc vẫn phải tới. Diệp Thần sớm có dự liệu, thấy Chu Võ Hoàng và Thiên Nữ hạ xuống, ánh mắt đông lại một cái. Thiên Sát Tinh Diệp Thu, Tân Tinh Nhã, San Hô Cung Vũ ba người, cảm nhận được Chu Võ Hoàng và Thiên Nữ khí thế mãnh liệt, đều là sắc mặt trầm xuống, rối rít lui về phía sau. Diệp Thần, trên tay ngươi là cái gì? Thương Thiên Thư Tổng Cương. Chu Võ Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Thần quyển sách trên tay trang, nhất thời chấn động. Hắn lại thấy bầu trời điểm tích lũy bảng, Diệp Thần hạng nhanh mạnh tăng vọt, đã đạt đến 16 mạnh bước. Trang này Thương Thiên Thư Tổng Cương, là Diệp Thần mang tới điểm tích lũy tăng lên, đơn giản là khủng bố. Nếu là thật để cho Diệp Thần cầm chắc, hắn tiến vào trận chung kết, vậy khẳng định là đoạt cúp không thể nghi ngờ. Đơn đả độc đấu dưới, coi như là Chu Võ Hoàng và Thiên Nữ. Cái này hai cái đứng đầu nhất thiên tài, cũng không phải Diệp Thần địch thủ. Chu Võ Hoàng, Thiên Nữ, các ngươi tới đúng dịp, ta cầm các ngươi giết tất cả, vậy cơ duyên của các ngươi, liền toàn bộ là của ta, trận chung kết cũng không cần so. Không đúng, Thiên Nữ, ta không giết ngươi, ta phải đem ngươi nhét vào luân hồi thiên quốc, đem ngươi như cổ tinh môn thánh nữ như vậy, trở thành ta tín đồ. Diệp Thần dứt khoát đem Thương Thiên Thư Tổng Cương thu hồi, mắt nhìn hướng Thiên Nữ. Chu Võ Hoàng các người, trong lòng tha hồ tưởng tượng trước tương lai. Ở tham gia đạo tông thi đấu trước, tâm tình hắn là có chút khẩn trương, sợ thật 10 phần chết chắc. Nhưng hiện tại, cái này 10 phần chết chắc vận mệnh, đã hoàn toàn đánh vỡ. Chàng này đại lộ tranh phong, Diệp Thần thu hoạch quá nhiều cơ duyên, hắn hiện tại coi như đối mặt Chu Võ Hoàng và Thiên Nữ liên thủ, cũng là không sợ chút nào. Nghe Diệp Thần lời nói, Thiên Nữ và Chu Võ Hoàng đều là cảm thấy tâm thần run rẩy. Bọn họ chỉ cảm thấy Diệp Thần uy nghiêm khí thế, so trước kia mãnh liệt rất nhiều, lại đè được bọn họ có chút nghẹt thở. Đây thật ra là uy tự quyết hiệu quả. Đao Phong Nữ Hoàng tuần thú chữ bát quyết, không chỉ có thể thuần phục dã thú, còn có thể thuần phục người. Bởi vì, người cũng là dã thú một loại, là cao cấp dã thú. Diệp Thần lúc này chấp trưởng uy tự quyết, nói chuyện từ mang uy nghiêm vô thượng. Không hề hùng hổ dọa người, nhưng như quân vương khí thế vậy, hồn nhiên sẵn có. Rào. Rồi sau đó, Diệp Thần trực tiếp cưỡi băng phôi thú, mang khí thế ngút trời, từ sát thần trên đảo vọt trở về, trong phút chốc vượt biển mà qua, liền hướng Thiên Nữ và Chu Võ Hoàng phóng tới. Cảm nhận được Diệp Thần khí thế ngút trời, Thiên Sát Tinh Diệp Thu, Tân Tinh Nhã, San Hô Cung Vũ các người,
đều là vô cùng giật mình, chỉ cảm thấy Diệp Thần thực lực, và ngày hôm qua đối chiến kiếm hồn vương thời điểm so sánh, lại nhanh mạnh tinh tiến rất nhiều, đơn giản là không tưởng tượng nổi, đột phá quá nhanh. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết luân hồi huyết mạch nghịch thiên chỗ? Thiên nữ và Chu Võ Hoàng dưới quyền, mang tới 20-30 cái thiên tài đệ tử, vốn là muốn trợ trận, nhưng vừa nhìn thấy Diệp Thần cưỡi băng phôi thú vào tới, bọn họ liền rối rít sợ hãi kêu, chạy trốn tứ tán né tránh. Thời khắc này Diệp Thần, tay cầm luân hồi thiên kiếm, sách cưỡi băng phôi thú, thật là như vậy một tôn thần ma nắm giữ, luân hồi kim quang, băng phôi thú hắc ám sát khí, ở trên người hắn hòa làm một thể, sáng chói lóa mắt. Luân hồi nguyên thể mở, Diệp Thần cả người ánh sáng bùng nổ, cưỡi băng phôi thú xông qua, có mấy cái né tránh chậm hơn thiên tài đệ tử, lập tức liền bị hắn khí thế xé nát. Hắn cũng không cần ra tay, chỉ là khí chàng cường đại, liền có thể nghiền nát vậy thần đạo cảnh tồn tại, thực lực đã hung mãnh đến tình cảnh này. Đáng chết, thằng nhóc này, thực lực lúc nào đổi được như vậy khủng bố. Chẳng lẽ lại thu hoạch cái gì nghịch thiên cơ duyên? Chu Võ Hoàng chấn động, lật đật lui về phía sau, không dám nhìn thẳng Diệp Thần mũi nhọn. Thiên nữ cũng là lui về phía sau, khiếp sợ Diệp Thần mạnh mẽ, nàng liếc mắt nhìn về Chu Võ Hoàng, nói. Chu Võ Hoàng, mau triệu hoán thiên tội cổ kiếm. Thiên tội cổ kiếm, là thiên khư thần điện thần chí cao khí, cũng là bốn đại chí cao thần khí bên trong, hung hãn nhất tồn tại. Lấy Chu Võ Hoàng thân phận, hắn có tư cách triệu hoán thiên tội cổ kiếm. Hôm nay Diệp Thần thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, muốn đối kháng, phải dùng thần chí cao khí. Đảm nhiệm thiên nữ, không cần ngươi tới dạy ta làm chuyện. Chu Võ Hoàng hừ một tiếng, ở hắn trên đầu vai, có một đầu điêu thử bộ dáng thú cưng, chiều dài bốn cái đuôi, chính là đuôi thú ở giữa bốn đuôi tử vân điêu. Nhưng ở đại lộ tranh phong bên trong, bốn đuôi tử vân điêu thực lực cũng bị hạn chế, không cách nào đối kháng Diệp Thần. Hắn trên đầu lá bài tẩy, chân chính có thể áp chế Diệp Thần, chỉ có thiên tội cổ kiếm. Thiên tội phạt, đem giết trần thế, thiên tội cổ kiếm, hạ xuống đi. Lập tức, Chu Võ Hoàng không nói nhảm nữa, giang hai cánh tay, phát ra ngâm sướng. Ùm ùm, trên bầu trời, nhất thời bộc phát ra từng cơn bóng tối hy quang, phong vũ lôi điện đan sen, một cái kinh thiên thần kiếm, chậm rãi hạ xuống, chính là trong truyền thuyết thiên tội cổ kiếm. Vô biên vô tận tội phạt hơi thở, ở đó thiên tội cổ kiếm bên trên nổi lên, hóa thành các loại thiên tai họa loạn. Ở nơi này phiến tan vỡ thế giới, những ngày đó tội phạt khủng bố tai họa, khí thế lại là khủng bố, lại mơ hồ cùng tan vỡ thế giới địa mạch phát ra đồng tình. Thánh di vật, nhân hoàng bào, hiện ra. Chu Võ Hoàng lại bóp một cái thủ quyết, trên mình màu vàng thần hy lững lờ, quang vụ ngút trời, chiến khí sôi trào, xuất hiện một bộ trường bào. Vậy trường bào, mang theo cửu thương cổ hoàng hơi thở, là đặc thù thánh di vật, tắm ngập trời hoàng kim sương mù. Rực cháy hà tách thả ra, long phượng trình tường, khí tượng đặc biệt hùng vĩ. Hiển nhiên, ở băng phôi tử vực, Chu Võ Hoàng cũng nhận được chút cơ duyên. Hắn khoác nhân hoàng bào, tay nắm chặt, chấp trưởng thiên tội cổ kiếm. Thiên tội cổ kiếm bản thân mang theo sát khí mãnh liệt, người bình thường khó mà chịu đựng. Chu Võ Hoàng có người hoàng bào gia trì, có thể tốt hơn chấp trưởng kiếm này, phát huy ra thiên tội cổ kiếm uy lực. Nhưng, Diệp Thần cũng không để bụng. Hắn tin tưởng thực lực của mình. Chu Võ Hoàng, liền để cho ta xem, cái này thiên tội cổ kiếm, ngươi có thể phát huy ra nhiều ít uy lực. Diệp Thần khóe miệng nhếch một cái độ cong, liền trực tiếp cưỡi băng phôi thú, cuồng xông ra, trong tay luân hồi thiên kiếm ra chỉ đạo tông chú binh thuật, đổi được vô cùng sắc bén, một kiếm chém thẳng hướng Chu Võ Hoàng. Diệp Thần, ta cũng không tin, ta chấp trưởng thiên tội cổ kiếm, vẫn không đánh thắng ngươi. Chu Võ Hoàng diễn cảm dữ tợn, cũng là nắm chặt thiên tội cổ kiếm, trực diện Diệp Thần mũi nhọn. Nếu như là vậy dưới trạng thái, hắn phỏng đoán mình không đánh lại Diệp Thần, nhưng hiện tại liền thiên tội cổ kiếm cũng triệu hoán xuống, hắn không tin vẫn không đánh thắng. Lấy hắn thần đạo cảnh tu vi, triệu hoán thiên tội cổ kiếm, giá phải trả là to lớn, thiên tội cổ kiếm bản thân mang theo tội nghiệt sát khí, sẽ ăn mòn đại lộ căn cơ, trên người hắn nhân hoàng bào chỉ có thể chậm tách ra. Không thể nào hoàn toàn ngăn trở. Nhưng vì đối kháng Diệp Thần, hắn cũng là nhưng không được như thế nhiều. Thiên tội cổ kiếm nổ lên ngập trời ô mang, mang thần phạt trời nổi giận, như muốn phai mờ chúng thần cùng bá tánh, khí tượng khoáng đạt,
so với Diệp Thần Luân Hồi Thiên Kiếm, đó là hung mãnh nhiều. Diệp Thần Luân Hồi Thiên Kiếm, tuy trải qua chế tạo cường hóa, nhưng hiển nhiên vẫn không thể cùng Chí Cao Thần Khí so sánh. Nhưng, Diệp Thần không sợ chút nào, cả người linh khí nổ, ở sau lưng hiển hóa ra một tôn phong bi, phía trên ghi chép vô số truyền kỳ quang vinh, sử thi câu chuyện, chính là Bất Hủ Phong Bi. Bất Hủ Phong Bi bộc phát ra vạn nặng thần quang, để cho Diệp Thần cả người khí thế tăng vọt, thậm chí lấn át chấp trưởng Thiên Tội Cổ Kiếm Chu Võ Hoàng. Thiên Tội Cổ Kiếm tuy lợi hại, nhưng lấy Chu Võ Hoàng thực lực, hiển nhiên vẫn không thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Thậm chí chỉ có thể phát huy một phần chia. Cái gì? Chu Võ Hoàng tinh thần bị Bất Hủ Phong Bi đánh vào, đạo tâm nhất thời kịch liệt lay động, Thiên Tội Cổ Kiếm đều có điểm cầm không vững. Diệp Thần một kiếm bổ tới đây, Chu Võ Hoàng giơ kiếm đón đỡ, vội vàng gian cũng không pháp tướng kháng, Thiên Tội Cổ Kiếm loảng xoảng một tiếng, bị đánh rơi trên đất. Thấy vậy, Diệp Thần vui vẻ cười to, nói Chu Võ Hoàng, người binh khí lợi hại hơn nữa, mình không phát huy ra uy lực, thì có ích lợi gì? Mọi thứ tu vi, tự thân tu vi, mới là căn bản nhất tồn tại. Binh khí pháp bảo lợi hại hơn nữa, vậy chẳng qua là ngoại vật thôi. Nếu như không có đầy đủ thực lực nắm trong tay, lợi hại hơn nữa binh khí, vậy không phát huy ra uy lực.